Đại Hào môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 211, Nội đình ngoại đình. Phương Du Mỹ bỗng nhiên chạy tới, đối Trần Dương nói, "Tố Tố tỷ tỷ, hai ta trò chuyện sẽ đi." Trần Dương cảm thấy kinh ngạc, mẫu thân của nàng cùng như Vũ Đình là khuê mật, nàng cùng gặp qua Phương Du Mỹ, nhưng bởi vì tuổi tác tranh lệch vấn đề, giữa hai người chưa bao giờ có thâm giao, chung vào một chỗ nói lời, không cao hơn 10 câu nhưng lại không biết tiểu nha đầu làm sao liền ý tưởng đột phát, muốn cùng nàng trò chuyện sẽ. Phương Du Mỹ lập tức quay đầu đối tiêu phàm nói, tiêu phàm ca ca, cha ta mời ngươi đi qua một chút. Trần Dương giật mình, nguyên lai là như thế nguyên nhân. Phương Lê giảng cấp bậc lễ nghĩa, không nguyện ý vắng vẻ Trần Dương, liền đem nhà mình khuê nữ phải đi qua, sung làm thân thiện đại sứ, theo nàng nói chuyện phiếm nói chuyện. Được, tiêu phàm mỉm cười gật đầu, chậm rãi mà đi. Phương Du Mỹ liền hướng Trần Dương nháy nháy mắt, cười hi hi, thần sắc trên mặt cổ quái. Trần Dương bỗng nhiên có chút trột dạ, tránh đi tiểu nha đầu ánh mắt, sẵn giọng tiểu Mỹ, nhìn cái gì vậy? Không có gì, ta ngay tại đoán A, người có phải hay không đã yêu tiêu phàm. Trần Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, nháo cái đỏ chót mặt. Tiểu nha đầu phiến tử, người năm nay mới mấy tuổi A. Liền tình A yêu A, người hiểu được cái gì gọi là tình yêu A. Liền biết làm loạn, tố tố tỉ tỉ lợi hại như vậy nam nhân ngươi đều không yêu người nghĩ yêu ai tiểu nha đầu lại là không buông tha được một tắc lại muốn tiến một thước trần dương liền nghiêm túc nhìn xem phương du mỹ nói tiểu mỹ tình yêu không phải trong tưởng tượng của ngươi dạng như vậy không có như vậy bợ đỡ nói cho cùng tình yêu giảng cứu chính là một loại cảm giác phương du mỹ chịu gian dậy cũng không tức giận trừng mắt nhìn hỏi vậy ngươi có hay không cái loại cảm giác này đâu Trần Dương cắn đỏ trói bờ môi, không lên tiếng. Hai cái cô nương chỉ lo nói thì thầm, ai đều chưa từng lưu ý. Tiêu Phàm đã đi theo Phương Lê cùng Nhiêu Vũ Đình tiến vào biệt thự phòng khách, thư phòng đèn phát sáng lên. "Tiêu Phàm, ngồi đi, ngồi đi, đừng khách khí." Nhiều Vũ Đình cười hô, lại tự mình đi cho hai người pha trà nước. "Được rồi, tạ ơn nhiều a di." Tiêu Phàm mỉm cười đáp lễ, cùng Phương Lê tại ghế sofa bên trong ngồi xuống, lúc này mới ở một bên ghế sofa ngồi xuống quy củ thủ rất nghiêm. Phương Lê âm thầm gật đầu. Bất kể nói thế nào, lão Tiêu gia gia giáo vẫn tương đối nghiêm khắc. Tiêu Trạm vốn là lấy nghiêm khắc chứ danh hào môn đời thứ hai trưởng bối. Phương Lê cũng tương đối coi trọng quy củ. Cái này cùng gia thế của hắn cùng làm việc họ chất có quan hệ. Phương Lê những năm này đều ở vào một cái cân đối các phe vị trí phía trên, mà cân đối hiệu quả như thế nào, điểm trọng yếu nhất chính là muốn nhìn bị cân đối các phương phải trang tuân thủ quy củ. Audio điện tử võ tấn bền Nếu có một phương không thèm nói đạo lý, cân đối liền tiến hành không được. Đối với dạng này phá làm hư quy củ ra hỏa, phương lê nhất quán rất không chào đón. Nhưng bây giờ, phương lê chuyên mời tiêu phàm đến thư phòng nói chuyện, tự nhiên không phải vì khảo sát tiêu gia ra giáo như thế nào. Nhiều vũ đình rất nhanh liền ngâm tốt nước trà, nhẹ nhàng bày ra tại trước mặt hai người, lập tức tại phương lê bên người ngồi xuống, mỉm cười hướng tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, Gia hiệu hắn không cần khẩn trương. Phương Lê mắt nhìn tiêu phàm, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, chậm rãi hỏi tiêu phàm, người vụng trộm một mực tải chú ý đại sinh quỹ ngân sách hải ngoại tình huống sao. Tiêu phàm liền cười, hắn biết nếu như không làm rõ ràng vấn đề này, Phương Lê tuyệt đối không thể an tâm. Phương thúc thúc, ta trước kia cũng không biết đại sinh quỹ ngân sách tình huống, đối đại sinh ngân hàng cũng chỉ là nghe thấy, cho tới bây giờ đều không có chú ý qua. Đây là ăn ngay nói thật. Phương Lê sau mi có chút nhân lại, hiển nhiên cũng không tin tiêu phàm cho đáp án này. Vậy ngươi làm sao có thể biết, nước Mỹ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch về sau, đại sinh hội ngân sách xảy ra vấn đề. Phương Lê đến cùng không hổ là xuất thân từ chính trị và pháp luật thế gia, mọi thứ thích từ kỹ thuật phương diện cắt vào. Tiêu phàm nói, tướng mạo, từ chấn nam nuôi lông mày tán loạn, thẳng vào thái dương, các nhọn, sát khí trùng thiên. Đây là điển hình nhất rủi ro chi tướng mà lại hắn ấn đường ảm đạm, nói nguyệt giác khắc sát ẩn hiện, đều biểu thị lấy hắn sau này một đoạn thời gian rất dài vận trình, tướng không đảm đương nổi đi. Phương Lê không khỏi ngơ ngẩn, hắn cũng đoán được việc này không đơn giản như vậy, lấy tiêu phàm thân phận cùng xử lý làm việc, tựa hồ khả năng không lớn chuyên môn đi chú ý đại sinh ngân hàng cùng đại sinh quỹ ngân sách tình huống, chỉ là lại không nghĩ tới tiêu phàm vậy mà ở ngay trước mặt hắn nói ra như thế một phen tới. Tướng Mạo, Vận Trình, Phương Lê trong lúc nhất thời, thật đúng là không thể tiếp nhận những vật này. Nhiều vũ đình sắc mặt, ngược lại là 10 điểm bình thường. Nàng ngay từ đầu, cũng cảm thấy những này rất hoang đường, nhưng bây giờ, hiển nhưng đã không còn nghĩ như vậy. Vậy ngươi cho ta xem một chút đi. Chốc lát, Phương Lê từ tốn nói, hơi hơi có chút không vui. Nghe vào, Phương Lê là muốn đem tiêu phàm một quân. Đi, nói tướng thuật đúng không, vậy ngươi lấy thêm điểm hoa quả khô ra đến cho ta nhìn một cái nhìn xem có thể không thể thuyết phục ta. Nhiều vũ đình nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, liền thoáng hiển lộ ra lo lắng chi ý. Nàng rất rõ ràng Phương Lê họ cách, kia là tương đương cố chấp. Đừng nhìn Phương Lê bên ngoài đồng hồ ôn hòa, bên trong cực kỳ có thể cầm được định chủ ý, người bình thường muốn thuyết phục Phương Lê, độ khó quá lớn. Huống chi hay là loại kia hư vô mờ mịt đồ vật. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cẩn thận chu đáo một chút Phương Lê tướng mạo, chậm chậm nói, Phương thúc thúc, xin thứ cho ta nói thẳng nhập chủ trung tâm chỉ sợ có nhất định độ khó không bằng rời kinh liền phiên phương lê toàn thân chấn động bỗng nhiên thẳng người thân hai mắt tinh quang đại phóng một mực tiếp cận tiêu phàm nhiều vũ đình cũng mở to hai mắt nhìn tiêu phàm lời này nghe không hiểu thấu nhưng phương lê cùng nhiều vũ đình hiển nhiên đều hiểu tiêu phàm chỉ là cái gì lời này của ngươi có ý tứ gì ai dạy ngươi nói như vậy tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt nhẹ nói phương thúc thúc nếu như ngươi có loại ý tưởng này như vậy chúng ta lần nói chuyện này chú định sẽ rất không thoải mái không bằng như vậy dừng lại đi thần thái khiêm tốn ngôn từ lại là cứng rắn khí độ nghiêm nghị thật xin lỗi phương chủ nhiệm ta là tới chỉ điểm ngươi không là tới đón thụ ngươi thẩm vấn ngươi thái độ không tốt ta không kiên nhẫn nói chuyện cùng ngươi phương lê lại sửng sốt không nghĩ tới tiểu tử này còn rất có tính tình không hổ là lão tiêu gia đích trường tôn nghĩ muốn chấn trụ hắn, sợ là tính lầm. Nhiều vũ đình hơi cười xấu hổ, ôn nhu nói, tiêu phàm, phương thúc thúc không phải ý tứ kia. Hắn họ cách có bộ dáng như vậy, người đừng thấy lạ. Có lời gì, người nói thẳng tốt, không quan hệ. Nơi này không có người ngoài, tiêu phàm mỉm cười gật đầu, lại không nói thêm gì nữa. Nếu là Phương Lê chủ động mời hắn tới nói chuyện, kia Phương Lê liền nhất định phải cho thấy thái độ của mình. Ở thời điểm này, nhiều vũ đình cũng không thể đại biểu Phương Lê. Phương Lê mình không có một cái tương đối khách quan thái độ, như vậy nói chuyện hiệu quả, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Cái này một tiết, tuyệt đối không thể lầm, Tiêu Phàm khiêm tốn về khiêm tốn, thời khắc mấu chốt, tuyệt nghiêm túc. Phương Lê nhẹ khẽ hít một cái khí, sắc mặt hòa hoãn lại, chậm chậm nói tốt, Tiêu Phàm, mời ngươi tiếp tục đi, ta nghe đâu. Ý tứ này, kỳ thật chính là hướng Tiêu Phàm xin lỗi. Mặc kệ Tiêu Phàm nói lời lại hoang đường, nếu là mình chủ động mời hắn đến nói chuyện như vậy nên giảng lễ tiết vẫn là phải giảng, nếu như gia hỏa này luôn luôn nói hưu nói vượt, về sau không tuân theo chính là. Được rồi, Phương thúc thúc, trước mắt trung tâm tình huống, tối nghĩa khó hiểu, nội bộ ý kiến cũng không phải như vậy nhất trí. Từ tùy đường đến nay, su mật viện chính là nội đình sở thiết, cầu thông trong ngoài cầu nối. Tại trụ cột phủ đặt chân, ý trượng lớn nhất đến từ trí tôn tín nhiệm. Trụ cột mật sứ quyền nghiêng trong ngoài ví dụ, cũng ít khi thấy cho dù có dạng này ngoại lệ, bình thường cũng khó có thể bền bỉ. Thời ngũ đại kỳ hậu tấn tang duy hàn, trước sau hai lần lấy trụ cột mật sứ kiêm tể tướng, hạ tràng là bỏ mình tộc diệt. Khẩu chu vương tuấn, trụ cột mật sứ kiêm cùng bên trong sách môn hạ hòa trương sự tình, cuối cùng cũng là bị giáng trước thương châu, buồn bực sầu não mà chết. Nếu như không phải Quách huy nhớ lấy lão huynh đệ tình phân, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu phàm không chậm không nhanh, êm tai nói. Phương Lê Thần sắc lại một lần nữa nghiêm túc lên, hắn vốn cho là, tiêu phàm muốn cho hắn xem tướng, nhưng không ngờ lại một lần nữa tính sai. Tiêu phàm thế mà nói cho hắn lên lịch sử, mà lại nâng hai ví dụ, đều là đời thứ năm sử thượng nổi tiếng quyền tướng. Nhất là Tang Duy Hàn, càng là thiên cổ nổi danh đại hán diệt, thạch kính đường hướng khiết đan xương vua bù nhìn, cắt nhường yến vân 16 châu đầu đảng tội ác. Nhưng Phương Lê đọc thuộc lòng lịch sử, biết rất rõ, Tang Duy Hàn bản thân tài năng, kia là không thể nghi ngờ, ở phía sau tấn cũng coi là một tay giả thiên đại nhân vật. Trụ cột mật sứ kiêm cùng bên trong sách môn hạ hòa trương sự tình mệt mỏi rời môn hạ hầu bên trong, đến cuối cùng bái trung thư lệnh, phục mặc cho trụ cột mật sứ, phong ngụy quốc công, không rõ chi tiết, một lấy ủy chi. Không có bản lĩnh thật sự, là làm không được, trên sử sách cái gọi là quyền nghiêng trong ngoài, nói chính là loại tình huống này. Xua mật viện xử trí nội đình công việc, phụ trách quân quốc nặng sự tình, trực tiếp hướng hoàng đế phụ trách, xem như hoàng đế nội thần, trung thư tỉnh môn hạ bớt trưởng ngoại đình sự vụ, hòa trương thiên hạ thứ chính, thì là ngoại thần. Một chút quyền cao chức trọng tiết độ sứ quan sát làm, tấu trương có thể tránh bên trong sách môn hạ, thẳng tới ngự tiền, nhưng vô luận như thế nào đều tránh không khỏi xua mật viện, nhất định phải từ trụ cột mật sứ chuyển trình ngự lãm. Đại khái chính là như vậy phân công, trụ cột mật sứ kiêm tể tướng, đó chính là quyền nghiêng trong ngoài, đã phụ trách hoàng đế cùng bên ngoài phiên đại thần liên hệ, lại đi chính sự đường hòa trương thứ chính. Tại đời thứ năm, lấy trụ cột mật sứ kiêm nhiệm tể tướng là trở thành thủ tướng tiêu chí. Bất kể là ai, một khi lấy được dạng này địa vị, vậy liền là chân chính dưới một người trên vạn người. Chỉ bất quá, dạng này quyền tướng, hạ tràng bình thường đều tương đối khó nhìn. Tướng quyền trực tiếp uy hiếp được hoàng quyền, cuối cùng bị hoàng đế nghi kỵ, chính là đương nhiên. Phương Lê nhíu mày nói, tình huống hiện tại, dù sao cùng cổ đại có chỗ khác biệt. Tiêu Phàm cười cười, nói, Phương Thúc Thúc, làm việc cơ quan danh xưng đổi, thực chất cũng không có thay đổi bao nhiêu. Nội đình cơ quan, danh tước không hiện, nhưng trực tiếp cùng tầng cao nhất đối thoại, câu thông trên dưới, liên lạc trong ngoài, quyền uy rất nặng. Bất quá, mọi thứ có lợi thì có hại. Phương Thúc Thúc, người cảm thấy, trước mắt nội đình cơ quan, cùng trước kia su mật viện, trừ không chịu trách nhiệm quân sự bên ngoài, có cái gì thực tế khác biệt sao? Vị trí địa vị, nhưng thật ra là đồng dạng nội đình văn phòng chủ nhiệm phó chủ nhiệm cấp bậc rất cao quyền lực rất lớn nhưng có một cái nhược điểm chí mạng đó chính là không có mình chấp hành hệ thống tất cả quyền lực đều đến từ tầng cao nhất ủy thác bởi vậy đạt được nhất lãnh đạo cấp cao hoàn toàn tín nhiệm là đặt chân căn bản muốn thực phát hiện mình chính trị lý tưởng cùng chính trị khát vọng chỉ có thể phụ thuộc vào người khác ngược lại bất kỳ một quốc gia nào các bộ và ủy ban trung ương đều có mình độc lực chấp hành hệ thống bọn hắn chế định chính sách chỉ cần thông qua phê chuẩn, liền có thể cả nước phổ biến. Đây chính là khác nhau, nội đình chi chủ, trên thân phe phái lạc ấn, thực tế quá rõ ràng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục A. À. chương 212, nói không có không chúng. Tiêu phàm, người đối lịch sử chuyện cũ hay là rất quen thuộc nha. Phương Lê Từ Tốn nói, ta mời ngươi đến, không phải muốn cùng ngươi đàm luận lịch sử chuyện cũ, ngươi không phải nói tướng thuật A. À. Tiêu Phàm cười cười, ánh mắt tại Phương Lê hơi có vẻ thưa thớt đỉnh đầu thoáng nhìn, nói, Phương thúc thúc, ngài tóc đen nhánh tỏa sáng, thiên đình rộng lớn nở nang, nói nguyệt giác to lớn, chân núi sung mãn, hai tai dày đặc, hai mắt có thần, đây là rõ ràng thượng thư chi tướng. Bất quá khóe mắt có ác văn, chủ gần đây bản cung xâm lăng. Loại này tướng lý, dễ không động đậy dễ tính, lưu tại kinh sư, chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Nhiều vũ đình lấy làm kinh hãi, nhịn không được hỏi, người nói là, ra ngoài tương đối tốt. Phương Lê liền chừng thê tử một chút, làm sao lập tức liền bị người mang vào rồi. Tiêu Phàm không để ý tới Phương Lê ánh mắt, nghiêm túc nói, Phương Thúc Thúc, cao tầng tình huống, người so ta rõ ràng nhiều, ta không dám mua búa trước cửa lỗ ban. Thuần túy y theo tướng Lý mà nói, ta cho rằng trong thời gian ngắn, nội đình văn phòng xác thực không phải lựa chọn tốt nhất. Vì cái gì, Tiêu Phàm nói, Phương Thúc Thúc, luận sự, Phương gia tại chính trị và pháp luật hệ thống lực ảnh hưởng rất lớn, ngài nếu như đi nội đình làm việc, muốn cân đối liền hoàn toàn không phải chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ sự tình. Toàn diện cân đối, Nội đình Minh chủ mặc cho nơi đó, chỉ sợ sẽ có chút không lớn tình nguyện a. À. Phương Lê con ngươi thoảng qua có rút lại một chút. Đương nhiệm Nội đình văn phòng Minh chủ mặc cho, chính là là đương kim thứ nhất tín nhiệm người, Nội đình mọi việc, một lời mà quyết. Phương Lê đi Nội đình, tự nhiên là làm Minh chủ nhiệm phụ tá. Nhưng Phương Lê thân phận, xa không phải bình thường Nội đình phó chủ nhiệm có thể so sánh hắn là thế gia hào môn xuất thân, tại kinh sư mặt đất có được cực kỳ rộng khắp giao thiệp, bản thân lực ảnh hưởng, vượt xa khỏi chức vụ của hắn. Tỷ như tại chính trị và pháp luật hệ thống, hắn không tính là lãnh đạo chủ yếu, chỉ là bộ môn lãnh đạo, nhưng ý kiến của hắn, lãnh đạo chủ yếu nhóm đều phải cẩn thận ước lượng. Dạng này một nhân vật lợi hại, tiến vào nội đình, muốn không làm cho minh chủ nhiệm cảnh giác, gần như không có khả năng. Tiêu phàm lời nói, chỉ là chạm đến là thôi. Phương Lê gì cùng dạng người, làm sao có thể đọc không hiểu hắn chân thực hàm nghĩa phương lê đi nội đình lập tức liền đứng trước hai loại lựa chọn hoặc là trở thành minh chủ nhiệm tâm phúc hoặc là thành làm đối thủ liền tình hình bây giờ mà nói hắn trở thành minh chủ mặc cho đối thủ khả năng họ lớn hơn bởi vì từ lịch sử nguồn gốc mà nói phương lão gia tử chỗ chính trị phe phái cùng minh chủ mặc cho chỗ chính trị phe phái khác nhau khá nhiều song phương nhất quán không phải rất hợp Phương Lê nếu như cố gắng hướng minh chủ mặc cho dựa vào, như vậy những cái kia đã từng ủng hộ hắn các đại nhân khác Phật, chỉ sợ cũng không thể không một lần nữa cân nhắc phải chăng tiếp tục ủng hộ Phương Lê. Mà nếu như cùng minh chủ mặc cho đối lập, tình huống cũng giống vậy không dễ làm. Minh chủ mặc cho dù sao cũng là đương kim tín nhiệm nhất tướng tài đắc lực. Lấy Phương Lê bản thân chức vụ cùng cấp bậc mà nói, phó bộ cấp, xác thực còn không có cùng minh chủ mặc cho mặt đối mặt vật cổ tay thực lực. Nội đình văn phòng chủ nhiệm, xa không phải bình thường chính tỉnh bộ cấp cán bộ có thể so. Nếu ví dụ mà nói, một tỉnh đại tướng nơi biên cương, người đứng đầu điều nhiệm nội đình xử lý chủ nhiệm, coi như cấp bậc không cao phối, trong mắt người ngoài, đó cũng là mạnh mẽ lên chức. Nhưng tỉnh lý phụ tá điều nhiệm nội đình xử lý phó chủ nhiệm, kia liền không chắc là lên chức. Người đứng đầu cùng phụ tá khác nhau, tương đương rõ ràng. Những nội tình này, tiêu phàm kỳ thật cũng chỉ là kiến thức nửa vời, kém xa tít tắp phương lê rõ ràng như vậy nhưng hắn tinh thông tướng lý, lại là những người khác so ra kém. Đơn thuần từ tướng lý quẻ tượng mà nói, Tiêu Phàm cho rằng Phương Lê không thích hợp đi nội đình xử lý. Chốc lát, Phương Lê lạnh nhạt nói, ta đi nội đình xử lý, chủ yếu vẫn là phụ trách liên hệ ngành hành chính cái này một khối. Tiêu Phàm mỉm cười hỏi ngược lại, kia cần gì phải muốn động? Ngài hiện tại không phải liền là làm việc này a? À. Tại chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ, người cái gì đều rất quen thuộc ngay cả lãnh đạo chủ yếu đều muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, có lão gia tử dư uy tại, phương gia liền mãi mãi cũng là chính trị và pháp luật hệ thống nội bộ thế lực lớn. Hiện tại bỏ qua mình đại bản doanh, độc thân tiến về nội đình, thực tế còn là phụ trách liên hệ chính trị và pháp luật chiến tuyến, coi là thật có chút vẽ vời thêm chuyện. Phương Lê trầm ngâm, có mấy lời, hắn cũng không tốt cùng tiêu phàm nói đến quá lộ. Để hắn đi nội đình, nhưng thật ra là một vị nào đó cự đầu đề nghị, vị kia cự đầu cùng Phương lão ra tử quan hệ không tồi, hy vọng Phương lê tiến vào nội đình về sau, có thể phân đi minh chủ nhiệm một bộ phân quyền chuôi. Nghiêm chỉnh mà nói, cự đầu đề nghị này cũng mang theo tư tâm. Rõ ràng là muốn mượn Phương ra lực ảnh hưởng, đến chống lại minh chủ mặc cho ở bên trong đình văn phòng một nhà độc đại, từ đó đem ý chí của mình dần dần thẩm thấu đi vào đình cơ quan. Nhưng không thể không nói, đây là Phương Lê đạt được vị này cự đầu toàn lực ủng hộ cùng tiến nhiệm một cái tốt nhất con đường. Đây chính là phương lê muốn đi nội đình xử lý nguyên nhân thực sự. Phương lão gia tử dù sao đã không có ở đây, sau này phương lê càng nhiều muốn theo dựa vào cố gắng của mình. Có thể thu hoạch được một vị cự đầu mắt xanh, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Không biết có bao nhiêu quan trường nhân vật, đối cơ hội như vậy tha thiết ước mơ. Phương lê trong lòng do dự, Tiêu phàm có thể lý giải, chú ý phương lê sắc mặt, chậm rãi nói, "Phương thúc thúc, ngài bản thân liền là cực quý chi tướng." quý nhân tương trợ chỉ là dệt hoa trên gấm. Ta mặc dù không phải hiểu rất rõ cao tầng tình huống, nhưng ta nghĩ, vô luận đến lúc nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ, như vậy bất kể là ai, đều phải nghiêm túc lắng nghe ý kiến của ngài, mà không phải tương phản. Ta trong nhà, cùng cha ta cũng nói tới qua chủ đề cùng loại. Gen sắt còn muốn tự thân cứng rắn. Phương Lê lấy làm kinh hãi, có chút nghi hoặc nhìn qua hắn, hỏi, người cùng tiêu bộ trưởng cũng đàm luận những này cái này quả thật có chút vượt quá phương lê dự kiến. nguyên lai like tưởng rằng tiêu phàm trong nhà đối mặt tiêu trạm thời điểm không dám thở mạnh một cái đâu. nghe nói hai cái bất tranh khí nhi tử là tiêu trạm lớn nhất phải ngược người quen bằng hữu tại tiêu chạm trước mặt đều rất tự giác không nhắc lên tiêu phàm tiêu thiên hai anh em miễn cho gây tiêu bộ trường sinh khí. đúng vậy, phương thúc thúc kỳ thật tình huống của chúng ta đều là giống nhau tương đối đặc thù. tiêu phàm rất hàm xúc nói. Người phương Lê không phải phổ thông sợi cỏ xuất thân, không phải phượng Hoàng Nam, ngươi là hào môn thế gia tử đệ. Hào môn thế gia ở trong nước chính đàn, vốn là một cỗ độc lực thế lực. Một cái hào môn thế gia có lẽ không đủ để tự thành hệ thống, nhưng mấy hộ hào môn liên hợp lại cùng nhau, lại thêm các loại quan hệ thông gia bằng hữu đồng sự, đó chính là một cái cực kỳ to lớn vòng tròn, thế lực mạnh, cho dù ai đều không thể coi thường. Hiện tại người muốn nhảy ra thế gia vòng tròn, hướng mỗ vị cự đầu dựa vào, vậy sẽ phải hảo hảo tính toán, có đáng giá hay không. Hiện đặt vào tiêu gia ở đây, nếu như hai nhà có thể trở thành một loại nào đó minh hữu tiêu gia có thể cấp cho ủng hộ của ngươi, tuyệt đối không so một vị nào đó cự đầu tiểu. Lão gia tử còn tại thế, đây là ỷ trượng lớn nhất. Nhiều vũ đình liếc trượng phu một chút, lập tức hướng tiêu phàm hỏi, tiêu phàm, kia ý kiến của ngươi, là ra ngoài rồi. Đúng thế, tiêu phàm rất chắc chắn gật đầu đáp, Phương Thúc Thúc tại thủ đô cơ quan làm việc thời gian quá dài, tương đối mà nói, địa phương kinh nghiệm làm việc hơi có khiếm khuyết. Đường Tống thời kỳ, có một cái quy định bất thành văn, không lịch châu huyện, không mô phỏng đài bớt. Hiện tại mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng trên đại thể vẫn là như vậy. Từ các bộ và ủy ban trung ương cơ quan mà đảm nhiệm đài các tướng trước ví dụ, không phải quá nhiều. Bởi vậy ta đề nghị Phương Thúc Thúc đi tỉnh ngoài làm việc một đoạn thời gian. Trung kỳ thay nhiệm kỳ lập tức liền muốn bắt đầu. Tiêu Phàm lời nói vẫn là không có nói xong, nhưng Phương Lê cùng Nhiêu Vũ Đình đều hiểu hắn ý tứ. Trung kỳ thay nhiệm kỳ đánh cờ, nó trình độ kịch liệt, thậm chí không thua gì lớn thay nhiệm kỳ. Đến lúc đó cái này tứ cửu thành bên trong, cũng không biết muốn cuốn lên bao lớn sóng gió. Phương Lê vừa vặn nghe tại lúc này tiến vào nội đình xử lý, mình chân đứng không vững, lập tức liền cuốn vào đến kịch liệt như thế nhân sự an bài đánh cờ bên trong, nhưng chưa chắc là ý kiến hay. Chỉ cần hơi tất cả đối sai lầm, chính là đại phiền toái. Sau khi dựng nước, các đời nội đình xử lý chủ nhiệm, cuối cùng tại Hoạn Lộ bên trên đi được đều không phải quá thuận. Vậy ngươi cho rằng đi phương hướng nào tương đối tốt đâu? Mở miệng vẫn như cũ là nhiều vũ đình, Tiêu Phàm mỉm cười, nhiều vũ đình hiện tại đã càng ngày càng thích hứng hắn nói chuyện phong cách. Nàng hỏi chính là đi phương hướng nào, không phải đi cái nào tỉnh thị. Bình thường thuật sư thôi diễn tướng mệnh hoặc là phân tích quẻ lý, bình thường đều chỉ sẽ giảng đến mơ hồ phương vị rất ít đem cụ thể địa điểm vạch ra tới. Công lực không đủ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ, cho một sự thật mà không phải nhắc nhở. Tây Nam, 600 bên trong, tiêu phàm nhẹ nói, nhiều vũ đình sau nghi một dương, trầm giọng hỏi, Tây Nam 600 bên trong. Vì cái gì không phải Đông Nam, Tây Nam 600 bên trong, kỳ thật chỉ chính là Yến Bắc tỉnh tỉnh lị cửa sắt thành phố. Mà nhiều vũ đình nói Đông Nam, thì là tiêu trạm đã từng cùng tiêu phàm nói tới qua, Phương Lê một cái khác nhậm trước đi hướng, là Minh Châu thành phố. Yên Bắc tỉnh, cũng không tại Phương Lê trước đây cân nhắc nhậm trước tỉnh bên trong. Nhiều a di Phương thúc thúc trời bên trong có vết, Đông Nam phương hướng hắc khí ẩn hiện. Đi Đông Nam, cũng không phải là tốt nhất phương hướng. Lấy Phương thúc thúc tướng mạo mà nói, gần đây bên trong, Tây Nam 600 bên trong, mới là phúc của hắn địa. Rất có ích lợi, Phương Lê sắc mặt, lại giữa bất chi bất giác tấm xuống dưới, lạnh nhạt nói tốt, Tiêu phàm, chúng ta nói chuyện, liền dừng ở đây đi. Lập tức khóe miệng lại hiện ra vẻ tươi cười, ngữ khí cũng biến thành ôn hòa, người nhiều A Di giới thiệu cho người Trần Dương, người còn hài lòng A. À. Ta cảm thấy cô nương kia không sai, người nếu là cảm thấy thích hợp, tiếp xúc nhiều hai về nhìn xem. Trưởng bối quan tâm vãn bối, đây cũng là đề bên trong phải có chị ý. Tiêu phàm liền đứng dậy, hướng phương lê cùng nhiều vũ đình không người, khách khí nói, được rồi, tạ ơn phương thúc thúc cùng nhiều A Di quan tâm ta tặng tặng ngươi, nhiều vũ đình cũng vội vàng tức đứng dậy theo, đem tiêu phàm đưa tới cửa, lập tức trở về, mắt nhìn Phương Lê, mắt trong mang theo trưng cầu chi ý. Phương Lê nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường chi ý, lạnh nhạt nói chuyện lạ quái luận. Nhiều vũ đình sắc mặt có chút ngưng lại, nhẹ nói ta nhìn, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ một cái đi, ta cảm thấy, cũng không phải là không có một điểm đạo lý, thật giống như vừa rồi từ chấn nam chuyện này. Trùng hợp mà thôi, không thể đánh đồng. Phương Lê khoát tay áo, nói, nhiều vũ đình còn cần khuyên, Phương Lê điện thoại bỗng nhiên vang lên, Phương Lê cầm điện thoại di động lên xem xét, sắc mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc lên, ấn xuống nút trả lời. Người tốt, thịnh chủ nhiệm, là ta, ha ha, chào ngươi chào ngươi. Phương Lê ngữ khí rất khách khí, cười ha hả nói. Nhưng theo trả lời, Phương Lê nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất, song nghi dương lên, lộ ra cực kỳ kinh ngạc, tựa hồ thịnh chủ nhiệm ở trong điện thoại nói khiến người giật mình sự tình. Được rồi tốt, ta biết, tạ ơn thịnh chủ nhiệm. Hảo hảo, gặp lại, làm sao rồi, đợi Phương Lê cúp điện thoại, nhiều vũ đình liền quan tâm mà hỏi. Nàng thế nhưng là biết Phương Lê miệng bên trong thịnh chủ nhiệm là thần thánh Phương nào, chính là vì kia cự đầu văn phòng người phụ trách, tại nào đó trung ương các bộ và ủy ban trung ương treo phó chức lãnh đạo đầu hàm cán bộ cao cấp. Khoảng thời gian này, Phương Lê cùng thịnh chủ nhiệm liên hệ tương đối mật thiết phương lê không đáp con mắt thẳng tắp nhìn về phía tiêu phàm vừa mới ngồi qua ghế sofa trên mặt lộ ra phi thường thần sắc cổ quái nhiều vũ đình sau nghi cũng dương lên trong lòng mơ hồ đoán được cái gì lão thịnh nói liên quan tới ta đi nội đình làm việc vấn đề minh chủ mặc cho đưa ra khác biệt ý kiến tựa hồ hắn có chút không nguyện ý ta đi cùng hắn vào ngành chốc lát phương lê mới chậm rãi nói a kia tiêu phàm nói đúng rồi nhiều vũ đình kinh ngạc nói còn không chỉ, Phương Lê lại lắc đầu, song mi nhíu chặt, trên mặt thần sắc, tựa hồ cực kỳ khó mà tác giải. Lão Thịnh còn nói, Minh Châu người bên kia sự tình an bài, có khác quyết định. Khả năng ban đầu an bài không thể chứng thực xuống dưới. Hắn hỏi ta, có nguyện ý hay không đi Yến Bắc làm việc một đoạn thời gian, cùng Minh Châu bên kia an bài chức vụ là đồng dạng, tiến vào ban tử, phân công quản lý chính trị và pháp luật miệng. Còn nói đây là thường ủy đồng chí ý kiến, nhiều vũ đình đôi môi có chút mở ra, thành một cái tiên diễm o hình, con mắt trợn thật lớn, lộ ra tuyệt đối khó có thể tin thần sắc. Yên Bắc, cửa sắt thành phố, Tây Nam 600 bên trong. chương 213, ý không ở trong lời. Bên này tòa còn tại trong lúc khiếp sợ, nhiều ngọc sinh lại chạy vào. Nhiều ngọc sinh 40 tuổi ra mặt, là nhiều vũ đình tiểu đệ, kế thừa tha nhà đại bộ phận phân sản nghiệp, ở trong nước giới kinh doanh, cũng là nổi danh nhân sĩ. Nhiêu Ngọc Sinh Tiên Triều Tỷ phu nhẹ gật đầu, liền vội vã đối Nhiêu Vũ Đình nói: "Tỷ, Từ trấn Nam gọi điện thoại đến cầu cứu." Thần sắc rất là lo nghĩ. Đối với tiểu đệ lo nghĩ, Nhiêu Vũ Đình rất lý giải, Nhiêu Ngọc Sinh là đại sinh ngân hàng đại cổ đông một trong. Cái này nếu là Từ trấn Nam cùng đại sinh ngân hàng đổ, Nhiêu Ngọc Sinh tổn thất sẽ rất thảm trọng. Tuy nói không đến mức liên lụy toàn bộ tha thị tập đoàn đổ xuống tới, tối thiểu cũng sẽ làm bị thương nguyên khí. Một nhà ngân hàng sụp đổ mất tuyệt không chỉ liên lụy đến mắt xích tài chính đơn giản như vậy. Bên trong có quá nhiều gút mắc, công chúng độ tín nhiệm cũng là cực kỳ quan trọng, người có thể cứu được hắn A. Không đợi nhiều Vũ Đình trả lời, Phương Lê mở miệng trước, nhẹ giọng hỏi. Dưới tình huống bình thường, hắn cùng nhiều Vũ Đình ở tại thư phòng, nhiều Ngọc Sinh sẽ không tùy tiện chạy vào, lúc này xem bộ dáng là bị buộc gấp, không lo được lễ tiết lễ phép cái gì. Nhiều Ngọc Sinh bận biểu tức xoay mặt hướng về tỷ phu, lo nghĩ nói ca, việc này đi, thật đúng là phải nghĩ biện pháp. Không phải, chúng ta quá bị động. Phương Lê cùng Nhiêu Vũ Đình yêu đương trận kia, Nhiêu Ngọc Sinh vẫn còn tương đối nhỏ, một mực gọi Phương Lê ca, nhiều năm như vậy, gọi quen thuộc, về sau Phương Lê cùng Nhiêu Vũ Đình kết hôn, Nhiêu Ngọc Sinh cũng chưa từng đổi giọng. Khác không nói đến, liên lụy đến số tiền chán thực tế quá lớn, dù coi như lấy tha thì tập đoàn tài sản thực lực cũng chịu không được. Phương Lê hừ một tiếng, có chút không vui nói, lúc trước ta liền nhắc nhở qua ngươi, từ chấn nam lá gan quá lớn, bốc đồng quá đủ, cùng hắn hùn vốn phải cẩn thận. Ngươi là nhìn xem ném giúp đỡ làm, bị làm choáng váng đầu óc. Hiện tại ngân hàng trung ương vòng quay chu chuyển tiền tệ thu được như thế gấp, từ chấn nam thống hạ lớn như vậy lỗ thủng, lấy cái gì đi bổ. Đầu tư bỏ vốn quá khó khăn, Phương Lê mặc dù một mực tại chính trị và pháp luật hệ thống làm việc, đối tài chính chi đạo, thế nhưng tuyệt không xa lạ gì. Nhiều ngọc sinh lập tức khổ mặt, chớ nhìn hắn vừa rồi kia lời nói là hướng về phía Nhiêu Vũ Đình nói, nhưng thật ra là muốn để Phương Lê nghe tới. Đại sự như vậy, cuối cùng còn muốn Phương Lê làm chủ, hắn mới có thể an tâm. Nhiêu Ngọc Sinh một mực rất kính nể Phương Lê, cũng rất sợ cái này tỷ phu. Nhiêu Vũ Đình liền nhìn về phía Phương Lê, trên mặt cũng lộ ra thần sắc lo âu. Phương Lê trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói, "Ngọc Sinh, để từ trấn Nam đi tìm Tiêu Phàm." A à nhiều ngọc sinh nhất thời bán hội có chút chưa tỉnh hồn lại. Nhiều vũ đình hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, nói, đúng, ngọc sinh, người ca nói đúng, người để từ chấn nam đi tìm tiêu phàm. Hiện tại có lẽ chỉ có tiêu phàm có thể có biện pháp cứu hắn. Cái này, tỷ, cái này đáng tin cậy sao? Cứ việc vừa rồi tiêu phàm thần kỳ dự đoán nhiều ngọc sinh là tận mắt nhìn thấy, cũng người điểm chấn kinh, nhưng dự đoán về dự đoán, cùng cứu người là hai chuyện khác nhau đây chính là lấy trăm triệu làm đơn vị tính toán cách sổ tài chính. Tiêu phàm liền xem như cái đại tướng sư, cũng thay đổi không ra nhiều tiền như vậy tới đi. Nhiều vũ đình trầm giọng nói, Ngọc Sinh, huyền học ta trước kia cũng không tin, nhưng là ta hiện tại tin. Người để từ Trấn Nam đi tìm tiêu phàm, mấu chốt liền nhìn tiêu phàm có chịu hay không giúp chuyện này. Từ Trấn Nam cũng thật là, như vậy kẻ nịnh hót, đem người ta đắc tội hung ác. Người để hắn ngay lập tức đi đội gai nhận tội, có lẽ có thể có tác dụng. Phương Lê liền cười, lạnh nhạt nói, không có việc gì, Ngọc Sinh, để từ chấn Nam đi tìm Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm không phải bụng dạ hẹp hỏi người, lão Tiêu nhà liền không có ánh mắt thiển cận ra hỏa. Dừng một chút, lại nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một hơi, nói, ngàn dặm câu a. Không nghĩ tới lão Tiêu ra ngàn dặm câu, là cái này ai cũng không coi trọng Tiêu Phàm. Kỳ thật tụ hội đến lúc này, đã chuẩn bị kết thúc. Từ chấn Nam vội vàng hấp tấp rời đi không lâu, liền có khách lần lượt rời sân. Những này vội vã rời đi khách nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng từ chấn Nam đại sinh ngân hàng hoặc là đại sinh quỹ ngân sách có chút quan hệ. Hiển nhiên từ chấn Nam bên kia phát sinh đại sự, cũng liền từng cái đợi không ngừng. Phương Lê nhiều vũ đình nhiều ngọc sinh từ trong thư phòng ra lúc, Uông Thuật đều tiết gốm đang cùng tiêu phàm từ biệt từ biệt. Uông Thuật đều vẫn như cũ mang theo thận trọng mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng. Tiết gốm liền có chút buồn bực, cùng tiêu phàm bắt tay nói đừng lúc, hoặc nhiều hoặc ít có chút khen chê chưa nói. Vị này cầu đầu quân sư là thật không nghĩ tới, đêm nay xuất sắc nhất, thế mà không phải uông đại thiếu mà là tiêu lão đại. Cái này lão tiêu ra thần côn, chẳng lẽ còn nghĩ cá ướp muối lật sinh, che lại uông đại thiếu danh tiếng. Tiêu phàm như là lúc trước liền đi con đường hoạn lộ, tiết gốm tuyệt không dám dạng này khinh thường tiêu phàm, lão tiêu ra đích trưởng tôn, coi như lại là cái đổ đần, dựa vào gia tộc hàng hiệu tử, cũng có thể tại hoạn lộ bên trên hốn cái sắp xỉ. Đứng đắn quan thân khó mà nói, xí nghiệp đơn vị cấp bậc là nhất định có thể hỗn tới tay. Nhưng tiêu phàm căn bản liền cùng hoạn lộ đi ngược lại, đều trốn vào không môn, chẳng lẽ còn có thể ở thế ra vòng tròn bên trong gây sóng gió. Tiêu phàm không thèm để ý chút nào tiết gốm thái độ. Tiêu chân nhân nếu là một mực tại phương ngoại cũng coi như, hiện nay nhập thế, muốn lịch hồng trần kiếp, như vậy tiết gốm dạng này, thật đúng là không để tại tiêu một thiếu trong mắt. Tối thiểu nhất cũng muốn uông thuật đều như vậy kiệt xuất nhất con cháu cách mạng đời thứ ba, mới đáng giá tiêu một thiếu coi trọng mấy phần, nghiêm túc đối đãi Tiết gốm, không đủ tư cách này, cùng tiêu phàm hàn huyên vài câu, lại cùng phương lê, nhiều vũ đình, nhiều ngọc sinh nói cảm ơn, uông thuật đều liền phất tay từ biệt, cùng tiết gốm cùng một chỗ rời đi. Vừa lên xe, tiết gốm liền không kịp chờ đợi nói, thuật đều, người cảm thấy tiêu phàm đây là cái gì con đường uông thuật đều nhẹ nói rất lợi hại thật sao nơi nào lợi hại ta không thấy như vậy tiết gốm vừa nói vừa khởi động xe bmw đây là tiết gốm xe uông thuật đều xe là một đài tương đối cũ santana mở tốt chút năm uông thuật đều vẫn luôn chưa từng đổi xe tại những phương diện này uông thuật đều có mình ý đã định cho dù ai đều khó mà cải biến quyết định của hắn tại một đám tiểu huynh đệ trong mắt uông đại ca đây chính là có phái từ trước thành đại sự nhân vật lợi hại, đều có nguyên tắc của mình, mình kiên trì. Uông thuật đều khe khẽ thở dài, nói, đào tử, người không thể nhìn như vậy vấn đề. Tiêu phàm là học đạo, nhưng người ta học đạo học có tiếng đường. Con đường nào cũng dẫn đến Roma, hắn mình không thể đi thể chế, tiêu thiên không phải xuống dưới sao. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, tiêu phàm hôm nay tuyệt không phải muốn cùng ngươi đấu khí, cũng không phải muốn cùng tử chấn nam đấu khí, hắn là muốn thu phục tử chấn nam, để bản thân sử dụng loại thủ đoạn này rất cao minh a à. thu phục từ chấn nam tiết gốm có chút không hiểu chớ nhìn hắn là vòng tròn bên trong quân sư kia tuyệt không biểu hiện hắn sau so ôm lớn đầu óc càng dễ sử dụng hơn chỉ là ôm đại yếu tận lực tạo nên mình cao đại toàn hình được rất nhiều chuyện không tiện ra mặt thôi cần hắn cái này quân sư đi cân đối tương đối cái khác ca môn đến nói tiết gốm là có không ít tiểu thông minh đầu xoay chuyển nhanh nhưng mà tiểu thông minh không phải đại trí tuệ trong lúc này khác nhau, quá rõ ràng. Đúng, ngươi liền đợi đến xem đi, từ chấn nam từ nay về sau, đối tiêu phàm kia là đầu dạp xuống đất cúng bái. Tiết gốm nhếch miệng, khinh thường nói coi như hắn thu phục từ chấn nam, vậy thì thế nào? Từ chấn nam hiện tại, có thể hay không trốn qua một kiếp này cũng còn rất khó nói. Ta đã sớm biết ra hỏa này là cái ngốc lớn mật, vì làm náo động, chuyện gì cũng dám làm. Lúc này a à, không chết cũng muốn lột ra. Da như thế một cái người xa cơ thất thế, hắn tiêu phàm muốn, vậy liền để hắn lấy đi tốt, ta không có thèm. Uông thuật đều xong nghi cao lại, lắc đầu, thấp giọng nói, đào tử, tiêu phàm mục tiêu không phải từ chấn nam. Tiết gốm lập tức cảnh giác lên, bỗng nhiên đạp xuống chân ga, đem xe BMW dừng ở ven đường, nhìn về phía uông thuật đều, giật mình nói, người nói là Phương Lê. Ừm, tiết gốm bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, nói, trách không được hắn cao điệu như vậy đâu, hợp lấy từ trấn nam cho làm bàn đạp thế nhưng là phương lê không tốt như vậy hồng a à? những vật này muốn phương lê tin tưởng nào có dễ dàng như vậy phương lê người nào a à? uông thuật đều thân thể nhẹ nhàng dựa vào phía sau một chút hai mắt khép hờ không nói thêm gì nữa thấy cái này bộ dáng tiết gốm cũng không lên tiếng đạp cần ga xe bmw lại vung lên hoan tới uông thuật đều ở ở đơn vị ký túc xá hai phòng ngủ một phòng khách căn phòng hắn là chính sử cấp cán bộ, đặt địa phương bên trên, làm sao cũng có thể phân phối cái ba phòng ngủ một phòng khách. Nhưng ở thủ đô, chính sử cấp cán bộ nhiều như Lông Châu, Uông Thuật đều lại chủ động yêu cầu phân nhà nghèo hình, lý do là hắn không có kết hôn. Đối với Uông trưởng phòng loại này có đức độ, cơ quan lãnh đạo lớn thêm tán thưởng. Kiệt xuất nhất con cháu cách mạng đời thứ ba, quả nhiên không giống bình thường. Cùng tiết gốm xe BMW rời đi ký túc xá đại viện, Uông Thuật đều lập tức leo lên mình cũ Santana, trực tiếp đi ra cửa. Nửa giờ về sau, cũ Santana liền mở tiến vào một cái cấp cao cư xá. Đây là người giàu có tụ tập địa phương, cũng may Uông Thuật đều có cư xá giấy thông hành, không phải cái này hơn nửa đêm, như thế cổ xưa Santana 100% sẽ bị cư xá bảo an cản tại cửa ra vào. Xin nhờ, Camon, ta cái này cư xá, liền một bảo mẫu mỗi ngày lái đi ra ngoài mua thức ăn xe, cũng so người cái này xa hoa không biết gấp bao nhiêu lần. Ngài xe này, nhà bảo tàng mở ra sao? Uông thuật đều nhị thúc, nào đó cỡ lớn xí nghiệp nhà nước người đứng đầu Uông Vĩ Thành liền ở lại đây. Xa hoa nhất một ngôi biệt thự, Uông Vĩ Thành là phó bộ cấp lãnh đạo, xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc cùng chính đảng đơn vị phó bộ cấp lãnh đạo vẫn rất có khác biệt, trải qua nhiều lần thể chế cải cách, đại đa số xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc đều cầm lấy rất cao tiền lương cùng tiền thưởng. Đây là chính sách cho phép uông vĩ thành ở hào trạch hoàn toàn không cần để ý người ta nói thế nào hắn uông thuật đều santana vừa mới mở đến trước biệt thự cửa sân biệt thự điều khiển cửa sắt lớn liền tự mình từ từ mở ra tựa hồ biệt thự chủ người biết khách tới uông thuật đều không cảm thấy kinh ngạc chậm rãi đem xe ở trong viện ngừng tốt vừa mới xuống xe biệt thự đại môn lại mở ra đến một đầu thẳng tắp bóng người xuất hiện tại cửa chính đại ca trước tới đón tiếp uông thuật đều người trẻ tuổi này chính là uông phi Người ha hả cho Uông Thuật đều chào hỏi, chỉ là trên mặt kia cỗ tà mị chi khí, vô luận như thế nào đều không che giấu được. Tiểu Phi A, nhị thuốc tại A, đang chờ ngươi đấy, biết ngươi sẽ đến. Uông Thuật đều mỉm cười gật đầu, trước khi hắn tới, cũng không có cho Uông Vĩ Thành gọi điện thoại, trực tiếp liền đến. Đây là một loại kỳ lạ tình hình, nhưng tựa hồ tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Uông Thuật đều phụ thân Uông Vĩ Minh bên ngoài bất đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, lâu dài không tại kinh sư. Uông thuật đều cùng nhị thúc lui tới rất mật thiết. chương 214, mọi người duyên phận. Đại ca, mời, đối vị này đường huynh, uông phi 10 điểm tôn kính, khách khách khí khí. Uông thuật đều là uông gia tương lai hy vọng, đây là uông gia trưởng bối chung nhận thức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, uông thuật đều cũng là uông hai uông ba sau này hạnh phúc sinh sống mạnh nhất hữu lực bảo hộ. Vô luận đại gia tộc nào, chỉ cần tập trung toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng được một cái ưu tú người nối nghiệp liền đầy đủ. Nếu như quá tham lam, muốn nhiều bồi dưỡng mấy cái, thế tất tạo thành chính trị tài nguyên phân tán, không thể hình thành hợp lực, có khả năng nhất kết quả, chính là một cái hợp cách người nối nghiệp đều bồi dưỡng không ra, đó mới là đại bi kịch. Có siêu quần bạt tuệ uông lớn phía trước bên cạnh đỉnh lấy, uông hai uông ba hoàn khố, cũng sẽ không lọt vào các trưởng bối quá nhiều quát lớn. Không ít hào môn thế gia bồi dưỡng người nối nghiệp phương thức phương pháp, cùng Chu Minh Vương Triều có chút cùng loại. Có minh một đời, trừ tương lai phải thừa kế đại thống hoàng thái tử bên ngoài, cái khác hoàng tử hoàng tôn hết thảy rời kinh liền phiên, núi vàng núi bạc, người hầu thành đàn, cung cấp nuôi dưỡng, cẩm y ngọc thực, hưởng là cả đời. Yêu cầu duy nhất chính là không cho phép những hoàng tử này hoàng tôn nhóm ngấp nghé hoàng quyền. Cho nên Minh Tuyên Tông Chu xem cơ chu sát mưu phản thúc phụ Hán Vương Chu cao hú về sau, trừ Minh Vũ Tông thời kỳ, Ninh Vương Chu thần hào tạo phản, lại không có hoàng tử khác đoạt đích. Cũng là yên tĩnh. Cái này chính sách mặc dù hữu hiệu ngăn cản hoàng thất bầy con tôn đoạt đích nội loạn, nhưng tệ nạn cũng hết sức rõ ràng. Chính là minh triều tôn thất chư vương, tất cả đều dưỡng thành một nhóm giá áo túi cơm. Minh vong về sau, nam minh chư đế không có một cái có thể chịu được thành đại khí người. Uông thuật đều tại Uông Phi cùng đi phía dưới, tiến vào biệt thự phòng khách. Uông Vĩ Thành ngồi ở phòng khách xa hoa ra thật sofa lớn bên trong chờ vị này siêu quần bạt tụy chất tử. Uông Vĩ Thành chừng 50 tuổi, mặt vuông tai lớn, vô cùng có uy nghiêm. Tóc bầm đen, làn da căng cứng, dầu có độ đàn hồi cùng quang trạch, nhìn qua so thực tế niên kỷ muốn trẻ tuổi mấy tuổi. Nhất là một đôi mắt, tinh quang lấp lóe, sắc bén bức người. Phàm là gặp qua uông vĩ Minh, uông vĩ thành hai huynh đệ người, đều nhất trí công nhận, riêng lấy bên ngoài đồng hồ mà nói. Uông Vĩ Thành so Uông Vĩ Minh càng giống một vị đại tướng nơi biên cương. Lúc trước Uông Vĩ Minh đi chính đảng cơ quan lộ tuyến, Uông Vĩ Thành tự nhập ngũ tổng quân chấp hành cũng là không phân tán chính trị tài nguyên phương châm. Uông Vĩ Thành tại Tây Bắc vùng đất nghèo nàn đợi rất nhiều năm, về sau mới chuyển nghề trở lại thủ đô, tiến vào xí nghiệp nhà nước. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì Uông Vĩ Thành muốn đem con của mình Uông Phi tại lúc còn rất nhỏ, liền đưa đi Tây Bắc quân doanh rèn luyện, ủy thác cho ngày xưa bọn chiến hữu chiếu khán. Nói thật, Uông Vĩ Thành hưởng thụ được chính trị tài nguyên, kém xa tít tắp đại ca Uông Vĩ Minh. Vô luận tại bộ đội cũng tốt, tại xí nghiệp nhà nước cũng tốt, Uông Vĩ Thành có thể đi đến phó bộ cấp cao vị, chủ yếu vẫn là bằng hắn bản lãnh của mình. Lão Uông nhà chủ yếu tài nguyên, đều ưu tiên cam đoan Uông Vĩ Minh. Đối đây, Uông Vĩ Thành không có chút nào lời oán giận, ngược lại đối với cháu của mình Uông Thuật đều tận hết sức lực ủng hộ. Tại lấy lão Uông nhà làm chủ chính trị phe phái bên trong, Uông Vĩ Thành uy vọng, cũng không kém hơn đại ca Uông Vĩ Minh, ở bên cạnh hắn, tụ tập một đại bang đã có năng lực lại trung thành cảnh cảnh tướng tài đắc lực. Nhị Thúc, Uông Thuật đều thay đổi trầm ổn nặng nề khí độ, bước nhanh tiến lên, đi tới ghế sofa trước đó, hướng Uông Vĩ Thành cúi đầu vấn an. Uông Vĩ Thành trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói: "Thuật đều a, à, ngồi đi." Vâng, Uông Thuật đều quy củ tại một bên ghế sofa bên trong ngồi xuống. Cho dù ai cũng biết, tại Uông gia, Nhị lão gia quy củ so lão thái gia cùng đại lão gia quy củ còn nghiêm. Không chỉ có đối với người ngoài như thế, đối nhà mình người đồng dạng như thế uông thuật văn cứ việc dựa vào nhị thúc uông vĩ thành xí nghiệp kiếm được không ít nghiệp vụ phí nhưng ở nhị thúc trước mặt kia là muốn bao nhiêu quy củ liền có bao nhiêu quy củ nửa câu lời nhàm chán cũng không dám nhiều lời uông phi trong nhà cũng thay đổi ngang ngược càn rỡ tác phong hấp tấp chạy tặc chịu khó tự mình cho đại ca dân trả nước lập tức cung cung kính kính đứng tại uông vĩ thành sau lưng khoanh tay đứng hầu nhìn không chắc mắt thuật đều muộn như vậy có chuyện gì không uông vĩ thành eo rất xui thẳng tư thế ngồi đoan chính, chậm rãi hỏi. Uông thuật đều không người một chút, ôn nhu nói, nhị thúc, vừa mới tại nhiêu ngọc sinh trong biệt thự, ta đụng phải tiêu phàm. Ồ, Uông Vĩ Thành thật dày sau mi có chút đi lên vén lên, mang theo vẻ kinh ngạc. Uông Phi thì là sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lóe lên một vòng khó mà ngăn chặn sợ hãi. Hắn thực tế là bị tiêu phàm đánh sợ, chỉ cần vừa nghe đến cái tên này, liền khắp cả người sinh hàn. Nhị thúc, tiêu phàm tựa hồ tinh thông xem bói dự đoán chi thuật. Uông thuật đều nói, sắc mặt cũng biến thành 10 điểm ngưng trọng. Tương phản, Uông Vĩ Thành ngược lại là không có cái gì không tưởng được biểu lộ, lạnh nhạt nói cụ thể tình huống như thế nào, người nói xem. Được rồi, Uông thuật đều liền đem tối nay phát sinh hết thảy, kỹ càng làm báo cáo, ngay cả mỗi một chi tiết nhỏ đều không bỏ sót. Không thể nào, hắn có thể tính được chuẩn như vậy. Không đợi Uông Vĩ Thành trả lời, Uông Phi liền thốt ra, lập tức giật mình, lập tức cúi thấp đầu xuống, không dám thở mạnh một cái. Cũng may Uông Vĩ Thành vẫn chưa quát lớn hắn, chỉ là nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói ta biết. Nhị thúc, Uông Vĩ Thành khoát tay áo, ngừng lại Uông thuật đều, nói thuật đều, mỗi người đều có thiên phú của mỗi người, cũng có khác biệt vận thế. Người an tâm đi người con đường của mình, chuyện khác không cần quản. Người phải nhớ kỹ, lão tiêu nhà chân chính có tiềm lực nhất là tiêu thiên. Hắn hiện tại cũng dưới cơ sở, xem ra đã an tâm phải có một phen hành động người có thể quan tâm kỹ càng một chút hắn động tính. về phần tiêu phàm người không cần phải để ý đến hắn về sau cũng tận khả năng thiếu cùng tiêu phàm gặp nhau ghi nhớ nhị thúc lời nói rồi uông vĩ thành nữ khí rất là nghiêm túc uông thuật đều vội vàng nói vâng nhị thúc ta ghi nhớ vậy thì tốt người đi nghỉ người đi người khác vận thế người ngăn không được nhưng là người vận thế của mình người khác muốn ngăn cản cũng không dễ dàng như vậy. Vâng, Uông Thuật đều càng thêm kính cẩn. Kia, nhị thúc, ta về trước đi. Ừm, Uông Vĩ Thành khẽ vuốt cằm. Đại ca, mời tới bên này. Uông Phi vội vàng từ lão cha sau lưng chuyển ra, thay cha tiến khách. Đúng, Thuật đều, người cái kia xe, đổi một cái đi. Gian khổ mộc mạc cố nhiên là Mỹ Đức, nhưng bẻ cong không thể qua chính. Có cái thời điểm quá tận lực, lộ ra vết tích, ngược lại không đẹp. Uông Thuật đều chưa đi tới cửa, Uông Vĩ Thành lại nhàn nhạt phân phó vài câu. Vâng, nhị thúc, ta quay đầu liền đổi. Có quan hệ bộ kia cũ Santana sự tình, không biết bao nhiêu người cho Uông Thuật đều đề cập qua ý kiến, hắn mắt điếc tai ngơ. Lúc này Uông Vĩ Thành một câu, hiệu quả hiệu quả nhanh chóng. Đưa tiến Uông Thuật đều, Uông Phi trở lại phòng khách, đi tới phụ thân trước mặt, thấp giọng nói cha, không có nghĩ đến cái này tiêu phàm, lợi hại như vậy. Uông Vĩ Thành lạnh hừ một tiếng, nói, hắn chỉ có so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm lợi hại. Lần trước tại tinh nữ quán ba, ngươi không có bị phế sạch, đã coi như là người ta hạ thủ lưu tình. Để ngươi luyện võ, quang biết trộm diệt dùng mánh lưỡi, một điểm khổ công cũng không chịu dưới, hiện tại thấy hối hận rồi. Uông Phi cúi đầu mà đứng, ầy ầy liên thanh, ghi nhớ, về sau không có việc gì chớ đi chọc hắn. Không phải lần sau, liền không có vận khí tốt như vậy. Là, Uông Phi lại vội vàng đáp ứng, trong đầu âm thầm oán thầm chẳng lẽ hắn thật đúng là dám thanh ta phế bỏ bây giờ dù sao cũng là xã hội pháp trị ta là uông gia đích tôn đối với nhi tử suy nghĩ trong lòng uông vĩ thành tựa hồ rõ như lòng bàn tay lãnh điện ánh mắt thẳng quét tới uông phi lập tức trong lòng một hàn ngươi cho rằng người ta muốn phế rơi ngươi không phải phải ngay mặt động thủ a tiêu phàm có một trăm loại phương pháp để ngươi kinh mạch đều đoạt ngươi cả một đời cũng không biết là hắn làm Uông Vĩ Thành nghiêm nghị quát lớn, ta biết ta biết, Uông Phi dọa sợ, không phải bị tiêu phàm bị hù, là bị nhà mình lão cha dọa sợ. Về ngươi gian phòng của mình đi luyện công, ngươi nếu là chịu chịu khổ cực, ngươi cũng giống vậy có thể làm được. Thấy Nhi Tử sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, Uông Vĩ Thành mặc dù hay là tại nghiêm nghị quát lớn, ngữ khí hoặc nhiều hoặc ít nhu hòa mấy phân, bất kể nói thế nào, hắn liền Uông Phi như thế một đứa con trai, Uông Phi như được lớn hách vội vội vàng vàng cho lão cha nói ngủ ngon như bay chạy mất nhìn qua nhi tử bóng lưng uông vĩ thành cũng không hề lộ ra quá chi tiết rèn sắt không thành thép tiếc núi chi ý như cùng hắn vừa rồi đối uông thuật đều lời nói mỗi người đều có vận thế của mình uông phi cả đời này nếu như chú định muốn làm cái thanh sắc huyền mã ngợp trong vàng son hoàn khố nha nội đó cũng là mệnh của hắn thật có thể hoàn khố từ đầu đến cuối hưởng lạc một thế nói theo một ý nghĩa nào đó đây là kiếp trước tích đức Uông Thuật đều tiến về biệt thự bái phỏng nhị thúc Uông Vĩ Thành thời điểm, tiêu phàm tại đại bôn bên trên tiếp vào từ chấn Nam điện thoại. Tiêu, tiêu trưởng phòng, ngài tốt ngài tốt, ta, ta từ chấn Nam A. Điện thoại bên kia, từ chấn Nam mang theo rõ ràng thăm dò ngữ khí, cẩn thận từng ly từng tí nói, vừa rồi tại biệt thự hậu viện kia phách lối không ai bị nổi dáng vẻ, kia là nửa điểm đều không nhìn thấy. Người tốt, từ hành trưởng, tiêu phàm đáp, ngược lại cũng không có qua phân lãnh đạm. Từ chấn nam nhẹ nhàng thở vào một cái, vội vàng nói, thật xin lỗi a, à, tiêu trưởng phòng, đều tại ta có mắt mà không thấy thái sơn. Ta nhục nhãn phàm thai, không biết chân thần, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, 10 triệu tha thứ ta lần này. Từ hành trưởng, khách khí, có lời gì, mời nói thẳng đi. Từ chấn nam dừng một chút, lúc này mới mang theo cầu khẩn ngữ khi nói, tiêu trưởng phòng, ta biết, ngài là chân chính cao nhân, ta lần này toàn bộ nhờ tiêu trưởng phòng cứu. Ngài nhưng 10 triệu muốn kéo ta một cái, tiêu trưởng phòng, chỉ cần lần này ta nhiều lần thoát chết, ta cả một đời nhớ được ngài đại ân đại đức. Cả một đời duy như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngài chỉ đến đó ta đánh tới đâu, tuyệt nghiêm túc. Đến cùng là thế gia xuất thân, coi như cầu tình, cũng mang theo rõ ràng giọng quan. Bất quá nhìn từ chấn nam cái giọng nói này, cũng có thể tưởng tượng ra được, hắn lúc này quả thật đụng phải thiên đại nan đề không phải, lấy hắn kia ngạo khí họ tử, quyết không đến mức đây. Từ hành trưởng, người chuyện này, độ khó không tiểu. Tiêu phàm không chậm không nhanh nói, ta biết ta biết, đối với người khác mà nói, tự nhiên là muôn vàn khó khăn, đối với ngài tiêu trưởng phòng, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tiêu trưởng phòng, vô luận như thế nào, mời ngài nhất định phải kéo ta một cái. Vậy được rồi, ngày mai 9 giờ sáng, ta đi trước người văn phòng nhìn một chút lại nói tiêu phàm cũng không có tiếp tục nắm. Được rồi tốt, tạ ơn tạ ơn. Từ chấn nam tất nhiên là thiên ân vạn tạ, dù tử sóng chiều. chương 215, Đại Cứu Tinh Đại sinh ngân hàng tổng bộ các nhân viên rất kinh ngạc phát hiện, từ hành trưởng so tất cả viên chức đều tới sớm. Thậm chí gác cổng còn đang ngủ gà ngủ gật thời điểm, từ hành trưởng xa hoa đại bôn liền mở đến cổng, ngủ gà ngủ gật gác cổng bị hành trưởng bắt quả tang, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Gác cổng trước kia cũng đánh qua ngủ gật, cũng bị chủ quản lãnh đạo nắm qua hiện trường, còn phạt qua 200 khối. Nhưng chưa hề bị hành trưởng bắt được, vượt quá gác cổng dự kiến chính là, từ hành trưởng vẫn chưa phê bình hắn. Gác cổng cảm giác, từ hành trưởng thậm chí đều chưa có xem hắn một chút, chuyển áp cửa vừa mở ra, xe Mercedes trực tiếp lái vào. Sau đó gác cổng liền kinh hãi nhìn thấy, từ hành trưởng thẳng tắp đứng tại trên bậc thang, đứng tại đại lâu văn phòng trước cửa, tư thế kia, có thể so quân nhân, muốn bao nhiêu đoan chính liền có bao nhiêu đoan chính. Gác cổng lập tức suy đoán, hôm nay có đại nhân vật muốn tới đi bên trong. Buổi tối hôm qua đại sinh quỹ ngân sách tại nước Mỹ thị trường chứng khoán giá sàn, gác cổng còn không biết chuyện như vậy. Hắn chỉ là cái bảo an viên, đối kia tòa nhà trong đại lâu phát sinh hết thảy, biết không nhiều. Coi như hắn biết tin tức này, cũng sẽ không có phản ứng gì. Hắn căn bản liền không khả năng rõ ràng ở trong đó nội tại liên hệ. Nước Mỹ thị trường chứng khoán, cùng ta châu Á ngân hàng, có cái giám quan hệ A. À. Nhưng từ hành trưởng cái này thần thái rơi tại cái khác có nhất định thân phận địa vị viên chức trong mắt, vậy liền rất không giống. Nếu là ngân hàng cao tầng viên chức, liền không khả năng không chú ý đại sinh quỹ ngân sách tình huống. Bác nghĩ công ty xảy ra chuyện, đại sinh quỹ ngân sách tại nước Mỹ sụt giảm, đối với đại sinh ngân hàng ý vị như thế nào, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Từ hành trưởng sớm, cứ việc tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, hay là rất lễ phép mà cùng từ chấn Nam chào hỏi. Coi như đại sinh ngân hàng muốn vượt, từ chấn Nam cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Tại thủ đô giới tài chính thậm chí kinh tế giới, từ chấn Nam đều tính được là một hào nhân vật. Cực thiểu số ngân hàng nhân viên cao cấp, thậm chí còn rõ ràng từ chấn Nam hào môn bối cảnh là con em thế gia. Từ chấn Nam không yên lòng, lung tung gật đầu, xem như trả lời, đóng chặt. Các nhân viên đều nhìn thấy, từ hành trưởng mí mắt sưng vù, hai mắt phần vện tia máu, vô luận hắn như thế nào lên dây cót tinh thần, đều khó mà che giấu kia sâu tận xương tủy mỏi mệt. Bởi vậy có thể thấy được, từ hành trưởng buổi tối hôm qua xa không phải một đêm không ngủ đơn giản như vậy, nhất định bị chơi đùa quá sức. Từ bên kia bờ đại dương truyền đến tin tức xấu, thực tế quá tra tấn người. Nhất quán chú trọng dung nhan từ hành trưởng, thậm chí ngay cả cà vạt đều quên đánh. Đây càng là trước nay chưa từng có tình huống. Từ Trấn Nam là một cái phi thường để ý chi tiết người quản lý, thậm chí các nhân viên đối với hắn xưng hô đều có minh xác yêu cầu, phải gọi hành trưởng, không được kêu từ tổng hoặc là từ chủ tịch. Nên bởi vì từ tổng hoặc là từ chủ tịch xưng hô như vậy, thương nghiệp khí tức quá nồng, không đủ để biểu thị từ trấn nam quyền uy. Hiện nay thế đạo này, tại bên đường bày cái hàng vỉa hè, cũng dám tự xưng giám đốc. Quá không đáng tiền, nhưng hành trưởng lại là một cái đặc biệt xưng hô tuyệt không phải hàng vỉa hè chủ quán có thể chịu được so sánh. Đầu năm nay, hướng hành trưởng khúm núm giám đốc hoặc là chủ tịch nhiều đi. Hiển nhiên từ hành trưởng tâm tình không tốt, đại đa số viên chức đều rất tự giác, cho từ chấn Nam bắt chuyện qua về sau, liền vội vã chạy tiến vào ký túc xá đi. Vạn nhất vận khí không tốt, bị từ hành trưởng bắt được chửi mắng một trận, chẳng phải là tai bay vạ gió. Một chút chức vị hơi thấp viên chức, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không dám đánh, trực tiếp liền từ bên cạnh chạy mất chỉ có hai vị phó chủ tịch ngân hàng cùng chủ nhiệm phòng làm việc không thể tránh bọn hắn là đại sinh ngân hàng trung kiên cốt cán cũng là từ trấn nam chính yếu nhất phụ tá tại đại sinh ngân hàng bấp bênh đứng trước tai họa ngập đầu thời điểm nhất định phải kiên định cùng từ trấn nam đứng chung một chỗ thái độ này là hoàn toàn cần thiết cho dù là trang cũng phải lắp ra cứ việc làm từ trấn nam chủ yếu phụ tá bọn họ cũng đều biết đại sinh ngân hàng đã đến sinh tử tồn vong trước mắt nếu như không có kỳ tích phát sinh khởi tử hồi sinh hy vọng cực kỳ xa vời. Nhưng từ chấn Nam Hào môn bối cảnh, từ đầu đến cuối để mọi người còn tồn tại lấy cuối cùng một tia hy vọng. Tại quyền lực này đại biểu hết thảy quốc gia, cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh. Hai vị phó chủ tịch ngân hàng cùng chủ nhiệm phòng làm việc yên lặng đứng ở từ chấn Nam sau lưng, ai cũng không nói lời nào. Nhìn cái này tư thế, bọn hắn cũng biết từ chấn Nam đang chờ người, mặc dù không biết chờ là ai, nhưng khẳng định là không tầm thường đại nhân vật. Có lẽ, Vị này tức sắp đến đại nhân vật, chính là Từ Chấn Nam cùng đại sinh ngân hàng sau cùng đại cứu tinh. Từ Chấn Nam không có nói chuyện cùng bọn họ, nhưng cũng không có đuổi bọn hắn đi. Lúc này, hắn thực tế cũng cần một điểm tinh thần ủng hộ. Có người đứng ở sau lưng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít muốn an tâm một chút, không đến mức vắng vẻ. Đại sinh cửa ngân hàng bầu không khí, muốn bao nhiêu ngưng trọng liền có bao nhiêu ngưng trọng. Từ Chấn Nam từ 7 điểm đợi đến 9 giờ, dòng dã 2 giờ, liền đứng như vậy một bước đều không có xê dịch, thật giống như cả người đều bị đính tại đại lý trên bậc thang đá. Từ chấn nam cũng biết, nếu như chính mình đi lại mấy bước, sẽ nhẹ nhõm một điểm, nhưng hắn cảm thấy, cứ như vậy, liền lộ ra tâm không đủ thành. Tiêu phàm nhất định có thể cảm giác được, giờ này khắc này, tiêu phàm tại từ chấn nam trong suy nghĩ địa vị, đã đến gần vô hạn thần tiên sống. Không chỉ là buổi tối hôm qua tiêu phàm đối với hắn và đại sinh quỹ ngân sách tinh chuẩn dự đoán, còn có phương lê đề cử. Nhiều ngọc sinh chính miệng nói cho hắn tại cùng tiêu phàm nói qua về sau phương lê để từ trấn nam đi tìm tiêu phàm giải quyết nan đề từ trấn nam thanh thanh sở sở biết ý vị này phương lê kỳ thật cũng đã tiếp nhận tiêu phàm lý luận cái này do tiêu phàm tinh chuẩn dự đoán đại sinh quỹ ngân sách tình huống còn muốn cho từ trấn nam rung động phương lê là ai ngay cả hắn đều bị tiêu phàm tin phục có thể thấy được tiêu phàm năng lực lớn đến bao nhiêu hành trưởng ngài còn không có dùng bữa sáng a nếu không ta cho ngài đi làm ăn chút gì tới. Quá kiềm chế nặng nề bầu không khí, để chủ nhiệm phòng làm việc thực tế có chút khó có thể chịu đựng, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói ra. Dù sao chủ nhiệm phòng làm việc là đại quản gia, mạch suy nghĩ cùng hai vị phó chủ tịch ngân hàng có chỗ khác biệt. Khỏi phải, từ chấn nam cứng rắn về hai chữ, chủ nhiệm phòng làm việc lập tức liền câm như hến, hắn từ từ chấn nam hai chữ này bên trong, nghe ra cực độ không vui chi ý. Cũng may loại này cực độ đè nén tình huống, theo một đài đen nhánh bóng lưỡng xe Mercedes lái vào sân, rốt cuộc nhịn đến cuối cùng. Vừa thấy được đài này đại bôn, từ chấn nam lập tức tựa như tiêm vào cường tâm châm đồng giặc, hai mắt tinh quang đại phóng, lòng bàn chân như là lắp lò xo, chạy vội xuống bậc thang, thẳng tắp hướng về đại bôn phóng đi, đưa tay kéo cửa xe ra, mặc kệ 3721, liền thật sâu cúc dưới cung đi. Tiêu trưởng phòng sớm, từ xe Mercedes bên trong xuống tới, quả nhiên là tiêu phàm, một thân màu trắng quần áo thoải mái, lộ ra cực kỳ trẻ tuổi, tràn đầy thanh xuân sức sống, cùng mọi người trải qua thường gặp được tinh anh đời thứ hai hình tượng 10 điểm ăn khớp. Nhìn thấy tiêu phàm, hai vị phó chủ tịch ngân hàng cùng chủ nhiệm phòng làm việc đều đều lấy làm kinh hãi. Đây chính là từ hành trưởng chờ đại nhân vật, có phải là tuổi còn rất trẻ một chút, còn tưởng rằng sẽ là một vị y quan sở sở, ưỡn ngược lồi bụng giới kinh doanh ông trùm hoặc là uy nghiêm nặng nề, nghiêm túc thận trọng chính búa trước mắt tựa hồ chỉ có hai loại người, mới có thể đem đại sinh ngân hàng từ trong tuyệt cảnh lôi ra đến, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Chẳng lẽ, vị này trẻ tuổi đời thứ hai là một vị đại nhân vật nào đó công tử, đại biểu bậc cha chú đến đây cứu từ Trấn Nam. Từ hành trưởng, tiêu phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tân lâm từ trên ghế lái đi xuống. Hai ngày này, tân lâm không có làm bạn tại tiêu phàm bên người, nàng tại xử lý đằng phi vân cùng ước sắt phu sự tình, một mực đợi đến Azelena an toàn đến minh tư khắc, từ bên kia đánh tới báo bình an điện thoại, Tân Lâm mới phóng thích đằng phi vân cùng ước sắt phu. Ngài tốt ngài tốt, Từ trấn Nam lại liên tục không ngừng hướng lấy Tân Lâm cúi đầu khom lưng. Tân Lâm hay là rất phổ thông trang phục, thoảng qua trang điểm trang điểm nhẹ, càng lộ ra thanh thuần kiểu diễm, khuôn mặt như vẽ. Từ trấn Nam mặc dù chưa thấy qua Tân Lâm, nhưng dạng này đại mỹ nữ cho Tiêu Phàm Sung làm lái xe hai người bọn họ quan hệ trong đó, liệu tất không tầm thường. Tân Lâm liếc mắt nhìn hắn, thân sắc nhàn nhạt, không có bất kỳ cái gì cái khác biểu thị. Tiêu trưởng phòng, tạ ơn ngài có thể tại trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến chỉ điểm. Rất cảm tạ, từ chấn nam lại là du từ sóng chiều. Tiêu phàm khoát tay áo, nói từ hành trưởng, những người khác, các an bản trước đi. Người bồi ta tại trong viện tử này đi một chút. a à, tốt tốt, từ chấn nam lập tức liền xoay người sang chỗ khác, hướng hai vị phó chủ tịch ngân hàng cùng chủ nhiệm phòng làm việc vất vất tay, một câu đều không có nhiều lời. Hai vị phó chủ tịch ngân hàng cùng chủ nhiệm phòng làm việc đầy bụng điểm khả nghi, lại cũng không dám hỏi nhiều, hướng tiêu phàm khom người một chút, liền quay người tiến vào đại lâu văn phòng. Tại dạng này đặc thù thời điểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, không thể vi phạm từ chấn nam chỉ lệnh. Từ chấn nam tính tình cũng không tốt, tiêu trưởng phòng, mời, vị này, ta gọi tân lâm, đúng đúng, Tân tiểu thư, mời. Từ chấn Nam liên tục xoay người, đưa tay mời khách. Đại sinh ngân hàng tổng bộ là một tòa độc lực 18 tầng cao ốc, chiếm diện tích rộng lớn, cao ốc ngoài cửa chính, có một cái không nhỏ quảng trường, cao ốc về sau, thì là một cái không nhỏ vườn hoa, muôn hồng nhìn tía, cảnh sắc thoải mái. Tiêu phàm tại từ chấn Nam cùng đi, chậm rãi vòng quanh đại lâu văn phòng đi một vòng, lại trở lại cửa đại lâu, đứng vững thân thể, nói từ hành trường, cả tòa đại lâu phong thủy bố cục coi như là qua được đúng đúng, tiêu trưởng phòng, lúc trước chuyển tiến vào trước khi đến, cũng mời tiên sinh nhìn qua. Nơi này cải biến một chút, làm cái suối phun đi. Hình bầu dục, muốn hòn non bộ, người lập tức gọi người đi bản vẽ thiết kế, cho ta sau khi xem lập tức khởi công, càng nhanh hoàn thành càng tốt. Người đại môn này chính đối lớn đường cái, ngựa xe như nước, lưu động quá nhanh, bất lợi cho tụ tài. Tiêu phàm chỉ chỉ cao ốc ngoài cửa chính quảng trường, nói. Kim vì lưu động chi khí, Tương đối cả tòa đại lâu văn phòng mà nói, quảng trường này không nhỏ, trống trơn minh mông, không có chút nào che chắn, kim khí giấu không được, nhanh tiến vào mau ra. Lúc trước vị tiên sinh kia không có cho ngươi xem cẩn thận. Thì ra là thế, Từ Chấn Nam bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Tiêu trưởng phòng quả nhiên là cao nhân, ta xem chừng, lúc trước vị tiên sinh kia không phải không nhìn cẩn thận, hắn là trình độ không đủ. Cũng chỉ có tiêu trưởng phòng cao nhân như vậy, mới thật sự là đại sư. Ngay sau đó, từ chấn nam lại hung hăng đập tiêu phàm một cái. Đi thôi, đi ngươi văn phòng nhìn xem. Tiêu phàm cười cười, nói. Được rồi tốt, tiêu trưởng phòng mời. Tân tiểu thư mời. chương 216, Giang Hồ Phiến Tử, hại người không ít. Trên cơ bản, tất cả viên chức đều không tâm tư làm việc. Tất cả mọi người đang lặng lẽ nghị luận. Đề tài nghị luận không có gì hơn hai cái, đại sinh ngân hàng đi con đường nào. Từ hành trưởng chờ đến vị này trẻ tuổi soái ca, đến cùng là thần thánh phương nào. Từ chấn nam tự mình dẫn lĩnh tiêu phàm cùng tân lâm thẳng lên lầu 18, đi hướng hắn hành trưởng văn phòng. Tương đối mà nói, từ chấn nam văn phòng, kém xa cơ khinh xa văn phòng như vậy bá khí, dòng dã một tầng lầu, toàn bộ cải biến thành vườn treo, tiêu phàm cũng đi qua không ít đại lão bản văn phòng, cơ khinh xa như thế vườn treo, còn chưa từng thấy qua nhà thứ hai. Nhưng mà tướng đối cái khác lão bản văn phòng mà nói, từ chấn nam hành trưởng văn phòng, cũng đủ lớn, chừng 200 mét vuông cái này còn không bao gồm nguyên bộ phòng vệ sinh phòng nghỉ cùng thư ký văn phòng loại hình từ chấn Nam thư ký là một vị hai mười mấy tuổi tuổi trẻ nữ Lang dáng người xinh đẹp tướng mạo Diễm Mỹ đây cũng là lệ cũ thư ký tiểu thư vừa mới dưới lầu đại đường cổng đã từng nghĩ bồi từ hành trưởng cùng một chỗ đứng bị từ chấn Nam một cái ánh mắt liền đuổi đi phó chủ tịch ngân hàng cùng chủ nhiệm phòng làm việc đều là nam sĩ cùng hắn cùng một chỗ chờ tiêu Phàm kia là tôn trọng gọi như thế một cô gái xinh đẹp bồi đứng, đó chính là khoe khoang. Từ hành trưởng lúc này tại tiêu trưởng phòng trước mặt khoe khoang, không phải gây chuyện A. À. Thấy từ chấn nam dẫn khách nhân vào cửa, thư ký tiểu thư liên tục không ngừng mở ra bên trong gian phòng làm việc đại môn. Vừa vào cửa, đập vào mi mắt chính là một cái cự đại lưu đồng. Nhìn qua, màu xanh đồng pha tạp, nhiễm nhiên cổ vật. Lưu đồng bên trong, có hỏa diễm hừng lực giấy lên. Nhìn kỹ lại, chỉ là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra huyến tược, lưu đồng bên trong dấu giếm cơ quan, không ngừng đi lên thông gió, đem mười mấy đầu tơ hồng lụa thổi đến phất phới, tăng thêm một điểm ánh đèn kỹ xảo, tựa như là một cái cháy rừng rực hỏa lô. Nhìn thấy cái này hỏa lô, tiêu phàm không khỏi hơi sững sờ. Cái này thật đúng là kỳ quan, tiêu phàm chưa bao giờ thấy qua tại ai văn phòng, xuất hiện qua vật như vậy. Lấy tiêu phàm ánh mắt, từ cũng có thể nhìn ra được, kia lưu đồng chỉ là giả cổ chế phẩm, cũng không phải là chân chính đồ cổ. Thấy tiêu phàm thần thái, từ chấn nam vội vàng giải thích nói, tiêu trưởng phòng, cái này, có vị tiên sinh nói, ta ngũ hành thiếu lửa, liền để ta làm cái dạng này hỏa lô, vượng một vượng, hắc hắc. Nói nhảm, tiêu phàm lập tức vừa tức giận vừa buồn cười, nhịn không được cũng bạo câu nói tục. Từ chấn nam lập tức liền sửng sốt, tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại giang hồ phiến tử, thật sự là đại hành kỳ đạo, cái gì nói nhảm cũng dám nói hưu nói vượn. Theo tiêu phàm lắc đầu, từ chấn nam tâm liền một chút xíu chìm xuống dưới. Chớ không phải mình bị giang hồ phiến tử lắc lư đi. Cái đồ chơi này lập tức rút, người ngũ hành thiếu lửa, kia là sự thật, nhưng không phải dùng loại phương thức này đến bồi thường. Người làm là ngân hàng, kim khí càng tràn đầy càng tốt. Ngũ hành sinh khắc, hỏa năng khắc kim, người làm như thế lớn một hỏa lô tại phòng làm việc của mình, là ngại nhiều tiền A. À. Từ chấn nam mồ hôi lạnh liền hạ đến, bận biểu gật đầu không ngừng xưng phải, lập tức liền đối thư ký tiểu thư hạ lệnh, nhanh, gọi mấy người đến, thanh cái đồ chơi này rút, nhanh lên nhanh lên. Thư ký tiểu thư luôn miệng đáp ứng, vội vàng hấp tấp chạy ngoài ở giữa gọi điện thoại đi. Trong đầu lại âm thầm kinh ngạc, nguyên lai cái này phong độ nhẹ nhàng đại soái ca, thế mà cũng là vị đại sư. Nhưng là thế nào từ chấn nam lại xưng hô hắn là tiêu trưởng phòng? Chẳng lẽ hiện tại xem tướng coi bói, đều có hành chính chức vụ rồi? Từ hành trưởng, ngũ hành thiếu lửa, có thể đem tên ngươi bên trong cái kia nam chữ, thêm một cái lửa bên cạnh, gọi từ chấn nam. Âm đọc có thể không thay đổi, hay là tiếng thứ hai, không đọc tiếng thứ ba. A, à, tốt tốt, ta lập tức đi ngay hộ tịch bên kia thỉnh cầu cải danh tự. Dưới mắt, đối tiêu phàm nói mỗi một câu, từ chấn nam đều tôn thờ, tuyệt không dám làm trái. Chỉ cần có thể cứu được đại sinh ngân hàng, đừng bảo là đổi cái nam chữ, coi như để hắn thanh toàn bộ danh tự đều từ bỏ, đó cũng là cam tâm tình nguyện, mày cũng không nhăn một chút. Tiêu phạm ánh mắt phung mạnh, song nghi lại nhào lên, quay đầu hướng từ chấn nam nói, từ hành trưởng, phòng làm việc này trang trí trước đó, người mời tiên sinh nhìn qua sao. Từ chấn nam vội vàng nói, nhìn qua nhìn qua, vừa rồi cái kia lưu đồng, chính là hắn nói muốn để lên. Tiêu phàm nhíu mày hỏi, cho người xem văn phòng bố cục cái này tiên sinh, cùng cho người xem nền tảng phong thủy tiên sinh, không phải một người a? À? Không phải, lầu này là ta mua lại, chỉnh thể bố cục trên cơ bản không có làm cải biến. Ừm, nhìn xuống nất cơ phong thủy vị tiên sinh này, tạo nghệ không sai. Nhưng làm cho người văn phòng bố cục vị này, cơ bản cũng là cái giang hồ phiến tử, ngay cả cửa đều chưa từng vào, liền biết nói hưu nói vượn. Người bàn làm việc ghế làm việc, chính chính đặt tại dưới xà ngang, dù nhưng đã làm sâu đỉnh, xà ngang sát khí yếu hóa không ít, nhưng vẫn như cũng là cái vấn đề lớn. Xà ngang áp đỉnh, chủ rủi ro, Vận rủi, là phong thủy bố cục tối kỵ. Còn chính chính đặt ở ngươi cái này hành trưởng trên đỉnh đầu. Giang hồ phiến tử, hại người rất nặng a." À, tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, những năm này, phong thủy kham dư chi thuật, đại hành kỳ đạo, đại đa số người làm ăn đều thờ phụng những này học thuyết. Nhưng mà, phong thủy kham dư chi học, lý luận thâm thúy, độ dài hạo phồn, tuyệt không phải bình thường người có thể tinh thông. Thị trường một hưng thịnh, lập tức liền cặn bã nổi lên, vàng thau lẫn lộn, không ít giang hồ phiến tử đánh lấy phong thủy đại sư chiêu bài, rêu rao khắp nơi. Làm thuần túy người ngoài ngành từ Trấn Nam, lại chỗ nào có thể phân phân biệt thật giả rồi. Lập tức đầy chán đều sáng long lanh, mồ hôi lít nha lít nhít xỉ ra, nếu không phải ngay trước tiêu phàm trước mặt, từ hành trưởng thật sẽ chửi ầm lên. Cái này giang hồ phiến tử, có thể đem hắn từ Trấn Nam hố khổ. Từ Trấn Nam căn phòng làm việc này quá lớn, xà ngang vừa vặn ở vào cả gian phòng làm việc bên trong trục phía trên, trong nước phong thủy lưu phái, ở văn phòng cùng kiến trúc học bên trên, đều giảng cứu trời tròn địa phương, hai hai đối xứng. Cái kia cái gọi là thầy phong thủy, để từ chấn nam đem làm việc vị trí về phần cả gian phòng làm việc chính giữa, đối xứng ngược lại là đối xứng, lại vừa vặn tại dưới xà ngang, phạm phong thủy bố cục đại huy kỵ. Từ hành trưởng, phòng làm việc này bố cục, nhất định phải một lần nữa điều chỉnh, cầm giấy bút tới. a à, đúng đúng. Từ Chấn Nam cơ hồ là đi chậm chậm đi đến trước bàn làm việc của hắn, cầm lấy một chồng làm việc dùng giấy viết thư giấy cùng một chi xinh đẹp phái khắc kim bút, lại hấp tấp chạy về đến, hai tay trình đến Tiêu Phàm trước mặt, mặt mũi tràn đầy đều là kính ngưỡng vẻ khâm phục. Tiêu Phàm tiện tay tại giấy viết thư trên giấy họa một bức đơn giản đồ án, tiêu chú mấy cái phải chú ý trọng điểm, trả lại cho Từ Chấn Nam. Từ Chấn Nam mặc dù không hiểu phong thủy kham dư chi học, nhưng rõ ràng như vậy rõ ràng đồ án hay là thấy rõ ràng lại cung cung kính kính nhận lấy lại một lần nữa du từ sóng chiều lúc này cổng vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập mấy tên viên chức lĩnh mệnh mà đến thư ký tiểu thư chỉ huy bọn hắn đem cái kia không hiểu thấu lớn lư đồng chuyển ra ngoài cái này lớn lư đồng đặt ở trên thảm là chỉnh thể dọn đi cũng không khó khăn cũng không ảnh hưởng cả gian phòng làm việc cái khác bố cục ai nha cái này phá ngoạn ý một dọn đi trước mắt quả nhiên liền khoáng đạt nhiều tiêu trưởng phòng ta lập tức dựa theo ý kiến của ngài, thanh văn phòng sửa chữa một chút, danh tự ta cũng ngay lập tức đi hộ tịch bên kia từ bỏ. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, từ chấn nam nghĩ nghĩ, lại thăm dò họ mà hỏi thăm, tiêu trưởng phòng, kia, có phải là thanh những vật này đều sửa đổi về sau, ta, ta vận trình liền sẽ trở nên tốt đi. Không thể, tiêu phàm lạnh nhạt đáp, từ chấn nam lập tức lại sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Một ít, hợp lấy ngài là đang đùa ta chơi đâu không thể thay đổi vận, để ta hành hạ như thế làm gì. Chỉ là tại tiêu phàm tích huy phía dưới, từ chấn nam trong lúc nhất thời, không dám nói gì xuất cách, chỉ là vẻ mặt cầu xin, cầu khẩn nói, tiêu trưởng phòng, xin ngươi nhất định phải giúp ta một tay, ta. Ta thực tế cái kia, ngay trước thư ký tiểu thư mặt, có mấy lời từ chấn nam cũng nói không miệng tới. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, trực tiếp đi một bên ghế salon bằng da thật bên trong ngồi, tân lâm không một tiếng vang đứng ở sau lưng của hắn thấy cái này tư thế từ chấn nam lại một lần nữa bị chấn trụ luôn miệng nói tinh tinh nhanh cho khách nhân pha trà a không hay là ta tự mình tới đi lá trà lá trà đặt làm sao luống cuốn tay chân thư ký tiểu thư cố nén ý cười cho hắn lấy ra lá trà thật vất vả từ hành trưởng ngâm tốt nước trà hai tay dâng tới tiêu trưởng phòng mời dùng trà tân tiểu thư đặt vậy đi tân lâm lạnh nhạt nói đúng đúng từ chấn nam theo lời đem cho tân lâm pha trà nước đặt tại trên bàn trà, cung cung kính kính tại tiêu phàm đứng trước mặt, có chút xoay người, bày làm ra một bộ cung linh dạy bảo học sinh tiểu học tư thái. Từ hành trưởng, vấn đề của ngươi, chủ yếu còn không ra tại phong thủy của phòng làm việc phía trên. Chủ yếu vẫn là chính ngươi một đoạn này vận trình thật không tốt đi. Dựa theo vô cực chín tướng thiên, cướp khổ tướng miêu tả, tại tiêu phàm xem ra, dưới mắt từ chấn nam, ngay tại kinh lịch hắn nhân sinh bên trong lớn nhất một đạo khảm, cũng là điển hình rủi do vận. Từ hành trưởng, người đuôi lông mày tán loạn, dựng thẳng văn nhập tấn, các nhọn, sát khí trùng điệp, đây là rủi do đại kiếp. Giang hồ phiến tử cho ngươi lung tung bài bố văn phòng bố cục, chỉ là tăng thêm kiếp số này nghiêm trọng trình độ. Hiện tại đem phong thủy của phòng làm việc bố cục đổi lại đến, cũng không thể từ trên căn bản cải biến chính ngươi khí vận. Từ chấn nam nghe được mơ mơ màng màng, hỏi do kia, tiêu trưởng phòng, vậy ta cái vận khí này, có phải là đổi không được rồi? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói: "Nếu là đổi không được, kia ta hôm nay còn tới ngươi nơi này làm cái gì?" Từ Chấn Nam lập tức tinh thần đại chấn, vội vàng nói: "Đúng đúng, ta liền biết Tiêu trưởng phòng là chân chính cao nhân, nhất định có biện pháp cứu ta." Tiêu Phàm nhẹ khẽ vẫy một cái tay, ngừng lại Từ Chấn Nam lời nịnh nọt, nói: "Từ hành trưởng, người lúc đầu khí vận là rất không tệ. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, người những năm này phong mang quá lộ, đã làm nhiều lần hại người ích ta sự tình." Người cái vận khí này là bị chính ngươi ngạnh sinh sinh lôi đổ. muốn đổi vận, người nhất định phải lập tức cải biến mình phương thức làm việc, nhiều làm việc thiện sự tình, rộng tích âm đức. lại muốn là giống như kiểu trước đây, sợ rằng đều giúp không được ngươi. từ chấn nam mồ hôi lạnh, đem áo sơ mi đều ướt đẫm, lại một điệt cúi đầu, luôn miệng nói đúng đúng, tiêu trưởng phòng, ta biết sai, ta biết sai, ta nhất định đổi, ta lập tức đổi, kiên quyết đổi. ừm, từ hành trưởng, người kiếp số này quá lớn trừ cái đó ra, muốn đổi vận, còn có một chút cực kỳ trọng yếu. Ngài nói ngài nói, từ chấn nam lập tức liền dựng thẳng lên lỗ tai, hết sức chăm chú nhìn qua tiêu phàm, sợ nghe để lọt một chữ. chương 217, vua không ngai. Từ hành trưởng, người đại kiếp đã bắt đầu, nguyên bản phá kiếp muốn cướp tại đại kiếp trước khi bắt đầu, mới có hiệu quả nhất. Hiện tại tình huống này, muốn phá kiếp đổi vận, vẹn vẹn cho người đổi văn phòng phong thủy, làm việc thiện tích đức còn chưa đủ như vậy đi, ta nghĩ biện pháp cho ngươi mượn mượn quý khí vận của người. Hy vọng mượn nhờ quý nhân hồng phúc, có thể giúp ngươi bình an vượt qua cái này rủi ro đại kiếp. Từ chấn nam hoàn toàn choáng nhận ngài cắt ngôn, mượn ngài hồng phúc như vậy, hắn ngược lại là thường xuyên nói, chẳng những hắn, rất nhiều người đều có dạng này thường nói, vốn chỉ là một lời nói khách sáo, nhưng nghe tiêu phạm ý tứ này, quý nhân hồng phúc, còn thật có thể mượn. Cái này, cái này cũng quá mơ hồ, tiêu trưởng phòng, từ trấn Nam không biết nên nói cái gì cho phải, từ hành trưởng, văn phòng bố cục sự tình, người giao cho những người khác đi làm, nghiêm ngặt dựa theo ta cho bản vẽ đi đổi, không muốn biến dạng. A, à, tốt tốt, Tinh Tinh, chuyện này từ người phụ trách, Tinh Tinh, cũng chính là thư ký của hắn tiểu thư, vội vàng kính cẩn đáp ứng. Như là gian ngoài đoán như thế, Tinh Tinh cùng từ chấn Nam quan hệ xác thực không tầm thường, cái này cũng không có gì thật kỳ quái, hay là lệ cũ. Bất quá từ chấn Nam rất lợi hại tinh thông ngự nhân chi thuật, thư ký tiểu thư mặc dù trên thực tế là tình nhân của hắn, lại cũng không dám ỉ lại sủng mà kiêu. Từ hành trưởng, đi thôi, chúng ta lập tức đi phía nam một chuyến, ta dẫn người đi nhìn một chút vị quý nhân kia. Ai, tạ tạ, tạ tạ tiêu trưởng phòng, đến trình độ này, đối tiêu phàm bất cứ phân phó nào, từ chấn nam đều phụng mệnh duy cẩn, không dám có chút làm trái. Tiêu phàm không nói thêm lời nào, đứng dậy liền đi ra ngoài, từ chấn nam lập tức đi theo bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn, vội vàng lễ nhượng tân lâm phía trước. Tân lâm lắc đầu, ra hiệu hắn đi phía trước bên cạnh. Từ chấn nam không dám trái lời, đành phải làm theo. Từ chấn nam vốn không phải người ngu, đầu xoay chuyển tặc nhanh, thấy tân lâm cùng tiêu phàm ở giữa tình hình, cũng đoán được hai người bọn họ tựa hồ không phải mình lúc trước đoán loại kia quan hệ nam nữ. Tân lâm nhìn qua, càng giống là một vị cận vệ. Nghĩ lại, cũng không có gì quá kỳ quái tiêu phàm thế nhưng là tiêu lão gia tử trưởng tôn, lão tiêu gia đích hệ tử đệ, bên người đi theo một vị đại nội cao thủ làm bảo tiêu, rất bình thường. Hắn trước kia cũng tại uông thuật đều bên người gặp qua cùng loại cao thủ, chỉ là không thường thường xuất hiện thôi. Nhưng từ chấn nam tin tưởng, chỉ cần uông thuật đều vừa xuất hiện nguy hiểm, những cao thủ này liền sẽ lập tức xuất hiện, đem nguy hiểm nhân tố tiêu trừ tại này sinh trạng thái. Xem ra tiêu phàm tại lão tiêu ra địa vị, hoàn toàn không phải gian ngoài đoán như vậy dưới đáy, mà là cùng uông thuật đều giống nhau, phải đến gia tộc đặc biệt chiếu cố. Vua không ngai, từ chấn nam trong đầu bỗng nhiên liền toát ra như thế một cái định ngữ tới. Nếu tiêu phàm coi là thật tại tướng thuật phong thủy cái này một khối có cực cao tạo nghệ, như vậy hắn tương lai tại tiêu gia địa vị, tại toàn bộ kinh sư hào môn thế gia địa vị, tuyệt không tại uông thuật đều phía dưới. Không hề nghi ngờ, uông thuật đều sẽ tại hoạn lộ bên trên rực rỡ hào quang, trở thành lão uông nhà tương lai trụ cột. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, tiêu phàm thành tựu liền sẽ tại uông thuật đều phía dưới. Tiêu phàm, đi là mặt khác một con đường, hắn đi là hào môn thế gia lãnh tụ tinh thần con đường. Tiêu phàm có lẽ không thể giống uông thuật đều như thế, đứng tại trước sân khấu, uy phong hiển hách, thụ đại chúng gieo họ, bát phương sùng bái. Nhưng hắn có thể phát huy lực ảnh hưởng, lại là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Tỷ như lần này, nếu tiêu phàm thật giúp hắn đổi vận thành công, như vậy từ nay về sau, hắn từ chấn nam chính là tiêu phàm dưới chướng trung thành nhất không hai tùy tùng, tiêu phàm chỉ đến đó hắn liền đánh tới đâu, tuyệt không có nửa điểm mập mờ. Đây là không có lựa chọn khác sự tình, tiêu phàm có thể giúp hắn đem hỏng vận khí đổi lại đến, cũng liền mang ý nghĩa, nếu như hắn ngỗ nghịch tiêu phàm, tiêu phàm đồng dạng có thể cho hắn thanh khí vận đổi lại đi. Đến lúc đó, khóc cũng không tìm tới một phần, đương nhiên, từ chấn nam không hiểu thuật pháp, không biết đổi vận là cái đại động tác, vô luận cỡ nào cao minh thuật sư, cũng không phải nói đổi liền có thể đổi. Cần phải mượn thiên thời địa lợi nhân hòa, còn phải xem bị đổi vận người bản thân kiếp số này là có thể giải hay là không thể giải. Tiêu phàm vừa rồi đã nói qua, hắn từ chấn nam khí vận lúc đầu không sai, là bởi vì những năm này hắn chuyện xấu làm quá nhiều, mới ngạnh sinh sinh thanh mình cho hố. Nói cách khác, từ chấn nam cái này đại kiếp, thuộc về nhưng đổi phạm trù. Nếu thật là thiên mệnh như thế, từ chấn nam nên có dạng này đại kiếp, tiêu phàm tuyệt sẽ không lại mạo hiểm giúp hắn đổi vận. Chuyện nghịch thiên, nhưng chỉ lần này thôi, mà uông thuật đều, ít nhất tại gần trong vòng mấy năm, là không đạt được trình độ này. Bởi vì lão uông nhà quan hệ, từ chấn nam sẽ đối uông thuật đều khách khí, tận khả năng không đắc tội hắn, cũng coi là làm đầu tư lâu dài, hy vọng tại tương lai, uông thuật đều chân chính trưởng thành về sau, từ chấn nam có thể thu hoạch được hắn một ít chiếu cố. Nhưng muốn nói hiện tại, từ chấn nam liền đối uông thuật đều nói gì nghe nấy, kia không thực tế. Nếu thật là uông thuật đều tổn hại lợi ích của hắn, Từ Chấn Nam sẽ không chút do so dự cùng uông thuật đều trở mặt, phấn khởi cố gắng. Từ một điểm này đi lên nói, tiêu phàm cùng uông thuật đều lập tức phân cao thấp. Tiêu phàm đã bắt đầu vì toàn bộ lão tiêu nhà phát triển nhân mạch, tích lũy các loại tài nguyên, hắn làm chính là tài nguyên tăng phúc làm việc. Mà uông thuật đều trước mắt vẫn còn tài nguyên tiêu hao giai đoạn, cần lão uông nhà tiêu tốn rất nhiều chính trị tài nguyên cùng nhân mạch tài nguyên. Vì Uông Thuật Đều trưởng thành, trải bằng con đường Tại có thể đoán được tương lai, chỉ ít trong vòng 10 năm Uông Thuật Đều cũng vẫn là chỉ có thể tiêu hao tài nguyên Nói tới trả lại gia tộc, chỉ ít cần phải chờ tới hắn trưởng thành là tỉnh bộ cấp thực quyền cán bộ lãnh đạo về sau Mới có cái kia khả năng Ở thế gia hào môn ở giữa, tồn tại đủ loại khác nhau, mâu thuẫn, thậm chí là đánh cờ cùng đấu tranh Nhưng mà trong mắt người ngoài, thế gia hào môn là một cái chỉnh thể, một cái đặc thù sai tầng trên người bọn họ, đều đánh lấy đồng dạng nhãn hiệu cùng lạc ấn. Tỷ như uông thuật đều tương lai muốn leo lên quyền lực đỉnh phong, tại một ít đặc thù thời điểm, hắn chẳng những muốn thu hoạch được toàn bộ lão uông nhà ủng hộ, còn nhất định phải thu hoạch được cái khác thế gia hào môn ủng hộ. Hắn chú nhất định phải trở thành một cái thỏa hiệp sản phẩm. Không có thế gia hào môn nhất trí ủng hộ, muốn leo lên quyền lực kim tự tháp đỉnh tiêm vị trí, là không thể tưởng tượng. Đây là chính trị đánh cờ lệ cũ, mặt đối cái khác chính trị phe phái, thế gia hào môn nhất định phải thành vì một cái chỉnh thể, nhất trí đối ngoại. Đến lúc đó, nếu như lão tiêu nhà còn như hôm nay cường đại như vậy, như vậy tiêu gia ý kiến cũng cực kỳ trọng yếu. Vì thu hoạch được tiêu gia ủng hộ, uông thuật cũng còn phải hướng tiêu gia thỏa hiệp, nhường ra bộ phân lợi ích. Cứ như vậy phát triển tiếp, quyền chủ động đem càng ngày càng nhiều nắm giữ tại tiêu phàm trong tay. Chỉ cần tiêu phàm có thể trở thành thế gia hào môn tử đệ lãnh tụ tinh thần, bên người lung lạc có đầy đủ nhiều chính trị minh hiếu, trong tay nắm có đầy đủ nhiều chính trị tài nguyên mặc kệ là uông thuật đều vẫn là cái khác kiệt xuất đệ tử đời thứ ba muốn đưa thân tối cao quyền lực tầng đều phải trưng cầu tiêu phàm ý kiến vua không ngai tuyệt không phải nói chơi vui con đường khác đồng dạng mục tiêu liền nhìn riêng phần mình thủ đoạn như thế nào nghĩ thông suốt tầng này từ chấn nam nhìn về phía tiêu phàm bóng lưng ánh mắt kính sợ bên trong lại nhiều mấy phân hy vọng tiêu phàm muốn trở thành vua không ngai liền phải giúp hắn từ chấn nam thanh hỏng khí vận đổi lại tới. Không phải, cái này vua không ngai là không làm được. Cái này gọi theo như nhu cầu. Tiêu phàm cùng từ chấn nam phân biệt lái xe của mình, từ chấn nam không có để cho lái xe, mà là tự mình lái xe. Cái này đổi vận sự tình, người biết hay là càng ít càng tốt. Mặc dù phong thủy kham dư chi học, hiện tại càng ngày càng lưu hành, vài chục năm nay đại lực viên dương phong kiến mê tín ảnh hưởng, hay là cực kỳ sâu xa nhất là từ trấn nam không phải phổ thông giới tài chính nhân sĩ hắn là con em thế gia thế gia hào môn rất nhiều nhân vật thế hệ trước là kiên định kẻ vô thần hai đài xe mercedes một trước một sau lái ra đại sinh ngân hàng tiêu phàm chỉ nói là đi phương nam một chuyến cụ thể đi phương nam nơi nào không nói từ trấn nam cũng không dám hỏi nhiều theo thật sát chính là đại bôn vừa mới lái ra ngân hàng không lâu từ trấn nam liền trong xe tiếp vào nhiêu ngọc sinh điện thoại nghe vào Nhiêu Ngọc Sinh tâm tình cũng không được khá lắm. Trấn Nam, chuyện này có hơi phiền toái. Hiện tại rất nhiều người đều chạy đến ta nơi này hỏi tin tức, không ít người trực tiếp đưa ra lui cổ phần yêu cầu. Từ Trấn Nam cười khổ nói, thật sự là tường đổ mọi người đẩy a. À. Nhiêu Ngọc Sinh là đại sinh ngân hàng đại cổ đông, nhưng tiền của hắn cũng không hoàn toàn là mình, rất nhiều người quen bằng hữu, hướng về phía Tha thị tập đoàn cùng Tha nhà hàng hiệu tử, đem tài chính phóng tới Nhiêu Ngọc Sinh nơi này đến, mời hắn vận hành bây giờ đại sinh ngân hàng xảy ra chuyện những ngày tiểu cổ đông tự nhiên đều gấp mắt những năm này ngân hàng lớn công ty lớn sụp đổ mất nhưng cũng không phải tin mới gì đại sinh ngân hàng thật đổ xuống dưới không biết có bao nhiêu bên trong tiểu cổ đông muốn bên trên treo cổ tự sát hoặc là chạy trốn trốn nợ trấn nam dạng này không quái nhân nhà ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới việc này phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp xem chừng lại có mấy ngày nếu như không có lợi tốt tin tức chỉ sợ liền thật khó làm. Buổi tối hôm qua, ta liền đi bái phòng cu hành trưởng, bất quá nghe hắn ý tứ kia. Hắn cũng rất khó khăn, không phải là không muốn giúp, là có lòng không đủ lực. Nhiều ngọc sinh nữ khí rất là phiền muộn. Cái gọi là cu hành trưởng, từ chấn Nam tự nhiên cũng là biết đến. Chính là nước nào đó có ngân hàng người phụ trách chủ yếu, cũng là con em thế gia. Cùng nhiều ngọc sinh từ chấn Nam quan hệ đều rất không tệ. Nhưng mà lúc này muốn giúp đại sinh ngân hàng, cần thiết số tiền mắt thực tế quá lớn hơn nữa còn không chỉ là kim vấn đề tiền, trong đó liên lụy đến quá nhiều chuyện phiền toái. Đại sinh quỹ ngân sách lại là tại hải ngoại ra vấn đề, càng không dễ giải quyết. Ngọc sinh, ta chính đang nghĩ biện pháp, tiêu phàm vừa rồi đã đến ta chỗ này, ta hiện tại cùng hắn đi sân bay. Hắn nói muốn đi phương Nam tìm một vị quý nhân giúp ta đổi vận. Từ Trấn Nam nói, hắn cùng nhiều ngọc sinh giao tình, quả thực không ít. Nhiều ngọc sinh bản thân cũng là rất tướng tin phong thủy kham dư, ngũ hành sinh khác một bộ này học vấn, bằng không thì cũng sẽ không đem tên của mình từ tha mưa sinh cải thành nhiêu ngọc sinh. Để từ Trấn Nam đi cầu tiêu phàm, lúc đầu cũng là nhiêu ngọc sinh thuật lại phương lê ý kiến. Thật sao, vậy quá tốt, Trấn Nam, anh của ta nói, tiêu phàm khó lường. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đắc tội hắn, anh ta chỉ tự nhiên là phương lê, ta này sẽ, đều hận không thể gọi hắn tiêu đại gia, nào dám đắc tội a Từ Trấn Nam cười khổ không thôi, Hai tay một mực nắm chặt tay lái, sợ mất dấu phía trước đại bôn. Chương 218, hạ điền Cấy mà tiêu nhị thiếu. Hai đài đại bôn thẳng đến sân bay, từ trấn Nam cướp đi mua vé. Tiêu trưởng phòng, đi thành thị nào? Tam Giang, Tam Giang là sông Hán bớt tỉnh lỵ. A, à, tốt tốt, tự mình đến sân bay là chỗ bán vé mua vé. Đối với từ trấn Nam mà nói, đã là cực kỳ lâu chuyện trước kia, bình thường muốn đi đâu đều là thư ký sớm cho đặt trước tốt vé máy bay đem hết thảy đều quản lý thỏa đáng từ trấn nam chỉ cần đúng hạn đi sân bay là được may mà bây giờ không phải là mùa thịnh vượng tiến về tam giang thành phố vé máy bay còn có dầu dư từ trấn nam mua được ba cái khoang thương gia sau một tiếng to lớn phun khí thức máy bay hành khách xuyên thẳng trời xanh đến tam giang sân bay sớm đã có một đài xa hoa đại bôn ở phi trường chờ đón từ trấn nam giao thiệp quan hệ hay là rất rộng lớn đại sinh ngân hàng cứ việc tạm thời tại Tam Giang thành phố còn chưa mở thiết chi nhánh ngân hàng, lại cũng khó không được từ Trấn Nam, muốn mượn đài xe vẫn là rất dễ dàng. Mở ra xa hoa đại bôn đến sân bay nhận điện thoại chính là một vị 27-28 tuổi nam tử trẻ tuổi, ra ngoài ý định chính là, chính là tiêu thiên ca môn một trong, tỉnh Giang Nam Dương phó bí thư công tử Dương Thạch. Dương Thạch thường xuyên sẽ chạy thủ đô sẽ bằng hiếu, từ chấn nam tại kinh sư thế ra vòng tròn bên trong, cũng có chút danh tiếng, Dương Thạch cùng hắn quen biết. Từ hành trưởng đến Tam Giang thành phố, hướng Dương Thiếu mượn đài xe sử dụng, Dương Thạch tự nhiên sẽ không nắm. Từ hành trưởng, người tốt, tiêu phàm ba người từ đến chạm miệng ra đến, Dương Thạch lập tức cười nghinh đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Từ chấn Nam đi tại tiêu phàm sau lưng, Dương Thạch nhà lão đầu tử, quan cư tỉnh ủy số 3, đối với trên quan trường cùng thế gia hào môn ở giữa một ít quy tắc, Dương Thạch Nhất Thanh nhị sở. Từ chấn Nam động tác này, tuyệt đối chỉ mang ý nghĩa một sự kiện tiêu phàm thân phận địa vị, tại từ chấn Nam phía trên. Tiêu phàm lại là trẻ tuổi như vậy, không thể nào là trên quan trường đại lãnh đạo, chỉ có thể là kinh sư hào môn tử đệ. Kỳ thật Dương Thạch gặp qua tiêu phàm, bất quá một lần kia, Dương Thạch gặp là dịch dung giả dạng về sau hình đại sư cùng xinh đẹp lâm bí thư, mà không phải phong lưu phóng khoáng, hơn người tiêu lão đại cùng thanh thuần tú Mỹ, thâm cốc U Lan Tân Lâm. Dương Thiếu, chào ngươi chào ngươi. Tiêu trưởng phòng, vị này là Dương Thạch Dương Thiếu, nhà hắn lão gia tử, là sông hán tỉnh ủy Dương Thư Ký. Dương Thiếu, vị này là... Không đợi từ Trấn Nam giới thiệu xong xuôi, Tiêu Phàm liền cười hướng Dương Thạch đưa tay ra, nhẹ nói, Dương Thiếu, người tốt, ta là Tiêu Phàm, thường xuyên nghe đệ đệ ta nói tới ngươi, nói các ngươi là bạn tốt. Tiêu Phàm, Tiêu Lão Đại, Dương Thạch giật nảy cả mình, liên tục không ngừng nắm chặt Tiêu Phàm tay, liên tục lay động, vẻ không tin tưởng đầy mặt. Gần đoạn thời gian, tiêu lão đại tại thủ đô hoàn khố vòng tròn bên trong thanh danh đại trấn, diệp đại uông hai uông 3 những này một cùng hoàn khố đại ca liên tiếp tại tiêu lão đại trong tay kinh ngạc, đầy bụi đất, trật vật không chịu nổi. Một vị mới hoàn khố đại lão tại tứ cửu thành hoành không xuất thế, dương thạch cùng tiêu thiên là ca môn đối tiêu phàm, đó cũng là mộ danh đã lâu, chỉ là chưa từng gặp mặt. Bây giờ trong truyền thuyết tiêu lão đại bỗng nhiên dáng lâm tại trước mắt hắn. Dương Thạch tự nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại rất cảm thấy thân thiết. Hắn nhưng là người của tiêu gia, hắn lão tử dương phó bí thư, là tiêu gia tại sông Hán người phát ngôn, lão tiêu gia tướng tài đắc lực. Tiêu phàm đưa tay vỗ vỗ Dương Thạch bả vai, lão đại, cái này, cái này quá kinh hỉ từ hành trưởng cũng không nói là ngài cùng hắn một khối đến A. Thực tế là, người nhìn người nhìn, ta một chút chuẩn bị cũng không có, cái này nhiều thất lễ. Thật sự là quá thất lễ. Dương Thạch rất kích động nói. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Dương Thạch, người một nhà không nói hai nhà lời nói, người đều tự mình đến sân bay, còn muốn chuẩn bị cái gì đâu. Thấy Tiêu Phàm cùng Dương Thạch rất quen thuộc, từ chấn Nam càng là an tâm, hắn còn sợ Tiêu Phàm không nguyện ý để người khác biết lần này hành tung đâu. Tiêu Lão Đại, vị này là... Dương Thạch cùng Tiêu Phàm hàn huyên một trận, lại tướng Mạo Tân Lâm, khách khí hỏi. Tân Lâm lạnh nhạt đáp, ta gọi Tân Lâm, cứ như vậy vô cùng đơn giản bốn chữ, cái khác bất kỳ lời nói nào đều là dư thừa. Dương Thạch cứ việc trong lòng nghi hoặc, lại cũng không dám thất lễ, vội vàng lại cùng Tân Lâm nắm tay, luôn miệng vấn an. Cô bé này là thật xinh đẹp, lại đi theo tiêu phàm bên người, đương nhiên cũng là đặc biệt quan trọng nhân vật. Làm không tốt chính là tương lai tiêu gia đại thiếu nãi nãi. Lão đại, tân tiểu thư, từ hành trưởng đến, chúng ta trước ăn một bữa cơm, vì mấy vị bầy tiệc mời khách. Sau đó hết thảy nghe lão đại an bài. Dương Thạch nhiệt tình như sôi, mà lại lão đại tân tiểu thư phía trước, từ hành trưởng ở phía sau, xương hô sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ. Quan gia con cháu, tại những phương diện này là đặc biệt chú ý. Tiêu phàm cũng tịnh không cự tuyệt, hiện tại cũng đến giờ cơm. Mặc dù không biết tiêu phàm cùng từ chấn Nam đồng hành, Dương Thạch hay là làm nhất định an bài. Dù sao liền xem như từ chấn Nam, cũng là không chậm hơn đợi nhân vật, đã đến Tam Giang thành phố, hắn Dương Thạch làm chủ nhà, từ muốn long trọng tiếp đái lập tức một nhóm bốn người leo lên dương thạch bắn tới đại bôn, đi thẳng đến Tam Giang thành phố xa hoa nhất xa hoa khách sạn. Cơm chưa các loại phong phú, không cần mảnh đồng hồ. Sau bữa ăn, Dương Thạch rất khách khí mà hỏi, lão đại, tân tiểu thư, từ hành trưởng, đại giá quang lâm tam giang, có gì cần ta ra sức a? À? Trong giọng nói, hơi có chút hiếu kỳ, điện thoại là từ Trấn Nam cho hắn đánh, từ Trấn Nam cũng không nói tiêu phạm cùng hắn đồng hành, càng không nói muốn tới sông hán làm chuyện gì lộ ra một tia cổ quái tiêu phàm mỉm cười nói dương thạch đi thôi chúng ta đi hồng sơn tìm tiêu thiên tìm nhị ca a tốt tốt ta cũng có rất nhiều thời gian không cùng hắn gặp mặt qua rất nhớ đọc dương thạch lập tức vô cùng vui sướng hắn cùng tiêu thiên ở giữa xác thực quan hệ rất không tệ xem như rất sắt ca môn từ trấn nam đầy bụng điểm khả nghi hắn đương nhiên nghe nói qua tiêu thiên Tiêu Nhị ca tại kinh sư Hoàn Khố vòng tròn bên trong, danh khí không tiểu. Chỉ là, Tiêu Phàm không phải nói tìm quý nhân mượn hồng phúc a. À. Làm sao đến nơi đây tìm đệ đệ của hắn? Chẳng lẽ, cái này quý nhân chính là Tiêu Thiên, từ trấn Nam hoàn toàn bị làm hồ đồ, lại lại không dám đặt câu hỏi. Đã cái gì cũng đều không hiểu, vậy liền hết thảy đều nghe Tiêu Phàm phân phó là xong. Sương Thạch càng là không làm rõ ràng được trong lúc này nguyên nhân, nhưng Tiêu lão đại đến muốn đi Hồng Sơn thăm hỏi đệ đệ, chính là đương nhiên, Dương Thạch Hưng cao thải liệt, lại không hai lời. chừng 3 giờ chiều, Đại Bôn liền mở tiến vào Hồng Sơn thôn. Chính là đầu hạ thời tiết, trời cao mây nhạt, thời tiết cực dai, Hồng Sơn thôn xanh um tươi tốt, đầy mắt xanh ngắt, khiến người không tự kìm hãm được lòng mang lớn sướng. Bờ ruộng ở giữa, càng là một phái bận rộn cảnh tượng, vô số thôn dân, tại lúa nước trong ruộng xoay người cấy mạ. Cứ việc có tỉnh thị huyện cấp 3 chính bố chiếu cố, thỉnh thoảng cấp phát, cho tới bây giờ, Hồng Sơn thôn kinh tế, hay là lấy làm nông làm chủ, khách du lịch làm phụ, tạm thời không có đại quy mô phát triển công nghiệp, sợ phá hư hoàn cảnh, ảnh hưởng tương lai du lịch sản nghiệp phát triển. Dựa theo tiêu phàm phân phó, Dương Thạch không làm kinh động La Châu thành phố cùng La Châu huyện lãnh đạo. Tiêu phàm không nguyện ý làm cho sôi trào Dương Dương, huy động nhân lực. Lão đại, chúng ta đi trước thôn ủy hội hỏi một chút đi. Dương Thạch nói. Tiêu Thiên vừa đến Hồng Sơn thôn thượng nghiệp, Dương Thạch liền đến nhìn qua hắn. Hắn là Tiêu Thiên ca môn, cái này cấp bậc lễ nghĩa là nhất định phải giảng cứu. Lão Tiêu nhà rốt cục lại có một vị đích hệ tử đệ đi tới sông Hán làm việc, mặc dù chỉ là cái nho nhỏ trấn ủy phó thư ký kiêm Hồng Sơn thôn chi thứ nhất bộ bí thư, nhưng như cũng chứng minh, sông Hán bớt là lão Tiêu nhà trọng yếu nhất hậu hoa viên, hậu bị cán bộ môi trường nuôi cấy vị trí, không gì phá nổi dương thạch đến hồng sơn thôn không chỉ một hồi hai hồi lần trước càng là bồi tiếp tiêu thiên tại hồng sơn thôn ở hai ngày đối trong thôn tình huống hết sức quen thuộc vừa mới đánh tiêu thiên điện thoại tiêu thiên không có tiếp đoán chừng đang bận bịu đâu tiêu phàm mỉm cười nói khỏi phải ta biết hắn ở đâu dương thạch trên mặt lại lộ ra ngạc nhiên biểu lộ còn thần cơ diệu toán a hoặc là huynh đệ ở giữa có một loại nào đó thần bí giác quan thứ sáu tương hỗ liên hệ bất quá đây là dương thạch lần đầu cùng tiêu phàm liên hệ đối vị này tiêu ra một thiếu tỷ họ còn không hiểu rõ dương thạch hạ quyết tâm hết thảy duy tiêu phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó đây cũng là đạo đãi khách tiêu phàm phân phó dương thạch đem đại bôn rừng sát ở ven đường một chỗ gò đất dẫn đầu đi đi xuống xe hướng về bờ ruộng ở giữa đi đến còn mở rộng một chút hai tay làm mấy cái khuếch trương ngực vận động nhìn ra được tiêu lão đại cảm xúc không sai trở lại chỗ ở quốc tổ địa luôn có một loại khó nói lên lời cảm giác thân thiết. Đoàn người đi theo Tiêu Phàm đi tới một lũng ruộng nước bên cạnh. Mấy vị này mở ra xa hoa lớn chạy tới, y quan sở sở, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, đã sớm hấp dẫn tại đồng ruộng lao động các thôn dân chú ý, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn qua, thấp giọng nghị luận. "Tiêu Thiên, Tiêu Phàm đứng tại lũng một bên, cười kêu lên, "Ca, ngay tại xoay người cấy mà một đống người bên trong, có người ngẩng đầu lên, kinh ngạc gọi một tiếng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ bất quá tiêu thiên kinh ngạc, kém xa tít tắp dương thạch cùng từ chấn nam kinh ngạc chi rất. Hai vị này nhìn cả người bùn nhão, ống quần kéo lên cao, chân trần dẫm tại bùn berry mặt, sắc mặt đen nhánh tiêu nhị thiếu, đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là vị kia tứ cửu thành bên trong hô bằng dẫn bạn, ngợp trong vàng son tiêu nhị thiếu A. Dương Thạch nằm mơ đều không nghĩ tới, sẽ có nhìn thấy tiêu thiên hạ điền cấy mạ thời điểm. Dạng này sự tình, tiêu nhị thiếu sao có thể làm được. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, trên mặt toát ra khó tả vẻ vui mừng. Tiêu thiên là thật chuẩn bị cải biến, xem ra để hắn đến Hồng Sơn thôn rèn luyện là hoàn toàn cách làm chính xác. Đừng bảo là Dương Thạch không thể tin được, liền ngay cả tiêu phàm cũng không nghĩ tới, tiêu thiên có thể dưới cơ sở dưới phải triệt để như vậy. Đây là chuyện tốt, lão gia tử vẫn luôn tại cường điệu, muốn dưới cơ sở, muốn đi tuyến đầu, càng là xâm nhập quần chúng, liền càng có thể làm công việc tốt, không thoát ly quần chúng không cao cao tại thượng quan tâm quần chúng khó khăn là chúng ta đảng sở dĩ có thể thu hoạch được nhân dân cả nước nhiệt liệt ủng hộ nguyên nhân căn bản thế hệ trước giai cấp vô sản nhà cách mạng đều có dạng này kiên định tín nhiệm lão gia tử biết tiêu thiên dạng này chuyển biến khẳng định cũng sẽ mang trong lòng lớn sướng tiêu thiên cắm xong trong tay cuối cùng bao trùm mạ liền ruộng nước bên trong nước rửa tay một cái chậm rãi từng bước đi hướng lũng một bên vừa cười vừa nói ca tân tân lâm Dương Thạch, các ngươi làm sao đều đến rồi? Ha ha, ta nói mí mắt ta tử một mực nhảy đâu, nguyên lai like là hôm nay các ngươi sẽ tới. A, à, vị này là nha, là từ hành trưởng. Chào ngươi, chào ngươi, Tiêu Thiên đem từ trấn Nam cũng nhận ra được, vội vàng cùng hắn nắm tay, ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Làm sao vị này cũng cùng theo đến rồi? Có vẻ như từ trấn Nam cùng đại ca có chút không đáp giới a. Chương 219, mượn hồng phúc thượng Trước đó, từ Trấn Nam còn không biết Tiêu Thiên đến Hồng Sơn thôn tới làm thôn bí thư chi bộ. Dù sao hắn hiện tại chủ phải chú ý lực đặt ở giới tài chính, Tiêu Thiên tuy là lão tiêu gia tử đệ, hắn cũng sẽ không thời thời khắc khắc đi chú ý. Tiêu bí thư chi bộ người lão nông này dân bộ dáng, thấy từ hành trưởng sửng sốt một chút. Nhị ca, cấy mả cảm giác thế nào? Dương Thạch cười trêu ghẹo trong đầu âm thầm cảm khái, cái này lão tiêu gia tử đệ, chính là không bình thường. Tiêu hơn hai thích chơi một người, nói dưới cơ sở liền hạ cơ sở, nói hạ điền liền hạ ruộng, một điểm nghiêm túc. Thế ra hào môn, trường thịnh không suy, tự có đạo lý riêng tại. Dương Thạch môn tự vấn lòng, mình sợ là dưới không được nhẫn tâm như vậy. Vẫn được, chính là mỏi lưng đau chân, hai ngày xuống tới, ban đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Tiêu Thiên cười ha hả nói, đến Hồng Sơn thời gian mặc dù không dài, Tiêu Thiên đã gầy đi trông thấy, màu da đen nhánh, nhiễm nhiên địa đạo cơ sở cán bộ nhưng tinh khí thần lại so trước kia tốt hơn nhiều tại kinh sư thời điểm cùng cái khác ăn chơi thiếu ra so tiêu thiên còn tính là uy vũ có sinh khí cũng bất quá là thằng lùn bên trong nhổ tướng quân toàn bộ hoàn khố vòng tròn bên trong kia cỗ đổi phế chi khí đồng dạng ở trên người hắn thể hiện ra tiêu phàm nói nhiều rèn luyện rèn luyện tốt không dưới cơ sở không biết dân gian khó khăn đúng vậy a à, trước kia không đến cơ sở thật không biết dân gian sinh hoạt khổ cực như vậy hồng sơn còn tính là rất tốt thôn dân thu nhập tương đối cao, những địa phương khác, điều kiện càng thêm gian khổ. Đúng, ca, các người hôm nay tới, là chuyên đến xem ta nha, hay là đi ngang qua. Tiêu phàm mỉm cười nói, là chuyên tới thăm ngươi, quá tốt, đi, đi chi bộ. Tiêu thiên cười, đem dính đầy bùn hai chân dẫm tiến vào một đôi dép lào, kia dép lào xem xét chính là nhựa chế phẩm, thấp nhất chờ hàng vỉa hè hàng, tiêu thiên mặc vào lại 10 điểm trôi chảy tự nhiên. Có thể thấy được cái đồ chơi này, hắn đã xuyên quen thuộc. Hồng Sơn thôn đảng chi bộ cùng thôn ủy hội ký túc xá, coi như không tệ, hai năm trước mới xây nhà nhỏ ba tầng phòng, thôn dân hoạt động thất, phòng họp cùng cùng nơi trốn, đầy đủ mọi thứ. Tự nhiên, đây cũng là thượng cấp cấp phát, Hồng Sơn thôn là tiêu lão gia tử chỗ ở cũ, thỉnh thoảng có đại lãnh đạo đến tham quan, trong thôn làm việc nơi trốn quá keo kiệt, lộ ra dặm trong huyện đối Hồng Sơn thôn quan tâm không đủ. Kia là nghĩ bị phê bình bình tiết tấu, lúc này thôn ủy hội, yên tĩnh không có người nào tiêu thiên giải thích nói khoảng thời gian này vụ xuân sản xuất tất cả mọi người tương đối bận rộn đảng tri bộ cùng thôn ủy hội họp chuyện thương lược đều là ở buổi tối ban ngày đoàn người đều hạ điền đi bí thư tri bộ thôn trưởng đều không ngoại lệ hồng sơn thôn cũng thực hành nhận thầu trách nhiệm chế thôn trưởng có nhà mình trách nhiệm ruộng muốn trồng trọt tiêu thiên là cán bộ quốc gia lại giúp trong thôn một chút lao lực tương đối ít nhà hộ cấy mạ lao động dù sao toàn bộ hồng sơn thôn tuyệt đại bộ phân thôn dân đều họ tiêu đều là người trong nhà dựa theo gia phả xếp hạng tiêu thiên trong thôn bối phân còn tính là tương đối cao tiêu thiên tại thôn ủy hội cổng vòi nước dưới hướng sạch sẽ trên chân bùn móc ra chìa khóa mở ra bên trái cửa phòng làm việc mời đoàn người đi vào an vị đây là một gian hết sức bình thường văn phòng bên trong trưng bày hai cái bàn làm việc còn có một số chiếc ghế gỗ từ Trấn Nam cùng Dương Thạch đều có chút hiếu kỳ đánh giá căn này đơn giản văn phòng, đừng bảo là Dương Thạch, liền xem như từ Trấn Nam, cũng đã cực kỳ lâu chưa từng vào làm như vậy công thất. Căn phòng làm việc này chủ nhân, thế mà là nước Cộng Hòa một cùng hào môn tiêu gia đích tôn, quả nhiên khiến người cảm khái. Tiêu Thiên Hiển nhưng đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống ở nơi này, tăng cường cho những khách nhân nhường chỗ ngồi, lại bắt đầu nấu nước chuẩn bị pha trà. Tiêu Phạm liền quan tâm nói, Tiêu Thiên, người lau sạch sẽ chân, Mặc vào vớ dày, không muốn cảm lạnh. Đầu hạt tiết khí, còn không phải rất nóng bức. Tiêu thiên cười nói, không có việc gì, thân thể ta rất tốt, cái này không tính là gì. Ca, người truyền cho ta kia khí công, rất có tác dụng, ta luyện cái này một tháng, thân thể càng ngày càng bồng. Mặc dù nói, tiêu thiên hơn 20 tuổi mới mở đầu liên hệ nội gia khí công, về thời gian là chậm chút, khó mà đạt đến tại Đại Thành, bất quá tiêu phàm truyền cho hắn cái kia đơn giản đạo khí chi pháp nguyên vốn cũng không là trông cậy vào hắn tại võ thuật trên có rất cao thành tựu chính là cường thân kiện thể truyền tự nhiên cũng không thể nào là hạo nhiên chính khí pháp môn tu luyện làm vô cực môn trưởng giáo chân nhân hộ thể thần công hạo nhiên chính khí phương pháp tu luyện hết sức phức tạp tuyệt không phải bất luận kẻ nào đều có thể luyện tập dù là như thế chỉ cần tiêu thiên kiên chỉ luyện tập tiêu phàm truyền thụ cho khí công cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ lại là khẳng định có thể làm được nghe lời này từ chấn nam cùng dương thạch tự nhiên lại là tốt một phen ngạc nhiên. Hóa ra tiêu lão đại còn có khí công, là cái người luyện võ. Chỉ là chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ, tiêu phàm làm sao đều có chút không giống lắm là cái võ thuật cao thủ. Bất quá đây là người ta hai anh em việc nhà, từ chấn nam dương thạch lại kinh ngạc, cũng không mở miệng xin hỏi. Thế ra hào môn ở giữa bằng hữu kết giao, dù sao không phải phổ thông ca môn vãng lai, có rất nhiều kiêng kỵ. Lập tức Tiêu Phàm liền hỏi thăm Tiêu Thiên tại Hồng Sơn Thôn khoảng thời gian này tình huống công tác, hỏi được 10 điểm kỹ càng. Tiêu Thiên một một thật lòng bẩm báo, nói người trong thôn đối với hắn rất nhiệt tình, ai cũng không bởi vì hắn tuổi trẻ còn có không phục tâm tư, trong huyện trong trấn lãnh đạo đối với hắn làm việc cũng 10 điểm ủng hộ. Như thế tại Tiêu Phàm trong dự liệu, Tiêu Thiên là lão gia tử Đích Tôn, thế mà trở lại Hồng Sơn Thôn tới làm thôn bí thư chi bộ, các thôn dân sẽ có người nào không phục đâu rõ ràng tiêu thiên sẽ cho trong thôn mang đến rất nhiều không tưởng được chỗ tốt nha gần phân nửa buổi chiều cơ bản cũng là tiêu phàm hai anh em tại đối đáp từ trấn nam dương thạch tân lâm dự thính tiêu phàm không nhắc tới một lời lần này đến đây mục đích thật sự từ trấn nam cứ việc lòng nóng như lửa đốt cũng chỉ có thể cố nén hắn liệu định tiêu phàm không đến mức để hắn ngàn dặm xa xôi một chuyến tay không đến hắn bây giờ tình cảnh kia là nhất định muốn gặp chân trương bất kỳ cái gì giang hồ phiến tử đều không có cách nào lắc lư hắn. Người lại lắc lư, bên này liền toàn xong, Dương Thạch ngược lại là thật kiên nhẫn, một mực mỉm cười lắng nghe, ngẫu nhiên chen vào nói, trêu gẹo tiêu thiên hai câu. Tiêu phàm âm thầm gật đầu, lão Dương nhà vị đại thiếu này, cũng là nhân vật. Có lẽ tương lai tại hoạn lộ đạt thành tựu cao có hạn, tại phương diện khác thành tựu lại khẳng định không kém. Người trẻ tuổi, có thể bảo trì bình thản, chịu được tịch mịch, bản thân liền là một cọc thật bản lãnh nhanh lúc ăn cơm tối, thôn trưởng cùng trong thôn mấy vị khác tai to mặt lớn cũng nghe hỏi chạy tới, nghe nói tiêu phàm là tiêu thiên thân ca ca, lập tức rất là kinh hỉ từng cái tiến lên cùng tiêu phàm làm lễ, tự bối phân, biết bao thân mật. Cơm tối ngay tại nhà trưởng thôn ăn, đồ ăn thường ngày, mấy vị khác thôn cán bộ riêng phần mình đưa chút thức ăn tới, cùng một chỗ tiếp khách. Sớm định ra ban đêm triệu khai chi tri bộ hội nghị, bởi vì cái này đột phát tình huống, cũng nên đến trời tối ngày mai tổ chức. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Thiên mời Từ Chấn Nam Dương Thạch đến trong nhà hắn làm khách. Là trong nhà, không phải ký túc xá. Tiêu Thiên ở tiến vào Tiêu gia tổ phòng, nhà này tổ phòng, tại quyền tài sản bên trên, kỳ thật đã không thuộc về Tiêu gia, mà là thuộc về Hồng Sơn thôn thôn ủy hội, toàn thể thôn dân tổng cộng có. Bởi vì trong thôn có muốn tại tương lai xây chỗ ở cũ dự định, sớm tại nhiều năm trước, tổ phòng liền đã không người ở lại, một mực bảo dưỡng rất khá. Bất quá tiêu thiên mình kiên trì muốn ở tiến vào tổ phòng, hắn là tiêu gia đích tôn, người trong thôn cũng liền đồng ý. Hồng Sơn thôn dân vô cùng rõ ràng, tiêu thiên tại Hồng Sơn làm việc thời gian sẽ không quá dài, rõ ràng chính là xuống tới mạ vàng. Hy vọng hắn tại Hồng Sơn thôn làm việc thời điểm, có thể cho đoàn người làm nhiều chút lợi ích thực tế trở về, vậy liền quá tốt. Đã tiêu thiên ở tiến vào tổ phòng, tiêu phàm chẳng lẽ về Hồng Sơn một lần, khẳng định cũng muốn tại tổ phòng ở một buổi tối thôn trưởng rất nhiệt tình, vội vàng tổ chức nhân thủ, tại tổ trong phòng lâm thời chỉnh lý ba trải giường chiếu, để những khách nhân nghỉ ngơi dùng. Cái chăn đệm giường đều là mới, giặt hồ phải sạch sẽ. Loại này tự suy nghĩ, đối từ Trấn Nam cùng Dương Thạch mà nói, đều là trước nay chưa từng có. Cũng là mới mẻ thú vị, nhất là từ Trấn Nam, vào cửa ngay tại tổ phòng điện thờ trước quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Tổ phòng nhà chính điện thờ bên trên, còn thờ phụng tiêu lão gia tử phụ mẫu, cũng chính là ba thái công ba cụ bà đen trắng hình cũ. Cái này kỳ thật chính là thần chủ vị, từ chấn nam như thế thành kính, có chút vượt quá dương thạch cùng tiêu thiên ngoài ý muốn. Nhưng lão gia tử song thân, đừng bảo là trên trời có linh thiêng, liền xem như bây giờ còn khỏe mạnh, cũng xứng đáng từ chấn nam quỳ lại. Tiêu gia tổ phòng đông xương phòng, tiêu thiên phòng ngủ, một sợi ánh đèn nhàn nhạt từ cổ lão làm bằng gỗ song cửa sổ bên trên thấu ra, ngoài phòng hồ sen, vang lên một mảnh ếch kêu thanh âm tiêu phàm tiêu thiên huynh đệ, dựa vào bàn đọc sách, ngồi đối diện nhau. Tân lâm vẫn như cũ lặng yên đứng tại tiêu phàm phía sau, đối mặt với tiêu thiên. Nàng thực tế quá an tính, có đôi khi tiêu thiên thậm chí đều sẽ xem nhẹ nàng tồn tại, đây thật là một loại kỳ lạ cảm giác. Ca, có chuyện gì khẩn yếu sao? Có phải là cùng từ chấn nam có quan hệ? Tiêu thiên trực tiếp hỏi, hai mắt ánh mắt nhấp nháy. Không hề nghi ngờ, Dương Thạch chính là cái sa phu, từ chấn nam mới là chính chủ, trước đó, từ chấn nam cùng anh em nhà họ tiêu cũng vô mật thiết vãng lai, like, sơ giao thôi. tiêu phàm việt sẽ không vô duyên vô cớ mang theo từ chấn nam chạy đến hồng sơn thôn đến cho tiêu gia tổ tông dập đầu. đúng, cùng từ chấn nam có quan hệ, nhưng cũng cùng người có quan hệ, cùng ta có quan hệ. tiêu thiên rất kinh ngạc dơ lên lông mày mau. ừm, tiêu phàm liền đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. lợi hại như vậy, xem ra từ chấn nam lúc này gặp phải phiền phức không tiểu. Tiêu Thiên không khỏi chật chật lưỡi, chật chật nói, lập tức lại rất không minh bạch mà hỏi thăm, nhưng việc này, ta giúp không được gì a à. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ngươi giúp được một tay, mà lại ngươi là rất nhân vật mấu chốt. Từ Trấn Nam lần này, gặp phải là sinh kiếp, không phải tử kiếp. Loại này kiếp nạn là có thể hóa giải. Ta đã vì từ Trấn Nam đổi hắn phong thủy của phòng làm việc bố cục, nhưng vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Căn cứ từ Trấn Nam tướng mệnh đến xem, hắn muốn tránh thoát một kiếp này, nhất định phải hướng đại quý người mượn hồng phúc người chính là hắn mệnh trung chú định đại quý nhân ta tiêu thiên lúc này là thật ngây người há to miệng không khép lại được đến thật lâu mới cười khổ một tiếng ta người đừng đùa ta là cái gì quý nhân a à? hiện tại cũng thành đám dân quê một cái người xem một chút sách này bàn cái giường này trải giống như là cái quý chỗ của người ở sao hắn hướng ta mượn hồng phúc ta còn không biết muốn hướng ai mượn hồng phúc đâu Tiêu Thiên vừa nói vừa không ngừng lắc đầu. chương 220, Mượn Hồng Phúc Hạ. Người thiên tử mệnh trí tôn tướng đều đủ, người nếu không phải quý nhân, trên thế giới này liền không có quý nhân. Một mực giữ im lặng Tân Lâm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tân Lâm, ngươi, ngươi là nói ta sao? Tiêu Thiên lại một lần nữa há to miệng, trọn tròn mắt. Đối với Tân Lâm, Tiêu Thiên vẫn luôn rất hiếu kỳ, cũng có chút xấu hổ. Biết nàng cùng đại ca quan hệ không đơn giản, nhưng dưới mắt liền gọi đại tẩu tự nhiên rất không thỏa đáng tân lâm cái này lãnh lãnh đạm đạm họ tử dù coi như là mê yêu náo thích nói đùa tiêu thiên ở trước mặt nàng cũng không thả ra nếu như gọi tỷ tân lâm niên kỷ rõ ràng so với mình tiểu tiêu thiên chỉ so tiêu phàm nhỏ hơn một tuổi nhiều không đến hai tuổi gọi tân tiểu thư không khỏi quá khách khí cho nên tiêu thiên dứt khoát gọi thẳng tên phản cũng có vẻ tự nhiên chút Tân Lâm tựa hồ cũng tán thành hắn xương hô như vậy chính mình. Đúng, chính là nói ngươi, tiêu thiên, ngươi không có nhận rõ ràng giá trị của mình, ngươi không biết, ngươi ca vì ngươi, tốn hao bao lớn tâm huyết. Ngươi phải đem mình làm cái nhân vật, Tân Lâm ngữ khí, thoảng qua lộ ra có chút mãnh liệt. Cái này tại Tân Lâm mà nói, xem như một loại cực kỳ hiếm thấy tình hình. Trừ đối mặt tiêu phàm thời điểm, Tân Lâm thỉnh thoảng sẽ động tình, cái khác bất cứ lúc nào, Tân Lâm đều vĩnh viễn là như thế yên tĩnh, lãnh đạm như vậy. Tân Lâm chính là loại kia chấp nhất tới cực điểm nữ hài, tại tình cảm sự tình bên trên, cả một đời chỉ vì một cái nam nhân mà sinh, cũng cam nguyện vì người đàn ông này mà chết. Tân Lâm thời khắc này mãnh liệt, vẫn như cũ là vì tiêu phàm. Chỉ có nàng biết, tại tiêu phàm nội tâm, ra sao cùng yêu thương cái này đệ đệ. Vì bảo hộ tiêu thiên, bảo hộ toàn bộ tiêu gia, tiêu phàm trả giá gì cùng giá cả to lớn. Nếu như tiêu thiên hay là không cố gắng bên trên tiến vào, có thể suy ra, tiêu phàm trong lòng sẽ như thế nào thất vọng. Tiêu thiên hoàn toàn mộng, thiên tử mệnh trí tôn tướng đều đủ, loại lời này, hắn trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. Tiêu phàm khoát tay áo, thấp giọng nói tiêu thiên, già nhi nói rất có đạo lý. Cái này đông xương phòng, trước kia chính là ra ra ở. Lúc đó, sợ là không có dạng này bàn đọc sách, cũng không có dạng này đệm giường. Hiện tại thế nào, ra ra uy vọng gì cùng cao thượng tiêu lão gia tử chính là từ căn này đơn sơ căn phòng bên trong đi ra, hắn không phải quý nhân, ai là quý nhân. Ai nói trong gian phòng này ra không được quý nhân, tiêu thiên bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi gãi gãi đầu, hắc hắc cười. Hắn sở dĩ không bình tĩnh nổi, là bởi vì hắn ép cây liền chưa có tiếp xúc qua mệnh lý tướng thuật loại hình học vấn, trong đầu không có cây kia dây cung. Tiêu thiên, người chịu đựng tại tổ phòng, là rất lựa chọn chính xác. Dựa theo phong thủy kham dư học thuyết quan điểm mà nói, chúng ta nhà này tổ phòng, là thượng giai phong thủy long huyệt. Người tại Hồng Sơn làm việc khoảng thời gian này, nhất định phải kiên trì lên ở đây, không muốn dọn nhà. Thậm chí người chỉ cần không có rời đi Hồng Sơn chấn, không hề rời đi La Châu huyện, dù là sau này làm trưởng chấn bí thư, làm huyện trưởng huyện ủy thư ký, cũng còn muốn thường xuyên về đến nơi này ở mấy cái ban đêm. Ghi nhớ sao, ưm ừ ân, ta ghi nhớ, ca, ngươi yên tâm đi, tiêu thiên liên tục gật đầu, trong óc, mơ mơ hồ hồ có chút khái niệm mặc dù huyễn hoặc khó hiểu nhưng những lời này từ đại ca miệng bên trong nói ra phân lượng chính là không giống tiêu thiên biết đại ca là mãi mãi cũng sẽ không hại mình hắn là người trẻ tuổi đối với mới sự vật kiến thức mới tiếp nhận tương đối nhanh cũng không có tiêu chạm như thế mâu thuẫn chỉ muốn đại ca nói làm như vậy có chỗ tốt cái kia sau cứ như vậy làm tốt sẽ không sai tiêu thiên vừa rồi già nhi đã nói đến rất rõ ràng người thiên tử mệnh trí tôn tướng đều đủ là quý giá nhất tướng mệnh từ chấn nam có thể từ ngươi nơi này mượn hồng phúc kia là vận khí của hắn cũng là hắn tổ đức âm công hảo đáng chúng đích nên có quý nhân tương trợ tiêu thiên lại gãi gãi đầu nói ca ta không có lợi hại như vậy a à. có chút chóng mặt tiêu phàm cười nhạt một tiếng nói hiện tại đương nhiên là không có lợi hại như vậy cho dù tốt tướng mệnh cũng muốn dựa vào chính ngươi cố gắng không phải mạng này tướng cũng sẽ cải biến Tiêu Thiên cười nói ca, chiếu ngươi nói như vậy, từ chấn Nam tại ta chỗ này mượn Hồng Phúc, đây chẳng phải là phúc khí của ta liền muốn giảm bớt rồi. Còn có a, trên thế giới này không chỉ ta một cái, quý nhân a, vì cái gì không tìm người khác đi mượn, hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm mở ý đùa giỡn, cũng có mấy phân hiếu kỳ. Người trẻ tuổi chính là như vậy, một khi đối cái nào đó sự vật sinh ra hiếu kỳ tâm lý, liền muốn truy vấn ngọn nguồn, làm cái minh bạch. đương nhiên Tiêu Thiên không biết. Mệnh cách tướng lý dạng này đại học vấn, tuyệt không phải nhất thời bán hội liền có thể làm rõ ràng." Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, mang theo cổ vũ thần sắc, nói cố ý ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, ta đương nhiên là có cân nhắc. Từ trấn Nam mượn, không phải ngươi bây giờ hồng phúc, là tương lai ngươi phúc khí. Mượn hồng phúc, cũng chỉ là một loại thuyết pháp, cùng trong cuộc sống hiện thực vay tiền trả tiền, không phải một mã sự tình. Đơn giản đến nói, từ trấn Nam là chúng đích nên có kiếp nạn này nhất định phải có một cái đại phú quý người giúp hắn trấn trụ hung thần từ đó về sau vận mệnh của hắn liền cột vào ngươi bên này hắn hiện tại từ ngươi nơi này mượn đi bao nhiêu hồng phúc sau này muốn trả lại cho ngươi gấp bội cái này năng lực cá nhân vẫn phải có đồng thời năng lực rất mạnh giúp hắn hóa giải kiếp số này đem hắn từ trong thâm uyên kéo trở về hắn về sau sẽ đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt tiêu thiên liên tục gật đầu lời này ý tứ hắn hiểu được cái gọi là chính trị tài nguyên, kỳ thật chính là như thế đến. Không có gì hơn là ân tình vãng lai. Người lúc này giúp người ta đại ân, lần sau người ta liền sẽ trả lại cho người gấp bội. Từ chấn nam người này, dùng đến tốt, là một cánh tay đắc lực. Chỉ cần giúp hắn đi giai đoạn này vận rủi, con đường sau này liền rất rộng lớn. Đương nhiên, ta cũng sẽ đốc xúc hắn, để hắn nhiều làm việc thiện sự tình, hại người ích ta sự tình bớt làm. Tiêu thiên, từ trước người thành đại sự, đều là đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ. Người về sau muốn bao nhiêu góp nhặt nhân mạch, ưng ân, ta minh bạch ta minh bạch, tiêu thiên đem đầu điểm giống là chim gõ kiến, từ chấn nam là đại sinh ngân hàng hành trưởng, chỉ cần lúc này bảo trụ hắn, bảo trụ đại sinh ngân hàng, về sau tiêu thiên ở địa phương muốn làm cái gì kiến thiết hạng mục, người này tuyệt đối có thể ra đại lực khí. Đây chính là ba thắng cách cục, đối tiêu thiên có chỗ tốt, đối từ chấn nam có chỗ tốt, đối địa phương bên trên quần chúng cũng có chỗ tốt hạng mục làm phát triển kinh tế đi lên tất cả mọi người có thể được đến lợi ích thực tế vậy ta phải nên làm như thế nào tiêu thiên hỏi tiêu phàm chưa mở miệng đông xương phòng thật mỏng tấm ván gỗ cửa liền bị gõ vang cẩn thận từng ly từng tí mời tiến vào tiêu phàm cao giọng nói cửa đẩy ra đi tới quả nhiên là từ trấn nam cầm trong tay điện thoại vào cửa liền gật đầu không ngừng cuối người trên mặt lại là vô luận như thế nào đều không che giấu được vẻ kinh hoàng tiêu trưởng phòng cái này, nước Mỹ thị trường chứng khoán bên kia truyền đến tin tức, vừa mới vừa mở bàn, đại sinh quỹ ngân sách lại bắt đầu giảm lớn, làm không tốt, hôm nay lại là một cái giá sàn. Từ chấn nam cả khuôn mặt đều là khổ, tiêu phàm lạnh nhạt nói, không sao, để nó ngã. Cũng ngã không được bao lâu, kia là, lại mấy cái giá sàn, liền chóc nhãn hiệu, không dùng đến mấy ngày. Từ chấn nam nuốt nước miếng một cái, không còn gì để nói, chỉ là mắt lom lom nhìn tiêu phàm. Tiêu thiên, ta lần trước đưa cho ngươi cái kia bay long cái trận giấy, ở đâu? Tiêu phàm không để ý tới từ chấn nam, trực tiếp đối tiêu thiên nói. a à, ở ở, tiêu thiên liền vội vàng đứng lên, kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo. Đem cái kia màu xanh đồng pha tạp thanh đồng bay long cái chặn giấy đem ra. Cái này cái chặn giấy, tiêu phàm được từ lục hồng văn phòng, tiêu thiên đi nhậm chức hồng sơn trước đó, tiêu phàm đưa cho tiêu thiên làm lễ vật. Tiêu phàm tiếp nhận cái chặn giấy, ngón cái tay phải tải trên thân rồng nhẹ nhàng lướt qua. Cái này cái trận giấy niên đại 10 điểm xa xưa, là đạo quân hoàng đế Tống Huy Tông dùng qua khí cụ, mới vừa từ lục hồng trong tay đạt được thời điểm, chỉ đem lấy nhàn nhạt trí tôn khí tức. Bây giờ đi theo tiêu thiên bên người một đoạn thời gian, trí tôn khí tức rõ ràng tăng cường rất nhiều. Trí tôn chi vật, cũng duy chỉ có trí tôn mới có thể chấn áp được. Huống chi, Tống Huy Tông là vong quốc chi quân, mà tiêu thiên tương lai rất có thể trở thành hưng thịnh chi chủ cả hai tướng mệnh khí vận, không thể đánh đồng. Thứ này, đặt tại lục hồng nơi đó chính là cái mối họa lớn, đặt tại tiêu thiên bên này, thì hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Từ hành trưởng, cái này thanh đồng bay long cái chặn giấy, là đại tống cung đình vật phẩm, ta giám định, hẳn là đạo quân hoàng đế ngự dụng chi vật. Hiện tại là đệ đệ ta tiêu thiên đồ vật, tặng cho ngươi, ngươi mang về, cung phụng tại ngươi văn phòng thần trên bàn thờ. Chính là ngươi bây giờ cung phụng tài thần cái chỗ kia. Tiêu Phàm đem bay long cái chặn giấy, đưa cho Từ chấn Nam. Từ chấn Nam ngay cả vội vàng hai tay tiếp nhận đi, coi như ủi bích, khẩn trương đến không được, tựa hồ sợ mình không cẩn thận, liền thất thủ đánh nát. Từ hành trưởng, cung phụng chi tâm muốn thành, dạng này mới có thể chấn được mạng ngươi bên trong hung thần. Nếu như ngươi qua loa cho xong, như vậy là mất linh. Điểm này, ngươi nhất định phải ghi nhớ. Tiêu Phàm chậm rãi nói, ngữ khí nghiêm trọng, đúng đúng, mời Tiêu trưởng phòng yên tâm, ta nhất định thành tâm cung phụng, tuyệt không qua loa cho xong. Tiêu trưởng phòng vì ta từ Trấn Nam, hoa như thế lớn tâm huyết, ngay cả tiêu nhị thiếu vật phẩm tùy thân đều đưa cho ta, ta vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Từ Trấn Nam luôn miệng nói, trong lòng nhưng cũng minh bạch, tiêu phàm lời nói, hướng quý nhân mượn hồng phúc, đoán chừng tiêu thiên chính là vị quý nhân kia. Đừng nhìn tiêu thiên hiện tại chỉ là cái nho nhỏ trấn ủy phó thư ký kiêm thôn chi bộ bí thư, lão tiêu ra hàng hiệu tử không phải giả chỉ cần tiêu thiên từ nay về sau, thống cải tiền phi, chuyên chú hoạn lộ, như vậy tương lai tiền đồ, chưa hẳn ngay tại uông thuật đều phía dưới. Quả thực có thể xưng quý nhân, cái gọi là mượn hồng phúc, bình thường đến nói, tốt nhất là hướng tương lai quý nhân mượn. Hiện tại đã phong quang hiển hách những cái kia quý nhân, phúc khí của bọn hắn, cơ bản về chính bọn hắn hưởng dụng, có thể cho mượn đến, thực tế không nhiều. Mà lại, người muốn mượn, cũng muốn người ta nguyện ý cho người mượn mới được quý nhân không phải cam tâm tình nguyện cho mượn mình hồng phúc, như vậy cái này mượn hồng phúc biện pháp liền không hiệu nghiệp. Mượn hồng phúc, không phải đoạt hồng phúc, dùng thủ đoạn cứng rắn đoạt, hoặc là dùng thủ đoạn hèn hạ đi trộm, liền cùng nguyên ý đi ngược lại. Tiêu thiên không tồn tại cái này vấn đề, đại ca nói cái gì chính là cái đó. Từ hành trưởng, đêm nay an tâm nghỉ ngơi, không nên nghĩ quá nhiều. Sáng mai trở về, dựa theo sự phân phó của ta, thanh những công việc này đều hoàn thành tốt, trên cơ bản ngươi liền có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Từ chấn nam lập tức tinh thần đại chấn, lại luôn miệng nói cảm ơn. Tiêu phàm lời này, nói đến có lực lượng A, không có nửa điểm lập lờ nước đôi, hắn nghe đều nâng cao tinh thần hăng hái. Mặt khác, người ghi nhớ sau khi trở về, cho Hồng Sơn thôn quyên góp một nhóm phân hóa học thuốc trừ sâu, cũng coi là làm việc thiện tích đức đi. Về sau nhất định phải nhớ được làm nhiều việc thiện, rộng tích âm công. Đó mới là phú quý tướng mệnh chính đồ chương 221, chuyển vận. Tiêu phàm tại chỉ thủy xem mật thất tiếp vào từ chấn Nam điện thoại. Từ khi đưa tiến Azelena về sau, tiêu phàm cũng không phải là thường xuyên ở tại nội thành. Đương nhiên, lúc ban ngày, thỉnh thoảng sẽ tại hãn hải hào môn vừa mua phòng ở bên kia lộ mặt, trang trí còn đang trong quá trình tiến hành, là sáu cô đang phụ trách. Đã muốn lịch hồng trần kiếp, muốn nhập thế, những này luôn luôn miễn không được. Nhưng ban đêm đồng dạng đều là về chỉ thủy xem mật thất đả tỏa, hiện tại hắn đại thuật sư thân phận ngay tại dần dần công khai đây cũng là cùng nhị sư huynh văn thiên thương lượng xong ẩn núp trong bóng tối vị kia đối thủ bản nhân chậm chạp không chịu lộ diện lần trước xuất động mấy cái con tôm nhỏ ám toán đoàn khổng tước bị tiêu phàm đánh tận về sau cũng không có động tính tiêu phàm cùng văn thiên phân tích có hai loại khả năng nó một là đối phương vị kia đại thuật sư trước mắt thương thế chưa khôi phục cùng tiêu phàm cuối cùng một lần kia giao phong Tiêu Phàm trọng thương, đối phương nhất định cũng không chiếm được xong đi. Lúc ấy Tiêu Phàm đoán chừng, đối phương bị thương coi như không bằng hắn trầm trọng như vậy, cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại xem ra, chỉ sợ so Tiêu Phàm dự tính còn nghiêm trọng hơn. Đây là một tin tức tốt, tối thiểu nói rõ, đối phương cũng không có cường hãn đến khó lấy cùng kháng tình trạng. Văn Thiên cho rằng, đây là tương đối hợp lý, nếu như nói trên thế giới này có đại thuật sư so vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân còn lợi hại hơn nhiều, Văn Thiên không phải như vậy tin tưởng. Cái thứ hai khả năng, liền là đối phương ý thức được Tiêu Phàm thực lực đáng sợ, không còn dám phái tiểu lâu la trước đi tìm cái chết, ngay tại xúc tích lực lượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng là chuyện tốt. Chỉ cần hắn lộ ra đuôi cáo, không còn là địch tối ta sáng, tổng có thể tìm tới đối phó biện pháp. Tiêu Phàm rất có kiên nhẫn, thân thể tổn thương, cơ bản đã khỏi hẳn hạo nhiên chính khí không nói lại đã tu về cảnh giới đại thành, cũng đã tiếp cận thời kỳ toàn thịnh tiêu chuẩn. Bình thường người nghĩ muốn thương tổn đến tiêu phàm, nhưng không dễ dàng như vậy. Hiện tại tiêu phàm muốn chính là thuật pháp thượng cảnh giới khôi phục. Cái này không thể chi tội gấp, nhất định phải giảng cứu cái duyên phân. Có lẽ, huyền thiên thiên bên kia là một đường tác, đáng tiếc là, cái này điêu ngoa nữ mà đầu đột nhiên không có tin tức, cơ khinh xa sung phong nhận việc đi điều tra huyền thiên thiên hành tung, cho tới nay cũng còn không có hồi âm. Tiêu Phàm tại chỉ thủy xem một bên một bên đọc qua vô cực thuật tàng điển tịch. Trong bất tri bất giác, 7 ngày liền đi qua, từ trấn Nam điện thoại vào lúc này đánh tới. "Tiêu, Tiêu một thiếu." Từ trấn Nam rất kích động, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Hắn lúc đầu một mực xưng hô Tiêu Phàm vì Tiêu trưởng phòng, lúc này lại đổi miệng, tự nhiên là cảm thấy cùng Tiêu Phàm quan hệ không phải bình thường, lại gọi Tiêu trưởng phòng, không khỏi sinh phân. Từ hành trưởng Tiêu Phàm mỉm cười, lạnh nhạt trả lời một câu. Từ Hồng Sơn thôn trở lại Kinh Sư, đã qua 7 ngày, xem chừng từ chấn Nam bên kia là nên có tin tức. Lần này vì từ chấn Nam hóa kiếp đổi vận, Tiêu Phàm quả thực dưới mãnh dược, không tiếc vận dụng trí tôn chi khí, hướng chân mệnh thiên tử mượn hồng phúc. Tiêu Phàm cần phải nhanh tại Kinh Sư Thế Gia Hào Môn ở giữa khai hỏa mình nhãn hiệu, tận khả năng trong thời gian ngắn nhất, vì lão Tiêu nhà tranh thủ đến nhiều nhất nhân mạch tài nguyên, tại lúc cần thiết, những này nhân mạch tài nguyên đều có thể vì chính trị tài nguyên. Vạn nhất lão ra từ tình trạng cơ thể bỗng nhiên xuất hiện dị biến, những cái kia nghĩ muốn thừa cơ hướng lão tiêu nhà nổi lên chính trị đối thủ nhóm, đến lúc đó chỉ sợ muốn giật nảy cả mình. Một ít, tin tức tốt, tin tức tốt, lớn tin tức tốt. Từ chấn nam càng thêm kích động, tại điện thoại bên kia ưỡn thẳng cổ kêu la, nửa điểm cũng không để ý cùng mình hành trưởng phong độ. Từ hành trưởng, chấn định một chút, không vội, từ từ nói. A, à, tốt tốt, ta chấn định, ta chấn định. Nói thì nói như thế, từ chấn Nam lại nơi nào thật chấn quyết định xuống được đến. Từ hành trưởng ở trong điện thoại nói cho Tiêu Phàm, Đại Sinh quỹ ngân sách tại nước Mỹ hợp tác đồng bạn, bác nghĩ công ty dở trò dối trá sự tình, có mới chuyển cơ, sự tình cũng không có làm sơ dự tính bết bát như vậy. Nhất là quan trọng chính là nước Mỹ mặt khác một nhà nổi tiếng gió ném ngân hàng, nói trước công khai tuyên bố, nguyện ý cùng Đại Sinh ngân hàng hợp tác. Tin tức này vừa ra tới, nguyên bản cuồng ngã không thôi đại sinh quỹ ngân sách, xu hướng suy tàn lên tiếng trả lời mà dừng, lập tức quay đầu hướng lên. Buổi tối hôm qua đẹp cỗ vừa mở bàn, đại sinh quỹ ngân sách tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ liền mức tới hạn. Cùng lúc đó, từ chấn Nam mấy ngày nay ở trong nước tiến hành đầu tư bỏ vốn động tác, cũng 10 điểm thuận lợi, đã thành công tìm được hai nhà rất có thực lực hợp tác đồng bản, đại lượng tài chính lần lượt đúng chỗ. Đến tận đây, đại sinh ngân hàng nguy cơ đạt được trên căn bản làm dịu. Mà lại từ chấn nam bén nhạy ý thức được, nếu như dựa theo này phát triển tiếp, đại sinh ngân hàng chẳng những có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, còn có hy vọng tại gần đây bên trong thu hoạch được cực kỳ bước tiến dài. Một ít, thật sự là thần, ngài chính là thiên thần hạ phàm A. Bội phục bội phục, ta lão từ bội phục sát đất. Một ít, chưa nói, từ nay về sau, ta từ chấn nam liền là của ngài trung thực tín đồ, nhất kiên định tùy tùng ngài chỉ đến đó ta đánh tới đâu, để cho ta làm mà ta liền làm gì, tuyệt nghiêm túc. Từ chấn nam ở trong điện thoại lời thề son sắt nói, không ngừng hô hô thở dốc, thực tế là hưng phấn khó nhịn. Tiêu phàm cười mà không nói, tại từ chấn nam trước mặt, hắn không cần thiết lại nói cái gì khiêm tốn lời lẽ khách khí, thật sự chỗ tốt, đã triệt để đem vị này giới tài chính nhân vật tinh anh chấn nhiếp. Liền như là từ chấn nam mình nói như vậy, từ đây hắn chính là tiêu phàm trung thành nhất vì tùng lúc này khiêm tốn nữa khách khí liền có chút giả một ít là như vậy ngày hôm nay giữa chưa có thời gian không ta còn có nhiều ngọc sinh muốn mời ngài cùng một chỗ ăn một bữa cơm không có ý tứ gì khác không phải muốn cảm tạ ngài a loại này đại ân làm sao cảm tạ đều cảm tạ không hết liền là muốn nghe một chút chỉ thị của ngài cái này trong lòng a an tâm điểm từ chấn nam lời này mang theo rõ ràng nịnh nọt hương vị nhưng nói cũng đúng tình hình thực tế hạnh phúc tới quá nhanh quá đột ngột, cùng vài ngày trước tai họa ngập đầu tương đối mà nói, quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trong lòng luôn luôn không nỡ, cũng rất tự nhiên, hy vọng tiêu phàm có thể cho hắn lại ăn viên thuốc an thần. Tốt, người nói cái địa chỉ đi, ta sẽ đi. Tiêu phàm không có chối từ, đã muốn kinh doanh các mối quan hệ của mình vòng tròn, một chút tụ hội liên hoan chính là cần thiết. Thường xuyên cùng một chỗ tâm sự trò chuyện, có lợi cho bồi dưỡng tình cảm, gia tăng từ chấn nam đám người kết cục cảm giác thật giống như giang vũ thành tiểu quế tử mấy người bọn hắn hoàn khố nha nội đồng dạng mỗi cách một đoạn thời gian tiêu phàm liền sẽ cùng bọn hắn gặp mặt huống chi từ chấn nam rất hiểu chuyện còn xin nhiêu ngọc sinh xét thấy nhiêu ngọc sinh là phương lê cậu em vợ tiêu phàm cũng rất cần thiết cùng hắn giữ gìn mối quan hệ phương lê ở thế gia hào môn thân phận hoàn toàn không phải từ chấn nam có thể chịu được so sánh phương lê cùng lục hồng hai vị này đều là hào môn đời thứ hai tử đệ bên trong người nổi bật, không nói có thể cùng tiêu chạm sánh vai, cũng không khác nhau lắm. Tại trong chính trị, phương gia cùng lục gia đều đều nội tình thâm hậu, là các lớn thế lực chính trị đều phải cố gắng tranh thủ đối tượng. Được rồi tốt, ngay tại hoa nhài hội sở đi, lão tha nói, nơi đó cũng không tệ lắm. Nhiều vũ đình thích đi hoa nhài hội sở ăn cơm, nhiều ngọc sinh là đệ đệ của nàng, đoán chừng khẩu vị cũng kém không nhiều. Tiêu phàm gật đầu đồng ý, mời tiêu phàm ăn cơm, từ trấn nam tự nhiên nửa điểm cũng không dám thất lễ, sớm liền đến hoa nhài hội sở, đứng tại cửa ra vào nghênh đón, bất quá nhiều ngọc sinh lại chậm chạp không có hiện thân, từ trấn nam có chút kìm nén không được, cho nhiều ngọc sinh gọi điện thoại quá khứ thúc giục. Nói xong hai người cùng một chỗ bồi tiêu phàm ăn cơm, người anh em này như thế lề mà lề mề, lộ ra tâm không đủ thành A. Ha ha, trấn nam, an tâm chớ vội. Ta bên này còn xin một vị bằng hữu. Nhiều Ngọc sinh tiếp vào từ chấn nam điện thoại, Cười ha hả nói Từ chấn nam lập tức liền khẩn trương lên Nhẹ giọng nói còn xin một vị bằng hiếu Ai vậy Cái này cũng không phải cái gì Người đều có tư cách cùng tiêu phàm ngồi cùng bàn ăn cơm Nếu như nhiêu Ngọc sinh mời cái Không biết trời cao đất rộng ra hỏa Trong bữa tiệc đối tiêu phàm nói hưu nói vượn một phen Chỉ sợ sẽ trêu đến tiêu phàm không cao hứng Tựa như hắn trước mấy thời gian như thế Kém chút liền thanh tiêu phàm triệt để đắc tội Hạnh người trong sạch tiêu Một thiếu đại nhân không chấp tiểu nhân không phải từ hành trưởng hiện tại khóc cũng không tìm tới một phần. Yên tâm đi, tuyệt đối là có phân lượng đại nhân vật, đến lúc đó ngươi liền biết. Ta làm việc, ngươi còn không yên tâm a à? Nhiều ngọc sinh đĩnh đạc nói, từ chấn nam cũng là thật yên lòng, nhiều ngọc sinh trong mắt đều là đại nhân vật, vậy khẳng định không kém, thân phận địa vị không thấp. Ước chừng sau mười mấy phút, hai đài xe Mercedes một trước một sau chạy tiến vào hoa nhài hội sở. Từ chấn nam ánh mắt lập tức sáng lên phía trước bộ kia Mercedes-Benz là Nhiêu ngọc sinh bảng số xe, hắn không thể quen thuộc hơn được, phía sau bộ kia Mercedes-Benz bảng số xe, từ Trấn Nam cũng không xa lạ gì. Không nghĩ tới Nhiêu ngọc sinh nói mời bằng hiếu, là cơ thị tập đoàn đại lão bản cơ khinh xa. Đúng là đại nhân vật, cơ khinh xa cứ việc không phải kinh sư con em thế gia, tại kinh yến một vùng thế lực cùng lực ảnh hưởng, tuyệt không thể khinh thường. Từ Trấn Nam trước mấy ngày liền muốn hướng cơ khinh xa xin giúp đỡ tới, cơ khinh xa vẫn chưa một tiếng cự tuyệt, đáp ứng hắn suy nghĩ thật kỹ. Luận đến tài hùng thế lớn, cơ khinh xa lãnh đạo cơ thị tập đoàn, tại cả nước đều xếp hàng đầu. Bất quá từ chấn nam lại có chút lo lắng, hắn cùng cơ khinh xa đã từng quen biết, biết cơ khinh xa họ cách, lấy cơ khinh xa mỹ mạo cùng thân gia, vô luận là ở đâu bên trong, đều là trung tâm nhân vật. Bây giờ nhiều ngọc sinh mời người ta cơ tổng tới làm người tiếp khách, liền sợ cơ khinh xa không cao hứng a Ngọc Quan Âm cũng không cho người khác cầm nàng chiêu đùa. Từ Trấn Nam trong lòng lo lắng, dưới chân lại là nửa bước không ngừng, bước nhanh tiến lên, tự mình cho cơ khinh xa kéo cửa xe ra, cười rạng rỡ nói cơ tổng, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh cơ tổng đại giá Quang Lâm. Kinh lịch lần này thay đổi rất nhanh, từ Trấn Nam tại họ cách bên trên cũng không nhỏ chuyển biến, không còn như vậy ngạo khí trương dương. Tại bây giờ dạng này xã hội, người có thể vì lại lớn, cũng không đáng chú ý, thời khắc mấu chốt, còn phải có bằng hữu hỗ trợ, quý nhân tương trợ. Tơ khinh xa không thể nghi ngờ là phân lượng đầy đủ quý nhân. Tơ khinh xa một thân mang theo hưu nhàn ý vị vàng nhạt sắc bộ váy, đưa nàng vóc người xinh đẹp phát hỏa phải đường cong tất hiện, nhưng lại bao khỏa phải cực kỳ chặt chẽ, khiến người chỉ có thể mơ màng, không có cơ hội nhìn một lần cho thỏa. Đây mới thực sự là cực hạn, từ hành trưởng khách khí, tơ khinh xa mỉm cười duỗi ra tiêm tiêm tay nhỏ cùng từ chấn nam dựng một chút, phong tình chậm rãi, dáng vẻ muôn vàn. chương 222, thức ăn chay. Phạm nhạc từ dưới ghế lái đến, âm thầm đi theo cơ khinh xa sau lưng. Mỗi lần cùng cơ khinh xa gặp mặt, đều có thể nhìn thấy phạm nhạc, nhưng mỗi lần nhìn thấy phạm nhạc, từ chấn nam vẫn như cú át không chế trụ nổi trong lòng thoảng qua một hàn. Cái này trầm tĩnh lạnh lùng nam nhân, luôn luôn sẽ cho người một loại lớn lao áp lực tâm lý. Nếu như nói cơ khinh xa là một đóa hoa hồng có gai, Phạm Nhạc chính là vì kia gác giáo suốt đêm hộ hoa sứ giả, tựa hồ bất kể là ai, chỉ cần cùng cơ khinh xa áp sát quá gần, Phạm Nhạc liền sẽ không chút do dự đem nó phá tan thành từng mảnh. Ngược lại là cùng tiêu phàm bên người vị kia cô gái xinh đẹp tân lâm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá nam nữ hữu biệt, tại từ chấn nam trong mắt, tân lâm tự nhiên so phạm nhạc thuận mắt nhiều. Ngọc sinh, người trước bồi cơ tổng đi vào ngồi đi, ta chờ ở tại đây là được. Từ chấn nam là chủ nhà, lập tức làm ra an bài. Cơ khinh xa nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi cùng từ chấn nam đứng chung một chỗ, nói từ hành trưởng, không cần phải khách khí, ta vẫn là ở đây chờ một lát đi. Cái này nhưng không dám nhận, từ chấn nam bận biểu tức nói. Cơ khinh xa liếc nhìn hắn một cái, yên nhiên nói, từ hành trưởng, người khác không đảm đương nổi, tiêu một thiếu khẳng định xứng đáng. Từ chấn nam lấy làm kinh hãi, cơ tổng cũng cùng tiêu một thiếu nhận biết. Cơ khinh xa cười yếu ớt nói: "Từ hành trưởng lời này có chút cổ quái a, à, ta liền không thể nhận biết Tiêu một thiếu a." À. "Không phải không phải, Cơ tổng hiểu lầm." Từ chấn Nam liên tục khoát tay, thoảng qua có chút xấu hổ, trong đầu lại âm thầm cảm khái, đều nói nữ nhân này không đơn giản, quả là thế. Mình thân là con em thế gia, cũng là vừa vặn cùng Tiêu Phàm dựng vào quan hệ, nghe giọng điệu này, Ngọc Quan Âm cùng Tiêu Một thiếu sớm đã nhận biết, còn giống như giao tình không cạn dáng vẻ lập tức bốn tên y quan sở sở đại nhân vật, song song đứng tại hoa nhài hội sở đại đường cổng. Trận thế này, đem một chút đến hoa nhài hội sở tiêu phí khách nhân thấy sửng sốt một chút, có ít người ánh mắt không khỏi tại cơ khinh xa tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên nhiều chỗ dừng lại. Giống cơ khinh xa dạng này một cùng một đại mỹ nữ, lại như thế phong thái xinh đẹp, vô luận tại loại hoàn cảnh nào, đều chú định sẽ hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt. 12 giờ một khắc, lại một đài đen nhánh bóng lưỡng đại bôn mở tiến vào hoa nhài hội sở từ chấn nam đang muốn tiến lên bên người làn gió thơm phun trào từ hành trưởng liền kinh ngạc nhìn thấy cơ khinh xa thế mà đoạt tại hắn trước đi tới xe mercedes trước bất quá cơ khinh xa vẫn chưa đi cho tiêu phàm mở cửa liền đứng như vậy mang trên mặt nhàn nhạt tiếu dung từ chấn nam cùng nhiều ngọc sinh liếc nhau một cái không khỏi nhìn mà than thở đây mới thực sự là cao thủ a đem mình đối tiêu phàm mong mỏi biểu hiện được vừa đúng, đã không đặc biệt rõ ràng tục khí, nhưng lại có thể làm cho đối phương rõ ràng cảm thụ mình mong mỏi tâm tình, còn mang theo một chút xíu vốn có thận trọng. Muốn nghênh còn cử, thủ đoạn này, bình thường nữ hài tử đánh chết đều học không được. Đương nhiên, cái này cũng phải có tiền vốn, không phải cơ khinh xa dạng này tận xương đại mỹ nữ, thay cái phổ thông nữ hài, người thận trọng một cái nhìn xem. Cao phú xoáy ngay cả mí mắt cũng sẽ không kẹp ngươi một chút. Tiêu Phàm xuống xe, cơ khinh xa nhàn nhạt cười một tiếng, cùng Tiêu Phàm bắt tay, không nói một lời. Cho dù ai thấy tình hình như vậy, đều sẽ lập tức sinh ra một loại nào đó liên tưởng cái này hai, quan hệ không tầm thường. Ăn ý như vậy, cơ tổng, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, tựa hồ sớm đã ngờ tới cơ khinh xa sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mình, không thấy chút nào vẻ kinh ngạc. Lúc này, từ chấn Nam cùng Nhiêu Ngọc Sinh mới chen chúc tới, vẻ mặt tươi cười cùng Tiêu Phàm nắm tay, từ chấn nam càng là cúi đầu như dã lại không còn du từ sóng chiều. Cho thấy phải tại từ chấn nam trong lòng, đã tự nhận là tiêu phàm trung thực tùy tùng. Lời nịnh nọt nói quá nhiều, ngược lại khách khí, trong lúc này độ, nhất định phải nắm thỏa đáng. Như ngọc sinh ngược lại là nói vài câu hàn huyên khách khí lời nịnh nọt. Dù sao hắn cùng tiêu phàm quan hệ, còn chỉ là bình thường, hôm nay đáp ứng từ chấn nam mời, một cái xem ở từ chấn nam trên mặt mũi, cho hắn cổ động, thứ hai chủ yếu vẫn là Phương Lê đối tiêu phàm đánh giá, không hề tầm thường. Cùng tiêu phàm dạng này cao nhân giữ gìn mối quan hệ, khẳng định không sai. Cơ khinh xa liếc từ chấn nam một chút, mỉm cười nói, từ hành trưởng, trước mấy ngày nước Mỹ thị trường chứng khoán thật đúng là kinh tâm động phách ha. Từ hành trưởng không sợ nguy hiểm, nguyên lai là có quý nhân tương trợ, khó trách. Từ chấn nam một điểm không tránh né, vừa cười vừa nói, cơ luôn nói quá đúng, ta lão từ đời này, liền dựa vào lấy quý nhân tương trợ. Một ít, tân tiểu thư, cơ tổng, phạm tổng, mời. Một sợi tinh quang, cực nhanh tại cơ khinh xa ánh mắt lóe lên. Rất hiển nhiên, từ chấn nam đưa nàng xếp tại tân tiểu thư về sau, để cơ khinh xa trong lòng có điểm không vui. Thất diệu cung thiếu chủ, trên giang hồ địa vị không thấp, cơ khinh xa cũng không có chút nào khinh thị tân lâm ý tứ. Nhưng từ chấn nam khẳng định không biết tân lâm lai lịch chân chính, thuần túy dựa theo thế tục ánh mắt, tại cho các nàng xếp hạng. Tại từ chấn nam trong suy nghĩ, tiêu phàm một vị thiếp thân nha hoàn, thân phận địa vị tựa hồ cũng cao hơn cơ tổng. Bất quá một chút như vậy nho nhỏ khúc mắc từ cũng sẽ không thật lâu quấn quanh ở cơ khinh xa trong lòng. Qua phần dây dưa chi tiết người, từ trước đến nay thành không đại sự. Vừa mới đi tiến vào hoa nhài hội sở phòng ăn, mập mạp chu lớn thường liền tiến lên đón, cười ha hả cho mấy vị quý khách vấn an. Đối chu lớn thường, tiêu phàm tựa hồ rất khách khí, chủ động cùng hắn nắm tay Hàn Huyên. Chu lớn thường tự mình cùng đi mấy vị khách nhân tiến vào đã sớm đặt trước tốt bao xương. Hoa nhài hội sở bao xương, cũng là cổ kính, tuyệt đối không nhìn thấy bao nhiêu hiện đại phái trang trí khí tức. Từ chấn Nam Cung Thỉnh Tiêu Phàm gọi món ăn, bình thường mà nói, chủ nhà mời khách, đều sẽ dự an bài trước tốt hết thảy, nhưng từ chấn Nam còn thật không dám thiện tự làm chủ, thực tế không biết Tiêu Phàm khẩu vị. Nếu như đổi một người khách nhân, dù là thân phận lại tôn quý, từ chấn nam cũng không sẽ như thế lo được lo mất. Mấu chốt tiêu phàm không phải bình thường quý nhân, hắn là cao nhân đắc đạo, từ chấn nam sợ mình không cẩn thận, liền xúc phạm tiêu phàm một ít kiêng kỵ. Nghe nói cao nhân đắc đạo ăn cái gì đều là rất giảng cứu. Cơ khinh xa khẽ cười nói, chu đại ca, hôm nay giữa trưa người có rảnh a à? Từ chấn nam con mắt liền thoảng qua híp mắt một chút. chu đại ca, đây là cơ khinh xa đối chu lớn thường xưng hô, không phải kêu chu tổng hoặc là chu lão bản, trong lúc này, chẳng lẽ còn có ý tứ gì không thành. Cái này mập mạp chu lớn thường, hẳn là có một loại nào đó không người biết đến thân phận đặc thù. Chu lớn thường tiếu nói cơ tổng là muốn dùng điểm thức ăn chay. Cơ khinh xa không đáp, chuyển hướng tiêu phàm nói, một ít, chu đại ca sở trường nhất, nhưng thật ra là thức ăn chay. Nếu không chúng ta hôm nay nếm thử chu đại ca làm thức ăn chay tay nghề. Được, tiêu phàm mỉm cười gật đầu, theo hạo nhiên chính khí bên trên tu vi dần dần một lần nữa trở nên tinh thâm, tiêu phàm tại ẩm thực bên trên khẩu vị, lại từ từ hồi phục đến bộ dáng lúc trước, lấy thanh đạm dưỡng khí thực vật họ đồ ăn làm chủ, thịt cá dần dần rời xa. Chu đại ca, vậy sẽ phải vất vả phả ngươi, ngươi phải tự mình xuống bếp A, tiểu thương hỏa hầu, dù sao không có ngươi như vậy giả dặn. Cơ khinh xa khẽ cười duyên, yên tâm, ta xuống bếp, liền sợ ta điểm này tay nghề, tiêu một thiếu không để vào mắt. Tiêu Phàm cười cười, nói Chu tổng, quá khiêm tốn. Chẳng lẽ ta còn có thể đi tìm Linh Vân đại sư tự mình xuống bếp a? Chu lớn thường hai mắt cũng là nhíu lại, trên mặt hắn thịt đoàn đoàn, một đôi mắt vốn là hiền nhỏ, lại như thế nhíu lại khe hở, cơ hồ cũng chỉ còn lại có hai đầu tinh tế thẳng tắp, mắt nhỏ bên trong lại là tinh quang lấp lóe. Ha ha, chỉ cần một thiếu để mắt, vậy ta lão Chu liền bêu xấu. Mấy vị khách quý chờ một chút, ta trước xuống bếp. Chu lớn thường cảnh giác, cũng chỉ là nháy mắt sự tình, lập tức liền cười ha hả nói, hướng mọi người nhẹ gật đầu, quay người ra bao xương. Cũng không có hỏi đoàn người muốn ăn cái gì thức ăn chay, tựa hồ đối với thủ nghệ của mình, lòng tin người phần. Cơ khinh xa nhìn về phía tiêu phàm, giống như cười mà không phải cười. Một ít, có lộc ăn a à. tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói cũng là vận khí thôi, dính sư phụ ta ánh sáng. Bồi lão nhân ra ông ta dạo chơi thời điểm, may mắn nếm qua một lần, không phải Linh Vân đại sư nhưng sẽ không dễ dàng xuống bếp. Từ chấn Nam cùng Như Ngọc Sinh hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Tựa hồ có một vị gọi là Linh Vân đại sư người, làm thức ăn chay tay nghề so chu lớn thường còn cao minh hơn, người bình thường căn bản ăn không được. Nhưng Linh Vân đại sư đến cùng là thần thánh phương nào, hai người bọn họ lại ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ước chừng gần phân nửa giờ về sau, phục vụ viên lục tục ngo ngoe đem thức ăn chay bên trên bàn nhìn cách thức cũng chỉ là bình thường, nhưng kia cỗ nhàn nhạt thanh hương, lại thấm vào ruột gan, để người vừa nghe phía dưới, lập tức liền bị kích phát ra muốn ăn. Cơ khinh xa khẽ cười nói, mùi vị kia mới chính tông. Lập tức lại lên một tiểu đàn rượu gạo, hoa nhài tự nhướng, nghe nói cũng là xuất từ chu lớn thường tay nghề. Tiêu phàm kẹp lên một mảnh làm con vịt để vào miệng bên trong, chậm rãi nhấm nuốt, tinh tế phẩm vị, chốc lát, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, khẽ vuốt cằm. Quả nhiên chính tông. Cơ khinh xa nở nụ cười xinh đẹp, dơ ly rượu lên, nói đến, mọi người chúng ta kính một thiếu. Từ chấn nam nhiều ngọc sinh tự nhiên liên tục không ngừng theo sát nâng chén. Bởi vì tiêu phàm không màng danh lợi họ tử, tăng thêm có cơ khinh xa cùng tân lâm hai vị này đại mỹ nữ tại, trên bàn rượu bầu không khí từ đầu đến cuối đều là ôn tồn lễ độ, tất cả mọi người ăn đến nhã nhặn, nhiễm nhiên thân sĩ. Trong bữa tiệc, cơ khinh xa đột nhiên hỏi, tha tổng nghe nói phương chủ nhiệm muốn đi chúng ta yến bắc làm việc rồi nhiều ngọc sinh lấy làm kinh hãi vừa cười vừa nói cơ tổng tin tức thật đúng là linh thông cơ khinh xa cười nói ta là yến bắc người quê quán tình huống luôn luôn sẽ tương đối quan tâm một điểm phương chủ nhiệm đến yến bắc làm việc chúng ta là nhiệt liệt hoan nghênh a à. nhiều ngọc sinh chê cười không tốt tiếp lời hắn nhưng là rất rõ ràng trước mắt vị này mạo nhiều thiên tiên cơ tổng tuyệt không phải thiện nam tín nữ tại kinh yến một vùng thanh danh như nói giữa bầu trời cơ thị tập đoàn ngoài sáng là quy củ xí nghiệp nhưng ngầm có chút thủ đoạn tự nhiên không khỏi khác người lên không được bàn tiệc phương lê sắp đảm nhiệm yến bắc tỉnh chính pháp ủy thư ký trưởng quản một tình hình phạt đại quyền sau này có lẽ cùng cơ khinh xa ở giữa sẽ còn sinh ra vãng lai like gặp nhau thậm chí là giao phong trên phố truyền ngôn tiền nhiệm yến bắc tỉnh ủy lão đại xảy ra chuyện liền cùng cơ khinh xa có mật thiết liên quan thậm chí cơ khinh xa chính là phía sau màn đẩy tay. Nhiều ngọc sinh nào dám thuận miệng nói chuyện phiếm như vậy đề. May mà cơ khinh xa tựa hồ rất lý giải tâm tình của hắn, nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì nữa. Chỉ là nhẹ nhàng vuốt vuốt trong tay thanh hoa ly rượu nhỏ, như có điều suy nghĩ. chương 223, Uyển Thiên Thiên có tin tức. Sau bữa ăn, từ Trấn Nam nói ra, có phải là hoạt động một chút, hoa nhài có tất cả rất nhiều kiện thân cùng giải trí công trình. Cơ khinh xa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói từ hành trưởng, chỉ sợ một thiếu không có thời gian. Từ chấn nam liền có chút kỳ quái, người ta tiêu một thiếu đều còn chưa mở miệng, người làm sao sẽ biết hắn không có thời gian. Chỉ là lời này, từ chấn nam tự nhiên sẽ không hỏi ra lời tới. Cơ khinh xa là như thế xinh đẹp, nếu như nàng muốn để tiêu một thiếu không có thời gian, tiêu một thiếu thật là có khả năng liền không có thời gian. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, từ hành trưởng, cảm ơn người khoản đãi. Từ chấn nam lập tức liền biết, tiêu phàm cùng cơ khinh xa quan hệ trong đó, chỉ sợ là thật không đơn giản. Lập tức tiêu phàm cùng cơ khinh xa đi ra bao xương. Cơ khinh xa nhẹ nói, một ít, có thiên thiên tin tức. Tiêu phàm dưới chân thoảng qua ưỡn một cái, quay đầu nhìn về phía nàng. Cơ khinh xa nói, đoán chừng các nàng tại tần quan bớt bên kia, vị trí cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Yên chi xã ở bên kia có người liên lạc, nhưng cái kia người liên lạc chỉ nói cho ta, Uyển thiên thiên, đường huyên cùng Tống Hoàn mang theo yên chi xã người, 10 ngày trước đi qua hắn nơi đó, sau đó liền rời đi. Căn cứ tình huống đến phân tích, bọn hắn hẳn là cách không xa. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, tần quan, cái này liền đúng rồi. Ngày xưa hắn võ đại đế cố đô, ngay tại bây giờ tần quan bỏ bớt sẽ cố đô thành phố, đông phương sóc ở nơi đó sinh sống rất nhiều năm. Bất quá, cơ khinh xa muốn nói lại thôi, tiêu phàm cảm thấy kinh ngạc, đây cũng không phải là cơ khinh xa họ cách nghe nói lần này động tĩnh không tiểu bên kia giống như xác thực có tương đối trọng yếu phát hiện chẳng những yên chi xã người đi cái khác nổi danh thám hiểm giả cũng đi không ít thậm chí ngay cả trì bân đều kinh động cơ khinh xa tú mỹ song mi có chút nhau trì bân cũng đi rồi tiêu phàm song mi nhẹ nhàng một dương hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn trì bân tại trộm mộ giới thật đúng là đại danh đỉnh đỉnh danh xưng âm dương mắt giang hồ truyền thuyết hắn có thể mở thiên nhãn tại trộm mộ cái nghề này cái gọi là mở thiên nhãn, đó là thật khó lường. Nghe nói chân chính trộm mộ cao thủ, có thể nếm thổ tìm lăng nghe tiếng phân biệt vị. Mà những này năng lực tại chỉ bân âm dương trước mắt, đều chẳng qua là trò trẻ con thôi. Hắn trực tiếp liền có thể xem thấu lòng đất, tự nhiên, cái này truyền thuyết có chút không hợp thói thường, ai cũng không biết thật giả, đoán chừng là nói ngoa, có thật nhiều miễn cưỡng gán ghép đồ vật. Trộm mộ cái này cổ lão ngành nghề, vốn là thập phần thần bí, tràn ngập các loại cổ quái kỳ lạ truyền thuyết so ra mà nói âm dương mắt có thể coi là là rất bình thường không nói đến chị bân âm dương mắt là có hay không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy nhưng hắn tại trộm mộ giới thanh danh lại không phải giả nam phái kẻ trộm mộ nhân vật đứng đầu giang hồ truyền ngôn bắc có son phấn kiếm nam có âm dương mắt chị bân là cùng son phấn kiếm nổi danh nhân vật không phải cùng huyền thiên thiên nổi danh là cùng sư phụ của nàng nổi danh dựa theo niên kỷ đến suy tính chỉ bân trên giang hồ thanh danh vang dội thời điểm, Uyển Thiên Thiên hay là cái nhà trẻ tiểu nha đầu, hai tay chắp sau lưng ngồi trong phòng học ngoan ngoãn chờ lấy lão sư phân bánh bích quy. Tân Lâm lạnh nhạt nói, không phải nói chỉ bân đã sớm chậu vàng rửa tay sao. Cơ khinh xa lắc đầu, nói, không có, chỉ là những năm này, hắn không thường thường xuất thủ mà thôi. Chỉ bân tâm ngoan thủ lạt, theo thiên thiên nói, nhiều năm trước cùng bọn hắn yên chi xã còn có khúc mắc hiện tại thiên thiên lâu như vậy không có tin tức, ta rất lo lắng. Thiên thiên kia họ cách, nói đến đây, cơ khinh xa nhẹ nhàng lắc đầu, hơi hơi thở dài một cái. Đừng nhìn huyền thiên thiên bên ngoài đồng hồ là hồn nhiên ngây thơ không có chút nào xảo trá tiểu cô nương, kỳ thực họ cách một điểm không bình thản. Nếu thật là cùng chỉ bân đụng tới, phiền phức không tiểu. Son phấn kiếm ra tay ác độc vô tình, chỉ bân nhưng cũng không phải thiện nam tín nữ, trên giang hồ có quan hệ âm dương mắt tâm ngoan thủ lạt nghe đồn, so son phấn kiếm còn nhiều. Đi thôi, tiêu phàm thấp giọng nói, nhanh chân hướng về phía trước. Một giờ sau, hai đài đại bôn một trước một sau lái vào thủ đô sân bay bãi đậu xe dưới đất, cơ khinh xa đã đổi trang phục, một thân rộng rãi đồ thể thao, trắng xanh đan sen, tinh xảo búi tóc rối tung ra, tóc dài đen nhánh như là thác nước khoác vẩy mà xuống, tại trong gió nhẹ khinh vũ bay dương. Lại thêm rộng rãi đồ thể thao cũng khó có thể tận che đậy ngạo người vóc dáng, coi là thật đẹp không sao tả xiết. Hai tên đại mỹ nữ đồng thời hiện thân thủ đô sân bay, giống như thâm cốc u lan, giống như phú quý mẫu đơn, lập tức liền hấp dẫn vô số lữ khách ánh mắt. So sánh dưới, cũng coi là đại soái ca Tiêu một thiếu cùng khốc phái hình nam tổng giám đốc Phạm, trực tiếp liền bị mọi người không nhìn. Soái ca cùng mỹ nhân đứng chung một chỗ thời điểm, cho tới bây giờ đều chỉ có thể làm khổ cực lá xanh. Chỉ trách, trên thế giới này sắc nam so sắc nữ hơn rất nhiều a. À. Lần này cơ khinh xa tận mắt chứng kiến Tân Lâm thuyết phục sân bay nhân viên công tác, đem tiêu phảm con kia lớn mèo mập mang lên máy bay, còn công khai chiếm cứ một cái chỗ ngồi. Hơn 5 giờ chiều, to lớn máy bay phản lực chậm chậm đáp xuống cố đô sân bay. Cơ khinh xa lên máy bay trước đó, liền gọi điện thoại. Cơ thị tập đoàn chủ yếu căn cứ địa là tại Yến Bắc tỉnh cùng Kinh Sư, nhưng lấy cơ thị tập đoàn quy mô mà nói, cả nước chủ yếu thành phố lớn đều có phân công ty hoặc là cơ quan. Bốn người một mèo vừa một xuống máy bay, liền có một vị ba mười mấy tuổi khôn khéo nam tử tiến lên ninh đón đối cơ khinh xa tất cung tất kính xe chuẩn bị xong chưa cơ khinh xa không có nửa câu nói nhảm trực tiếp hỏi đã chuẩn bị kỹ càng cơ tổng dựa theo phân phó của ngài hết thảy chuẩn bị thỏa đáng ừm cơ khinh xa trước mặt thuộc hạ cơ bản không nói nhiều tiêu phàm tân lâm cùng phạm nhạc càng là không nói một lời làm cho khôn khéo nam tử càng thêm khẩn trương làm sao đều là như vậy cực phẩm a một đài jeep lớn cắt im ắng dừng ở phòng chờ máy bay bên ngoài trên đường cái. Chìa khóa, phạm nhạc hướng khôn khéo nam tử vươn tay, phun ra hai chữ. Khôn khéo nam tử liền vội vàng đem chìa khóa xe giao cho phạm nhạc. Một nhóm bốn người, trực tiếp bên trên lớn cắt, phạm nhạc lái xe, cơ khinh xa ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, tiêu phạm cùng tân lâm ngồi xếp sau. Trên xe chuẩn bị kỹ càng bánh mì, thức uống, phòng con mũi đốt dược vật, đuôi trong dương thậm chí còn đặt một lều vải chuẩn bị phải rất đầy đủ, ngắn ngủi 2 giờ, khôn khéo nam tử cũng coi là làm việc 10 điểm đắc lực. Phạm Nhạc lập tức khởi động xe, cơ khinh xa hướng đứng tại trước cửa xe khôn khéo nam tử nhẹ gật đầu, khôn khéo nam tử vội vàng nâng lên cánh tay. Cơ tổng không thích lắm nói nhiều, Phạm Nhạc càng là cái buồn bực miệng hồ lô, cơ thị tập đoàn cao quản nhóm đã sớm tâm lý nắm chắc. Khôn khéo nam tử cũng không cảm thấy thế nào ủy khuất, chỉ là ở trong lòng âm thầm cảm khái, làm đại lão bản cảm giác chính là thoải mái. Phạm Nhạc đạp cần ga, lớn cắt nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức tựa như cùng mũi tên, hướng về phía trước chạy như bay. Lớn cắt không có vào thành, trực tiếp bên trên điểm thành cao tốc, lái về phía Cố Đô thành phố phương nam, rất nhanh liền đem cổ lão thành phố lớn xa xa bỏ lại đằng sau. Vào đêm lúc phân, lớn cắt xuống cao tốc, chuyển lên tỉnh đạo tuyến. Tỉnh đạo tuyến đường xá coi như không tệ, dù sao nơi này còn tại Cố Đô thành phố phóng xạ phạm vi bên trong. Làm lục chiều Cố Đô nước ta lớn tây bắc địa khu lớn nhất khu vực họ trung tâm thành thị cố đô thành phố đối xung quanh địa khu kinh tế kéo theo hiệu ứng còn là không phải thường minh lộ vẻ trong xe vô cùng yên tĩnh đã không có người nói chuyện cũng không có phát ra âm nhạc một nhóm bốn người cứ như vậy ngồi lặng lặng không khí trong xe cũng không vì vậy mà lộ ra một ngạt xấu hổ tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy 10 điểm đương nhiên khi màn đêm hoàn toàn dáng lâm lúc cơ khinh xa dơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ có chút quay đầu hỏi một ít có phải là trước tiên tìm một nơi ăn cơm lại sau này đường liền không dễ đi bình thường mà nói cổ mộ đều tại hoang dã trong thành thị không phải là không có cổ mộ táng tồn tại mấu chốt là tìm không thấy sớm đã bị lân thứ chất so nhà cao tầng che giấu vết tích trong nước tin tức thường xuyên có đưa tin nào đó thành thị nào đó đang làm đại khai phát thời điểm đào đến cổ mộ táng nhưng loại kia tình hình bình thường đều sẽ không khiến cho kẻ trộm mộ chú ý đã sớm bị quốc gia khảo cổ cơ quan phong khóa lại có cái gì tốt nghĩ đây cũng là cơ khinh xa cố ý phân phó chuẩn bị xe việt giã nguyên nhân tiêu phàm lắc đầu nói không cần trong xe có ăn đối phó một ngụm đi thời gian cũng không còn sớm vậy thì tốt chúng ta tiếp tục đi đường tân lâm cầm lấy một cái bánh mì mở ra đóng gói yên lặng đưa tới tiêu phàm trong tay rất nhanh lớn cắt liền lắc lư dịp lớn cắt nạc cơ có thể coi là là tương đối chuyên nghiệp xe việt giã hình giảm sóc họ có thể coi như không tệ. Đổi lại cái khác xe hình, đi tại dạng này mất mô hồi hương trên đường nhỏ, dùng không được một giờ, toàn thân xương cốt đều sẽ điên tan ra thành từng mảnh. Xe díp sóc này hai cái giờ, nhanh lúc 10 giờ, mở tiến vào một cái chấn nhỏ, rốt cục cũng ngừng lại. Dù là trong xe bốn người, đều đều võ nghệ cao cường, thân thủ mạnh mẽ, cũng không kịp chờ đợi nhảy xuống xe, thật sâu hút vài hơi mang theo đầu hạ bùn đất khí tức không khí mới mẻ. Bóng đêm bao phủ xuống tiểu trấn, nguyên bản 10 điểm yên tĩnh, lớn cắt vừa mới dừng lại ổn, bỗng nhiên từ ven đường dân cư bên trong sông ra một con chó vườn, đối tiêu phàm bọn người liền sủa loạn. Lập tức liền gây nên phản ứng dây chuyền, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu trấn tiếng chó sủa liên tiếp, rất là náo nhiệt. Tiêu phàm bọn người đối này tất nhiên là không chút nào để ý, tân lâm sớm đã bắt đầu cảnh giác dò xét tình huống chung quanh. Đây là một cái chân chính tiểu trấn, ánh mắt chiếu tới, chính là hai con đường, quét ngang một mực, cắt nạc cơ vừa vặn ngừng tại tiểu trấn trung tâm ngã tư đường, kia con chó vườn, là từ một tòa bốn tầng trong tiểu lâu lao ra, có vẻ như đây là tiểu trấn tối cao công trình kiến trúc, lầu hai treo một cái lập lòe tỏa sáng hộp đèn, bên trên viết dương tây lữ điếm bốn chữ. Có lẽ cái trấn nhỏ này, liền gọi dương tây trấn đi. Mười giờ tối, tại thành phố lớn mà nói, chính là sống về đêm phong phú nhất thời điểm, khắp nơi xa hoa trụy lạc, xanh ca man múa nhưng ở cái này vắng vẻ nông thôn tiểu trấn, đại đa số nhà hộ sớm đã tiến vào mộng đẹp. Dương Tây Lữ Điếm cũng có cái nho nhỏ đại đường, cửa thủy tinh, lóe lên yếu ớt ánh đèn, mãnh liệt tiếng chó sủa kinh động chủ cửa hàng, két một tiếng, cửa thủy tinh mở ra, một chỗ ngoặt eo lưng còng, còm nhom trung niên nam nhân, chậm rãi đi ra, phí sức ngẩng đầu, đảo một đôi bạch nhãn, nhìn về phía cơ khinh xa. Người này hình tượng, thực tế là không dám lấy lòng, nhất là trên thân mang theo kia cỗ âm trầm trầm khí tức, đập vào mặt, ngay cả tân lâm thấy, đều cảm thấy cực không thoải mái, nhẹ nhàng nhíu mày. Các ngươi đến rồi, gây tiểu nam tử trung niên mở miệng, thanh âm khàn giọng cùng hắn người đồng dạng, khiến người ta cảm thấy âm trầm trầm không có chút nào nhiệt khí. Ừm, cơ khinh xa gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, tiêu phàm sắc mặt chợt biến đổi. Lên xe, nhanh, một lời chưa tất, tiêu phàm đã bên trên lớn cắt. chương 224, Hoang dã truy sát trăng sáng sao thưa, dương tây chấn vùng ngoại ô, hồi hương công bên đường trống trải trong đất, ba đầu bóng đen cấp tốc hướng bên này chạy tới, tại phía sau bọn họ cách đó không xa, còn có mấy cái bóng người chính bám đuôi mau chóng đuổi. Khoảng cách của song phương, ngay tại một chút xíu tiếp cận. Nhị tỷ, tam ca, các ngươi đi trước, trước hết nhất cái kia đạo thon thả bóng đen, bỗng nhiên ngừng lại, thở dốc một hơi, nói. Thình lình chính là yên chi xã đại đương gia, danh xưng phương bắc giang hồ ma nữ thứ nhất son phấn đỏ uyển thiên thiên cứ việc uyển thiên thiên ngữ khí nghe vào vẫn chấn định như cố tỉnh táo nhưng thô trọng thở dốc thanh âm bán nàng vị này tung hoành giang hồ nữ ma đầu giờ phút này thụ thương không nhẹ không được thiên thiên hay là ngươi cùng tống hoàn đi trước ta đến đoạn hậu đường huyên lập tức phản đối trong bóng đêm vị này yên chi xã nhị đương ra mặc màu xám sắt quần áo bó thỉnh thoảng hướng sau lưng tấm liếc mắt một cái bộ ngực cao vút không ngừng kịch liệt chập trùng, hiển nhiên cũng rất không thoải mái. Nói cái gì đó, đương nhiên hai người đi trước, ta đến đoạn hậu, tam đương ra Tống Hoàn cũng thở hào hển nói. Tống Hoàn trong giọng nói, lại tràn đầy oán hận chi ý, còn mang theo nói không nên lời ủy khuất. Đúng vậy, chính là ủy khuất, yên chi xã tại phương Bắc Giang Hồ trên đường gì cùng uy phong hiển hách. Bao nhiêu trên đường bằng hữu chỉ cần vừa nghe đến yên chi xã cùng son phấn kiếm tên tuổi, đều lật lật lo lắng nhiều khi đều không cần đến ba vị đương gia tự thân xuất mã, chỉ cần phát câu nói, giết nhiều phiền phức đều giải quyết dễ dàng. Hiện nay yên chi xã ba vị đương gia đồng thời xuất động, thế mà bị người tại cái này giã ngoại hoang vô ngàn dặm truy sát, thậm chí liền chạy trốn đều trở nên độ khó không tiểu. Quyền Thiên Thiên, Đường Huyên, Tống Hoàn đều thua tổn thương, lại như thế truy đuổi xuống dưới, ai cũng chạy không thoát, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Nói nhảm, Quyền Thiên Thiên một tiếng gào to đến lúc nào rồi, tranh những thứ vô dụng này. Hai người ai chống đỡ được chỉ bân, một tiếng này quát, lập tức đem đường nguyên cùng Tống Hoàn đều chấn trụ, hai người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Quyền Thiên Thiên nói không sai, hai người bọn họ ai cũng đỡ không nổi chỉ bân, cái kia đại mập mạp, nhìn qua béo ụt ịt béo ụt ịt, so hà mã gầy không có bao nhiêu, dưới tay lại là coi là thật tới. Đừng bảo là đường huyên cùng Tống Hoàn Đồng đều đã bị thương không nhẹ, coi như thời kỳ toàn thịnh, cũng tại chỉ bân trong tay đi không được mấy hiệp. Nhất là dưới mắt, một hai mười dặm truy đuổi xuống tới, thể trọng chỉ ít tại hai trăm cân trở lên chỉ bân, thế mà chưa từng lạc hậu nửa phân, ngược lại càng đuổi càng chặt. Cố nhiên bởi vì hắn hèn hạ vô sỉ, ngầm thi đánh lén, uyển thiên thiên cùng mọi người mang thương, không thể toàn lực chạy trốn, nhưng chỉ bân phần này sức chịu đựng, cũng xác thực kinh người. Vậy ngươi làm sao, Tống Hoàn có chút tức giận, dưới tình huống bình thường, một đôi một, Uyển Thiên Thiên đương nhiên không sợ chỉ bân. Nhưng mắt tình hình trước mắt, rõ ràng không bình thường. Uyển Thiên Thiên bị thương cực nặng, mà lại không phải bình thường tổn thương, là âm sát nhập thể tạo thành nội thương. Kia hán đại cổ mộ, cũng thật sự là tà môn. Làm phương bắc lớn nhất nhóm người trộm mộ tam đương ra, tống hoàn tại trộm mộ giới có thể xưng kinh nghiệm phong phú, cái dạng gì cổ mộ chưa thấy qua. Lăng chưa thấy qua dạng này, vừa mới đi vào địa cung, lập tức liền có thể cảm nhận được rõ ràng khác biệt. Âm trầm trầm, Hàn khí tập kích người, một cái trộm mộ nói âm trầm, nghe vào quả thật có chút trò cười, nhưng lại là tống hoàn thật sự cảm giác, chẳng những hắn có cảm giác như vậy, Uyển Thiên Thiên cùng Đường nguyên đều có cảm giác giống nhau. Cái này tòa cổ mộ âm trầm, thực tế cực khác bình thường, phảng phất bọn hắn tiến vào không phải cách mặt đất đồng hồ vẹn vẹn 5 6 mét cổ mộ địa cung, mà là không cẩn thận bước vào 18 tầng địa ngục. Loại kia Hàn khí tập kích người âm trầm cảm giác, không phải bắt nguồn từ trên sinh lý mà là đến từ trên tâm lý cảm giác. Giống như tại kia trong cổ mộ, có một đôi âm trầm trầm con mắt thời thời khắc khắc tại nhìn hắn trầm trầm nhóm, loại kia đến từ viễn cổ âm sát cùng chớ chú, vô khổng bất nhập, từ bọn hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông, tranh nhau chen lấn chui tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Đường huyên cùng tống hoàn còn tốt, chỉ là dùng mình mấy cái, uyển thiên thiên lại là tại chỗ vết thương cũ phát tác, không thể không sử dụng một chương tiêu phàm tặng cho chính khí phù, mới tính miễn cưỡng chống lại âm sát khí ăn mòn. Loại tình hình này cũng khá quỷ dị. Đường huyên cùng tống hoàn tại võ thuật cùng nội công bên trên tu vi, xa kém sao huyền thiên thiên, theo lý hẳn là bọn hắn trước ngăn cản không nổi âm sát khí ăn mòn, bây giờ lại vừa vặn trái lại. Đoán chừng cùng tiêu phàm cho bọn hắn mở đơn thuốc có quan hệ. Cứ việc cho tới bây giờ, tống hoàn đối tiêu phàm vẫn như cũ không phục lắm, nhưng hắn lại cũng không thể không thừa nhận, tiêu phàm cho hắn mở cái toa thuốc kia, 10 điểm đối chứng. Chiếu đơn uống thuốc, bối rối hắn nhiều năm âm hàn triệu chứng, rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đường huyên tình huống cũng gần giống như hắn, đoán chừng không bao lâu, trong cơ thể của bọn họ trầm tích âm sát khí, liền có thể dần dần hóa tận. Tiêu phàm không có cho huyền thiên thiên hốt thuốc, chỉ cấp nàng viết cái đạo khí pháp môn. Theo đường huyên nói, tiêu phàm cũng nói đến rất rõ ràng, cái này đạo khí phương pháp, không nhất định có tác dụng. Huyền thiên thiên thể nội âm độc muốn toàn bộ loại trừ, biện pháp tốt nhất liền là theo chân tiêu phàm, nói đêm không rời, để tiêu phàm định thời gian cho nàng tác pháp, mới có hy vọng trừ tận gốc. Uyển thiên thiên nhưng lại chưa đem tiêu phàm cảnh cáo để ở trong lòng, như thường làm theo ý mình. Thứ nhất nữ ma đầu vốn chính là như vậy họ cách, như là ai đều có thể nghe lọt, Uyển thiên thiên hay là phương bắc giang hồ trên đường ma nữ thứ nhất a. Nhưng tòa này hán đại cổ mộ, âm sát khí kỳ nặng vô so, vượt xa khỏi đoàn người ngoài ý liệu. Quyền Thiên Thiên âm sát nhập thể vết thương cũ phát tác ra mộ thời điểm lại lọt vào trì bân đánh lén lấy nàng tình hình dưới mắt đến xem nàng cũng rất khó chống đỡ được trì bân huống chi trì bân còn có mấy tên giúp đỡ đều đều thân thủ phải các ngươi đi trước ta cản bọn hắn một trận chỉ muốn các ngươi đi trước rơi ta một người bọn hắn chưa hẳn ngăn được ta Quyền Thiên Thiên chậm rãi nói ngữ khí lại là không thể nghi ngờ Đường Huyên cùng Tống Hoàn lại liếc nhau một cái Quyền Thiên Thiên lời này. Mảnh bàn về đến, có chút đả thương người, quả thực chính là trực chỉ hai người bọn họ là vướng víu. Tự nhiên, bây giờ không phải là so đo loại chuyện này thời điểm, là giúp đỡ hay là vướng víu, nguyên bản là bởi vì khi thì gì. Tỷ như khôi giáp, xuất hiện trận mà thời gian chiến tranh là bảo mệnh vật, tại công thành lúc tác chiến, nặng nề thiết giáp lại là lớn vướng víu. Dưới tình huống bình thường, Đường Huyên cùng Tống Hoàn võ công không yếu, cùng Huyền Thiên Thiên liên thủ nhất trí, đương nhiên là trợ lực nhưng mà tình huống trước mắt lại là ba người liên thủ đều đánh không lại người khác như vậy mỗi người tự chạy liền càng thêm phù hợp thực tế đi mau chớ trì hoãn mắt thấy truy binh càng ngày càng gần uyển thiên thiên lại là quát khẽ một tiếng cứ như vậy thời gian nói mấy câu bám đuôi số người đã đuổi theo đi đầu một người thân thể cực kỳ lớn mập khôi ngô tựa như một tòa núi thịt cũng như ánh trăng lạnh lẽo dưới cho người ta một loại cực độ chèn ép cảm giác cho dù ai đều không tưởng được như thế to lớn một tòa núi thịt, lại có thể chạy nhanh như vậy, quả thực là nhanh như tuấn mã. Toàn bộ đại địa, tựa hồ cũng tại ẩn ẩn chấn động. Tại trộm mộ cái nghề này, chỉ bân tính được lão tiền bối, có rất ít người muốn lấy được, âm dương mắt chỉ bân, là một cái dạng này to con đại mập mạp, coi như dựa theo đánh giá thận trọng nhất, chỉ bân thể trọng cũng đầy đủ tại 200 cân trở lên. Chỉ bân tốc độ chậm rãi chậm dần, tại khoảng cách huyền thiên thiên ước chừng 6-7 mét bên ngoài vị trí bên trên đứng vững, trùng điệp thở thở ra một hơi. Mặc kệ chỉ bân võ công cao cỡ nào mạnh, sức chịu đựng cường hắn cỡ nào, dù sao hắn thể trọng còn tại đó, xem chừng so uyển thiên thiên nặng hai lần cũng không chỉ, như thế một hai mười dặm một hơi không ngừng chạy xuống dưới, mà lại là toàn lực mưa xít ben, thật muốn làm được mặt không đỏ hơi thở không gấp, bình chân như vậy, nào có dễ dàng như vậy. Theo sát tại chỉ bân về sau ba người, hai nam một nữ, trong bóng đêm, thấy không rõ lắm tướng mạo, cùng uyển thiên thiên ba người đồng dạng, đều mặc quần áo bó, chỉ có thể từ dáng người bên trên để phán đoán nam nữ. Bất quá nữ tử kia dáng người tương đương yểu điệu, so sánh với huyền thiên thiên cùng đường huyên, tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Chỉ bân cái này ba tên đồng bạn, rõ ràng cũng là lão thủ, không đợi chỉ bân phân phó, lập tức hướng bốn phía tản ra, ẩn ẩn đối huyền thiên thiên ba người hình thành vây quanh chi thế, không giao một lời, nhưng biểu hiện ra kinh người ăn ý. Tất cả đứng lại, huyền thiên thiên hừ lạnh một tiếng, ngay tại tản ra ba người nhất thời liền dừng bước, đại đương ra, nghĩ thông suốt rồi. Chỉ bân lần nữa trùng điệp thở dốc một hơi, vừa cười vừa nói, ngữ khí tương đương nhẹ nhõm. Liền thế cục trước mắt mà nói, hắn rõ ràng chiếm cứ toàn diện ưu thế, tự nhiên có thể dù bận vẫn ung dung, không chậm không nhanh. Chế thúc thúc, cái này chính là của ngươi không đúng. Uyển thiên thiên cười khanh khách một tiếng, ngọt ngào nói, nghe vào, giống như thật là cùng một vị quan tâm bảo vệ trưởng bối của nàng đang nói chuyện, mảy may lệ khí cũng nhìn không ra. Chỉ bân trên giang hồ cùng sư phụ nàng, đời trước yên chi xã đại đương ra nổi danh. Uyển Thiên Thiên khi còn nhỏ tiết còn gặp qua Chỉ Bân mấy lần, cái này chế thúc thúc cũng là để cho thuận miệng. Chỉ bất quá giờ này khắc này, tự nhiên là mang theo nói không nên lời mỉa mai chi ý. Ngươi là trưởng bối, cùng vãn bối giật đồ, đã rất không có ý tứ, còn tránh tại bên ngoài làm đánh lén, thực tế cùng thân phận của ngươi rất không tướng xứng a, à, chế thúc thúc. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, người âm dương mắt chế đại trưởng môn mặt để nơi nào? Một thế anh danh, trôi theo nước chảy, đại đương gia phê bình phải có đạo lý, hổ thẹn hổ thẹn. Chỉ Bân mở cái miệng rộng, cười ha hả nói, không có nửa điểm sinh khí ý tứ. Nguyên bản ta cũng không có ý định chuyên chạy chuyến này, lão lão, còn để ý những này vật ngoài thân làm cái gì? Bất quá Thiên Thiên, lúc này thứ này, đối chế thúc thúc thật rất trọng yếu, chỉ cần ngươi nguyện ý đem đồ vật lưu lại, chế thúc thúc lập tức cho người chịu nhận lỗi. Mà lại, chế thúc thúc đem lời đặt xuống ở đây, chế thúc thúc không lấy không người đồ vật, người muốn cái gì làm trao đổi, một mực mở miệng. Chỉ cần là ta có, người muốn cái gì chính là cái gì, tuyệt nghiêm túc. Chị Bân nói, hướng huyền thiên thiên nách dưới kẹp lấy một cái đen như mực hộp nhìn lướt qua. Trong đêm tối, Chỉ Bân hai mắt phát ra lục oánh oánh quang mang, tựa như trên thảo nguyên giả hành cô lang, dọa người. Thiên thiên, ba so một. Chế thúc thúc nguyện ý dùng ba món đồ, trao đổi trong tay ngươi loại này, thế nào, lòng ta đủ thành đi. Ngươi cũng biết, chế thúc thúc nơi đó, còn có mấy thứ đồ tốt. Ngươi tận lấy chọn, ta tuyệt không có kè mặc cả. Không đợi huyền thiên thiên mở miệng, chỉ bân còn nói thêm, ngữ khí 10 điểm thành khẩn. chương 225, vô giới chỉ bảo. Ba so một, chế thúc thúc, ngươi xác định thứ này có giá trị lớn như vậy. Nghe chỉ bân lời nói, huyền thiên thiên mình giật nảy mình, có chút kinh ngạc quét mình dưới nách hộp đen một chút. Chỉ Bân nói lời như vậy, đó là chân chính không thể coi thường. Chỉ Bân là ai? Nam phái trộm mộ đại tông sư cấp nhân vật, cùng Huyền Thiên Thiên sư phụ nổi danh. Trong nhà hắn cất giữ lấy đồ tốt, quả thực không ít, tùy tiện xuất ra đồng dạng đến, đều có thể xưng giá trị liên thành. Chiếu Chỉ Bân ý tứ này, chỉ cần Huyền Thiên Thiên mở miệng, vô luận muốn đổi cái kia ba loại chân bảo, Chỉ Bân đều sẽ đổi cho nàng có phải là đáng giá như thế lớn giá tiền, cái kia cũng tùy từng người mà khác nhau. Tỷ như người tại chế thúc thúc trong mắt, kia là bảo vật vô giá. Chế thúc thúc trong mắt ngươi, lại là không bằng. Chỉ bân cười ha ha một tiếng, nói, trong giọng nói đã mang lên hết sức rõ ràng chiêu chọc chi ý. Quyền thiên thiên sinh đẹp như vậy tuyệt luân, nam nhân kia thấy không tim đập thình thịch. Chế thúc thúc, nếu như ta muốn bạch khởi kiếm, ngươi cũng nguyện ý trao đổi sao? Uyển Thiên Thiên không thèm để ý chút nào chỉ bân trêu chọc, rất chân thành mà hỏi thăm, một hơi tuôn ra ba kiện bảo vật danh tự. Trắng nói nằm mơ, chỉ bân chưa trả lời, phía sau hắn tên kia dáng người yểu điệu giả hành nữ tử liền hư lạnh một tiếng, nói, giọng nói vô cùng độ khinh thường. Chỉ bân nở nụ cười khổ, nói, thiên thiên, người đây cũng quá hung ác đi. Muốn khoét chế thúc thúc tâm đầu nhục a, à. Uyển thiên thiên liền lạc lạc cười, nàng biết mình là công phu sư tử ngoạm, chỉ bân cất giữ dù dầu, mình nói ra cái này ba món đồ, lại có thể nói là chỉ bân chấn trạch chi bảo, xem như chỉ bân tất cả đồ cất giữ bên trong quý giá nhất đáng tiền nhất bảo vật. Tỷ như bạch khởi kiếm, chính là cùng Việt vương câu tiến kiếm nổi danh bảo vật, nghe nói đã thông linh. Vì chuôi này bảo kiếm, lưu bát ra tự mình phó phương nam cùng chỉ bân đàm phán, mở ra cùng dưới mắt chỉ bân mở ra giống nhau như đúc điều kiện, nguyện ý ba so một phát đổi. Kết quả, ngay cả bạch khởi kiếm cái bóng đều không thấy, chỉ bân căn bản liền không có để lưu tám vào cửa ai dám đánh mấy dạng này bảo vật chủ ý ai chẳng khác nào muốn chỉ bân mệnh trễ thúc thúc thổi bạo đi ta liền biết ngươi không nỡ được ta đáp ứng quyền thiên thiên một câu chưa tất chỉ bân bỗng nhiên mở miệng nói ra yên tĩnh bốn phía bỗng nhiên an yên tĩnh tất cả mọi người nín thở chỉ có lạnh thấu xương gió đêm gào thét mà qua mang theo một trận khiếp người tiếng nghẹn ngào đường huyên cùng tống hoàn đều hít vào một ngụm khí lạnh hai mặt nhìn nhau. Không còn có nghĩ đến, chỉ bân thế mà thật đáp ứng rồi. Thật nguyện ý lấy ba kiện vô giới chi bảo đến trao đổi uyển thiên thiên dưới nách cái kia không chút nào thu hút hộp đen. Cái này hộp đen bên trong, đến cùng là cái gì ghê gớm bảo bối. Cứ việc cái này hộp đen là bọn hắn từ dưới đất mang ra, lại còn không có mở ra xem qua, bên trong đến cùng cất giấu thứ gì, ai đều không được biết. Nhưng chỉ bân nguyện ý hoa như thế lớn đại giới, nhất định không thể coi thường. Nói đến, chỉ bân lần này sở tác sở vi, cũng là đại đại ngoài dữ liệu. Nguyên bản hắn hoàn toàn có thể đoạt trước hạ thủ, đuổi tại huyền thiên thiên phía trước xuống đến trong cung điện dưới lòng đất, đem cái này hộp đen trước một bước đoạt tới tay. Lại vẫn cứ muốn tránh tại bên ngoài làm đánh lén, cùng hắn tại trộm mộ giới to lớn thanh danh tương đối mà nói, thủ đoạn như vậy không khỏi quá bị ổi. Mặc dù nói, trộm mộ bản thân cũng không phải là cái cỡ nào được người tôn kính nghề nghiệp, cũng cùng phong độ thân sĩ kéo không lên quan hệ thế nào. Nhưng vô luận cái nào ngành nghề, đã trở thành nhân tài kiệt xuất, luôn có mấy phân thận trọng cùng kiêu ngạo. Chỉ bân lần này âm thầm đánh lén, lấy lớn lấn nhỏ, lấy nam lấn nữ, lan truyền ra ngoài, thành danh là nửa điểm đều không thừa dưới. Nhưng mà chỉ bân không chút do so dự liền làm ra, hiện tại lại không chút do so dự đưa ra ba so một điều kiện trao đổi, mà lại là tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình hình dưới đưa ra trao đổi, phàm mỗi một loại này, Đều chỉ có thể nói rõ một vấn đề cái này đen vật trong hộp Vô so quan trọng Chí ít đối chỉ bân mà nói So hắn tất cả chân bảo cộng lại đều muốn chặt đến mức nhiều Hi hi, chế thúc thúc Người đáp ứng, ta cũng không có đáp ứng Thật xin lỗi, cái đồ chơi này là ta lấy được Ta liền thích, cái gì cũng không nguyện ý đổi Quyền thiên thiên lạc lạc một trận cười khẽ, hài hước nói Son phấn đỏ, đừng cho thể diện mà không cần Lại là tên kia dáng người yểu điệu nữ tử một tiếng gào to, ngữ khí băng lãnh. Đều nói mỹ nữ trời sinh là oan gia, xem ra lời nói đó không hề giả dối. Quyền thiên thiên liếc nàng một cái, không thèm để ý nàng. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Chỉ bân tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả như vậy, cũng không để ý. Chậm rãi đem cóng ở trên lưng một cái hình sợi dài vài bà túi túi lấy xuống. Cảm giác bên trên, kia vải bà túi túi rất nặng. Đi, quyền thiên thiên thấp giọng nói. Đường Huyên cùng Tống Hoàn lại không trần chờ, đối mặt với Chỉ Bân, từng bước một hướng nơi xa trên đường lớn thối lui. Chỉ Bân cũng không ngăn trở, không nói không rằng, chỉ cần Uyển Thiên Thiên vẫn còn, cái kia hộp đen vẫn còn, vậy là được, những người khác, dâu Chỉ Bân là hướng về phía hộp đen đến, không là hướng về phía đường Huyên cùng Tống Hoàn đến. Chỉ cần Uyển Thiên Thiên nguyện ý buông xuống hộp đen, Chỉ Bân thậm chí ngay cả Uyển Thiên Thiên đều sẽ không làm khó. Một trận rầm rầm xích sắt tiếng vang, Chị bân chậm rãi từ vải bà túi trong túi rút ra một đầu tam tiết côn, ngân quang lóng lánh, kết nối sát điểm len keng lang rung động. Chỉ bân đem tam tiết côn liền cùng một chỗ, biến thành một đầu đủ lông mày côn. Đây là chị bân chuyên vì chính mình đặc chế binh khí, liền cùng một chỗ là đủ lông mày côn, mở ra đến thì là tam tiết côn. Chỉ bân tay cầm đủ lông mày côn, đứng tại huyền thiên thiên đối diện, khe khẽ thở dài, nói thiên thiên, nói thật, ta là thật không nguyện ý động thủ, Ngươi suy nghĩ thêm một chút đi, ta quyết không nuốt lời. Cứ việc liền hiện tại cục diện này đến xem, chỉ bân chiếm cứ rất lớn ưu thế, 4 so 1, Uyển Thiên Thiên còn bản thân bị trọng thương, trên cơ bản là ổn nắm chắc thắng lợi. Nhưng chỉ bân lời này nhưng cũng là xuất phát từ nội tâm. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý cùng son phấn kiếm sao chiêu. Uyển Thiên Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh lãnh dưới ánh trăng, nhàn nhạt hồng mang lóe lên. Son phấn kiếm, chế thúc thúc ta biết ngươi cùng ta sư phụ luận bàn qua, nhưng đó là ngươi cùng chuyện của sư phụ ta, hai ta còn không có đánh qua đâu. Nghe qua chế thúc thúc âm dương côn pháp cùng ngươi âm dương mắt đồng dạng nổi danh, hôm nay vừa vặn thỉnh giáo một chút. Quyền thiên thiên ngữ khí, vẫn chấn định như quốc tự nhiên. Kiếm làm binh bên trong chi vương, côn làm binh bên trong chi tổ. Lấy tổ binh phá vương binh, cũng coi là chính đạo. Chỉ bân cầm côn ngay ngực, chậm rãi nói, có thể hay không phá, còn hai chuyện đâu chế thúc thúc cũng khỏi phải thanh lời nói được quá vẹn toàn. Nói đúng, đều nói danh sư xuất cao đồ, lúc trước cùng tôn sư luận bàn bất phân thắng bại, hôm nay ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Thiên thiên, nói thế nào ta cũng là trưởng bối, không thể lấy lớn lấn tiểu. Như vậy đi, chúng ta lấy 10 chiêu làm hạn định. Trong vòng 10 chiêu phân thắng bại, người thắng, người đi, ta không ngăn ngươi. Ta thắng, người đem đồ vật lưu lại, ta cũng không làm khó ngươi. Thế nào? chị bân rất chân thành nói luận sự chị bân lời này tính được là cực kỳ công đạo nhưng mọi thứ không thể liền cùng một chỗ đến nghĩ liền cùng một chỗ nghĩ hương vị lập tức liền trở nên có chút gây nên chị bân muốn thật là như thế này giảng đạo lý giảng nghĩa khí hảo hán tử như thế nào lại mai phục tại cổ mộ lối đi ra đối uyển thiên thiên bọn người đột thi đánh lén lời này nghe vào đường hoàng kỳ thật nói trắng ra chính là sợ uyển thiên thiên một khi đánh không lại kẻ vô lại tính tình phát tác liều lĩnh đem hộp đen hủy đi, ai cũng mơ tưởng được. lấy Uyển Thiên Thiên họ cách mà nói, dạng này sự tình nàng thật làm ra được, mà lại con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Ta không lấy được, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được. vì vậy chỉ bân mới mở miệng liền cho Uyển Thiên Thiên lưu lại đường sống, vô luận thắng thua, người đều có thể rời đi, tính mệnh không ngại, miễn cho nhà đầu này tình thế cấp bách liều mạng. chế thúc thúc, người cảm thấy ta sẽ còn tin lời của ngươi nói sao? Phía sau ám tiến đả thương người sự tình, người đều có thể làm được, còn có cái gì cầu thí suối quẩy sự tình là ngươi làm không được. Quyền thiên thiên vẫn cười hì hì, ngôn từ lại lại không có nửa phân khách khí. Sắp chết đến nơi còn tại ba hoa, yểu điệu nữ tử giận tím mặt, quát một tiếng, thất tỉ, nói chuyện cẩn thận, ta tâm nhãn rất nhỏ, thù rất dai Người đắc tội ta, đời ta đều sẽ nhớ được ngươi. Quyền thiên thiên liếc nàng một cái, không mặn không nhạt nói. Thật sao? người đời này, hắc hắc, người đời này còn có thể có mấy phút. Yểu điệu nữ tử cười ha hả, lão thất, cẩn thận, bỗng nhiên bên trong, chỉ bân một tiếng hô quát, quyền thiên thiên bóng người lóe lên, nhạt kiếm mang màu đỏ như đêm tối lưu tinh, thẳng đến yểu điệu nữ tử cái cổ, thế đi nhanh như thiểm điện. Quyền thiên thiên cùng yểu điệu nữ tử ở giữa khoảng cách, lúc đầu có hơn 10 mét. Bất đắc dĩ huyền thiên thiên thân pháp thực tế quá nhanh, hơn 10 mét khoảng cách thoáng qua liền mất, yểu điệu nữ tử chưa lấy lại tinh thần, màu đỏ nhạt son phấn kiếm đã cách nhà mình cái cổ không đến ba thước yểu điệu nữ tử giật này cả mình không kịp quát lớn chửi mắng càng không kịp chống đỡ ngăn chặn chỉ có thể đem hết khả năng nghiêng nghiêng đầu lập tức một tiếng đau nhức hừ trong gió đêm một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi phiêu dương ra đã đổ máu ánh sáng thối yểu điệu nữ tử rít lên một tiếng dưới chân dùng sức cấp tốc lui lại nàng cứ việc không có cùng son phấn kiếm chính diện giao thủ qua lại nghe nói qua son phấn kiếm ra tay ác độc vô tình uy danh hiển hách, một kiếm đắc thủ, lập tức sẽ như bóng với hình truy giết tới, thẳng đến đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Quả nhiên, nhà kiếm mang màu đỏ lại một lần nữa xẹt qua thanh lãnh đêm trăng, uyển như trong nước gợn sóng, tạo nên vô biên yêu dã, thế đi biết bao mờ mịt, hoàn toàn không có chút nào mạch lạc mà theo. Yểu điệu nữ tử cũng coi như là không tầm thường cao thủ, nhưng mà một bước mất tiên cơ, tại son phấn kiếm như giỏi trong xương công kích phía dưới, ngay cả nửa điểm chống đỡ chi lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia trí mạng nhạt kiếm mang màu đỏ, thẳng tắp hướng mình kinh động mạch cắt tới. Chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, yểu điệu nữ tử đời này cũng liền cơ bản kết thúc. Thiên thiên, hạ thủ lưu tình, chỉ bân một tiếng gào to, trong tay tề mi đoạn côn dương lên. Sau một khắc, cuồng phong gào thét, phảng phất cái này yên tĩnh trong hoang dã, bỗng nhiên nổi lên như vòi rồng. Cuồng phong gào thét bên trong, là một đợt nối một đợt như như sóng giữ côn ảnh, phô thiên cái địa hướng về uyển thiên thiên tinh xảo thân thể bỗng nhiên ép tới. Trong chốc lát, yểu điệu nữ tử chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, ngay cả khí đều không kịp thở. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 15